Bát gia tái thế, Trần Đức. Trích, anh tên là Trần Đức, tự là Bát Hoang. Mọi người gọi anh là Trần Bát Hoang hoặc Hoang gia. Thời đại này người có tên còn có tự rất ít, Trần Đức là một trong số ít người đó. Trưởng ngục thấy hơi kỳ lạ trước phản ứng của Hoang gia, nhưng hơn cả vẫn là vui mừng, cuối cùng Hoang gia cũng đi khỏi đây, ông ta rất mong chờ sau khi Hoang gia đi sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào. Trưởng ngục luôn miệng đồng ý, sau đó xoay người đi lấy đồ giúp Trần Đức. Sắp đi à, lúc này, phạm nhân phòng kế bên Trần Đức dựa vào tường chợp mắt bỗng mở mắt ra. Đây là một người đàn ông lớn tuổi với tướng mạo rất xấu xí, ngũ quan gần như biến dạng, trên mặt còn có vết bỏng, tóc xóa ra dài đến vai bết thành một mớ, không biết đã bao lâu rồi chưa gội đầu. Nguyên nhân ông ta vào đây không giống với Trần Đức cố ý tới, ông ta là tù nhân thực sự. Ông ta cũng là một trong số ít bạn trong nhà tù này của Trần Đức. Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 1. Cửa phòng giam mở ra. Trưởng ngục từ ngoài đi vào, nhìn người đang ăn uống no say bên trong mà thở dài bất lực. Không nhìn rõ mặt người bên trong, chỉ thấy người ấy mặc bộ quần áo tù cũ nát, đầu tóc bù xù, mặt mũi dơ bẩn, nhếch nhác, đang cúi gằm mặt ăn thức ăn phía trước. Phần cơm của anh rất phong phú, có thịt có cá. Thậm chí còn có một bình mao đài và một điếu xì gà. Sự phong phú, sung túc này vượt xa những gia đình bình thường, hoàn toàn không giống cuộc sống trong tù chút nào. Hơn nữa đây còn là nhà giam những tù nhân phạm tội nặng, mỗi tù nhân ở đây đều đã từng giết trên 10 mạng người. Nhưng trong số những người này, chỉ có anh mới được hưởng sự đãi ngộ vượt bậc như vậy. Vừa bước vào, trưởng ngục đã nghe thấy tiếng hơi của anh, mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Hoang gia, đã đến lúc anh nên rời khỏi đây rồi, điều kỳ lạ hơn nữa là trưởng ngục gọi anh là gia, thái độ cũng cực kỳ tôn kính. Phạm nhân đang ăn không để ý đến ông ta, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, đến giờ vẫn chưa thể thấy rõ khuôn mặt bị khuất sau mái tóc đen kia. Trưởng ngục cười khổ, quả nhiên vẫn như trước đây. 3 năm qua, ông ta đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, ban đầu vị này còn đáp lại đôi câu, đến giờ thì dứt khoát chẳng thèm quan tâm. 2. Ông ta lại thở dài, chuyện năm đó thật sự khiến anh tổn thương nhiều đến vậy sao? Đã từng là quân thần một đời, được mệnh danh là quả bom hẹn giờ, bây giờ lại cố tình đến nhà giam này không đi. Anh không đi chẳng ai dám đuổi anh đi, dù sao thân phận của anh thật sự quá cao. Mặc dù chỉ có một vài người biết điều này, nhưng lần này trưởng ngục lại khá chắc chắn có thể thuyết phục được anh rời đi, để anh ở lại đây quá lãng phí nhân tài. Trên đời này không có anh sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui, trưởng ngục cũng không muốn anh ở lại đây lãng phí cuộc đời. Hoang gia, sau một lúc im lặng, trưởng ngục lên tiếng, chúng tôi đã tìm thấy em gái Trương Phàm rồi. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến người đang ăn uống vui vẻ kia đột ngột dừng lại. Thật sao? Hai chữ khàn khàn phát ra từ cổ họng của người trước mặt, giọng nói rất mạnh mẽ, lạnh nhạt. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt gầy nhưng đường nét sắc sảo, đôi mắt nghiêm nghị sắc bén. Đây thực ra chỉ là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Không ai ngờ một người trẻ như vậy lại khiến trưởng ngục hơn 40 tuổi phải gọi là gia. Đương nhiên là thật, Hoang gia, anh không muốn về xem thử sao, trưởng ngục nói, vì chuyện đó mà anh đã ở đây 3 năm rồi, tuy những người nước ngoài năm đó đều đã bị anh tàn sát nhưng anh nên biết rằng kẻ chủ mưu thực sự phía sau vẫn đang ở Hoa Hạ. Nói đến đây, trưởng ngục đột nhiên dừng lại, giọng điệu thay đổi, xin lỗi Hoang gia, tôi không nên nhắc tới chuyện đó. Suýt chút nữa ông đã quên chuyện đó là điều cấm kỵ của Hoang gia, 3 năm trước ông nhắc đến một lần, nơi này suýt nữa đã bị anh dỡ bỏ. Sau khi đánh hơn 100 người bảo vệ ở đây bị thương, anh mới dừng lại, cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng ông ngạc nhiên phát hiện lần này Hoang gia không phát điên mà rất bình tĩnh, cũng không có gì khác thường. Không sao, đều qua rồi, những chuyện đó tôi cũng đã quên. Lấy đồ của tôi tới đây đi, 3 năm rồi, cũng đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây, người thanh niên nói. Anh tên là Trần Đức, tự là Bát Hoang. Mọi người gọi anh là Trần Bát Hoang hoặc Hoang gia. Thời đại này người có tên còn có tự rất ít, Trần Đức là một trong số ít người đó. Trưởng ngục thấy hơi kỳ lạ trước phản ứng của Hoang gia, nhưng hơn cả vẫn là vui mừng, cuối cùng Hoang gia cũng đi khỏi đây. Ông ta rất mong chờ sau khi Hoang gia đi sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào.
Trưởng ngục luôn miệng đồng ý, sau đó xoay người đi lấy đồ giúp Trần Đức. Sắp đi à? Lúc này, phạm nhân phòng kế bên Trần Đức dựa vào tường chợp mắt bỗng mở mắt ra. Đây là một người đàn ông lớn tuổi với tướng mạo rất xấu xí, ngũ quan gần như biến dạng, trên mặt còn có vết bỏng, tóc xóa ra dài đến vai bết thành một mớ, không biết đã bao lâu rồi chưa gội đầu. Nguyên nhân ông ta vào đây không giống với Trần Đức cố ý tới, ông ta là tù nhân thực sự. Ông ta cũng là một trong số ít bạn trong nhà tù này của Trần Đức. Đúng, Trần Đức đáp, lúc trước người anh em của tôi vì tôi mà chết, cậu ấy còn một người em gái, dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc cô ấy thật tốt thay cậu ấy. Được rồi, ra ngoài là tốt, cậu còn trẻ, thế giới muôn màu bên ngoài thích hợp với cậu hơn, ông lão kéo dài giọng giống như người thời xưa nói chuyện, mang theo cảm giác hàm xúc, thú vị. Sử gia, Trần Đức nói, 3 năm qua cảm ơn ông rất nhiều, nếu không tôi đã là một kẻ tàn phế. Nếu trưởng ngục ở đây chắc chắn sẽ hết hồn, không ngờ hoang gia lại gọi ông già này là gia. Cậu cho tôi rượu ngon, thịt ngon, tôi giúp cậu chữa lành vết thương thì có gì đâu, giao dịch công bằng thôi, không cần cảm ơn, Sử gia đáp, hơn nữa cậu là người duy nhất có hy vọng được ra khỏi đây. Chỉ có cậu mới có thể truyền lại y thuật mà tôi đã nghiên cứu cả đời. Dù sao 3 ngày nữa tôi cũng phải chết, có thể tận mắt nhìn thấy cậu được đi, cũng coi như chết không hối tiếc. Trần Đức im lặng, nhất thời không biết nên nói gì, tuy Sử gia có ơn với anh nhưng nếu đã làm một số chuyện thì bắt buộc phải trả giá. Năm đó Sử gia vì nghiên cứu y học nên đã dùng trẻ sơ sinh, kẻ lang thang và những thiếu niên thiếu nữ trẻ làm đối tượng thử thuốc. Bao nhiêu người chết trong tay ông, có lẽ chính ông cũng không nhớ nổi. Cả đời ông sống vì y học, có thể gọi là kẻ điên, mặt ông như vậy cũng là do thử thuốc mà thành. Nếu Trần Đức giúp ông ta thì không công bằng với những người đã khuất, điều duy nhất anh có thể làm là dặn người ở đây giữ toàn thây cho ông ta, tìm nơi chôn cất rồi hàng năm tới tế bái. Quan trọng hơn là Sử gia luôn muốn chết, cho dù Trần Đức giúp thì ông ta cũng không đi. Sử gia, tạm biệt. Anh cúi đầu thật sâu trước Sử gia để tạm biệt, mà lúc này trưởng ngục cũng đã mang đồ của anh đến, mời anh rời đi. Nếu đã quyết định đi thì đương nhiên không có gì phải lưu luyến, anh bước đi đầu không ngoảnh lại. Cậu nhóc, có một số chuyện cậu đừng như tôi, trốn tránh cả đời, nếu không đến chết cũng không đối mặt được. Giọng của Sử gia vang lên phía sau khiến Trần Đức khựng lại, nhưng anh không quay đầu, tiếp tục bước đi. Cánh cổng nhà giam thành phố Tần mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào góc tối, Trần Đức vô thức nheo mắt lại, thật lâu mới thích ứng được. Hoàng gia, đừng quay đầu, đây là đồ của cậu, cầm lấy đi, trưởng nhà giam đưa cặp sách cho Trần Đức, quay đầu sẽ không may mắn. Ha, khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười lười biếng, bất cần đời. Anh nhìn vào đồ trong túi. Một con dao găm, một chiếc điện thoại di động, một ít tiền lẻ, một tấm thẻ căn cước, không thiếu thứ gì. Thậm chí còn có một bình rượu thiêu đao tử mà anh thích nhất. 3 năm trở lại đây, tính tình Trần Đức thay đổi rõ rệt, bây giờ anh không còn là chàng thanh niên tài năng lộ rõ, tài hoa xuất chúng nữa. Anh cũng không chú ý quá nhiều, vì thế thản nhiên quay đầu lại. Lão Hình, cảm ơn rượu của ông, bây giờ tôi đi, ông cũng chuẩn bị thuyên chuyển công tác đúng không? Mấy năm nay vì chăm sóc tôi mà cố ý chuyển tới đây, vất vả cho ông rồi, Trần Đức cười bảo. Đâu có, Hình Tông Đài mỉm cười, cậu là người lính mà thủ trưởng quý nhất, bây giờ ông ấy đã qua đời, đương nhiên tôi nên chăm sóc cậu. Tôi đã lưu số của mình vào điện thoại trong cặp, có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi. Được, Trần Đức đáp. Hoàng gia, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu, Hình Tông Đài thận trọng hỏi, cậu thật sự đã buông bỏ được chuyện 3 năm trước à? Ông nghĩ sao? Trần Đức hỏi ngược lại, anh nở nụ cười. Không chờ Hình Tông Đài trả lời đã chậm rãi bước đi, kéo thành một bóng đen rất dài dưới ánh trời chiều. Bắt đầu từ hôm nay mãnh hổ sổ lồng, trên thế giới sẽ có những thay đổi thế nào đây? Hình Tông Đài nhìn theo bóng lưng của Trần Bát Hoang, thực hiện động tác chào tiêu chuẩn của quân đội để tạm biệt quả bom hẹn giờ, này. Thành phố Tần. Mùa hè nóng rực, mặt trời như thiêu như đốt ở tít trên cao, phủ xuống đô thị phồn hoa một tầng ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Trên những con đường lớn trải nhựa, ô tô qua lại không ngớt, hai bên đường là những thanh niên thiếu nữ mặc rất ít vải, là cảnh tượng mà chỉ thành phố lớn mới có. Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, người xe đông đúc, nắng nóng khiến làn da của các cô gái càng thêm bóng láng. Nơi càng đông người thì người buôn bán nhỏ càng đông,
Trước quầy hàng có dòng chữ nhỏ, cửa hàng tạp hóa Vạn Năng, Trần Đức lấy một bình rượu mạnh ra, tu ửng ực như uống nước. Thiêu đao tử chảy vào cuống họng như lưỡi dao cứa qua cổ, anh thoải mái thở ra một hơi, đôi mắt có vẻ lười biếng, nhìn dòng người hối hả. Ánh mắt chuẩn xác dừng lại trên những đôi chân trắng nõn mặc quần tất ren, những bộ ngực và cặp mông tròn trịa. Đường cong càng quyến rũ, anh càng nhìn lâu, sau đó cũng chẳng thèm che giấu, vừa uống rượu vừa quang minh chính đại thưởng thức, cực kỳ thoải mái. Từ lúc anh ra khỏi trại giam về thành phố Tần đã được 3 tháng, những ngày tháng này rất thoải mái, tự do, không còn phải nghe lệnh người khác như trước nữa. Ông chủ, dán màn hình giúp tôi, lúc này có giọng nói vang lên, một cô gái cầm chiếc điện thoại di động mới tinh đặt trên quầy hàng của Trần Đức. Được. Trần Đức cầm miếng dán màn hình điện thoại, 2 phút đã dán xong, nhận 20 tệ, vui vẻ bỏ vào túi. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Tiểu Trần, bồn vệ sinh nhà tôi tắc rồi, về nhà thì thông giúp tôi nhé, anh vừa nhấc máy, một giọng nữ đã truyền đến. Sao lại tắc rồi, chẳng phải mấy ngày trước vừa mới thông ư? Hai, tôi cũng không biết làm sao, bất lực rồi. Được rồi, khi nào về tôi sẽ qua xem. Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau Trần Đức lại nhận thêm vài công việc nữa, có mở khóa, có sửa bình nước nóng, có dán màn hình, đủ thứ công việc vặt. Hơn 6 giờ chiều, sau khi làm xong hết những công việc này, Trần Đức nhận được 700-800 tệ, anh đạp xe ba bánh cũ nát của mình về, chuẩn bị nhận công việc tiếp theo. Lúc này, điện thoại Nokia lỗi thời lại đổ chuông. Xin lỗi, bây giờ tôi không nhận việc, hôm nay tôi kín lịch rồi, Trần Đức nói. Anh Trần, tôi là giáo viên của Tử Hàm, anh mau đến bệnh viện đi. Vẻ mặt Trần Đức thay đổi, cô giáo Liễu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Hàm đang học ở trường đột nhiên chảy máu mũi rồi ngất xỉu, bây giờ đang trên xe cấp cứu. Được, tôi qua ngay. Trần Đức bỏ xe ba bánh bên lề đường, chẳng còn quan tâm gì nữa, anh chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng đến bệnh viện. Trương Tử Hàm là em gái của Trương Phàm. Bệnh viện là bệnh viện hàng đầu thành phố Tần, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Tử Hàm, chẳng mấy chốc anh đã lên đến tầng 4. Trên hành lang có một giáo viên nữ đang đi đi lại lại, cô ấy khoảng, tuổi, dáng người rất chuẩn, chắc chắn là một mỹ nữ. Cô mặc một chiếc váy dài, cử chỉ tao nhã, khéo léo, tựa như đóa hoa rành rành nở rộ. Nhưng Trần Đức không có tâm trạng ngắm nhìn. Cô giáo Liễu, Tử Hàm đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Đức đã gặp cô giáo này vài lần, cô là giáo viên chủ nhiệm của Trương Tử Hàm, tên là Liễu Như Nguyệt, là giáo viên nữ xinh đẹp nhất trường. Đồng thời, khi Trương Tử Hàm ở cô nhi viện, cô ấy cũng là người quan tâm Trương Tử Hàm nhất. Bát hoang, cô bé đang ở trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình cụ thể, bác sĩ đang chẩn đoán, vẻ mặt Liễu Như Nguyệt đầy lo lắng, cô nói đại khái sự việc cho Trần Đức. Bác sĩ nghi là bệnh bạch cầu cấp tính, Liễu Như Nguyệt nặng nề bảo. Trần Đức sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, bệnh bạch cầu. Trần Đức căng thẳng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không lâu sau cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy bác sĩ đẩy một chiếc giường từ trong ra. Trên giường có một cô bé rất đáng yêu, chừng 10 tuổi, đôi mắt to tròn ngấn nước rất ngây thơ, tóc buộc đuôi ngựa, chỉ là lúc này sắc mặt cô bé hơi tái. Cô bé đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Trần Đức thì yếu ớt gọi, anh bát hoang. Tử Hàm. Trần Đức vội vàng chạy tới, xoa đầu cô bé, em thấy thế nào rồi? Em không sao. Em xin lỗi đã khiến cô giáo và anh bát hoang phải lo lắng, cô bé vô lực nói, rất hiểu chuyện. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, bây giờ anh không nên quấy rầy cô bé, có chuyện gì anh hỏi bác sĩ trước đi, một y tá nói với Trần Đức. Được, nhờ các cô chăm sóc con bé giúp tôi, Trần Đức dặn dò. Tử Hàm, em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ quay lại ngay. Vâng, Trương Tử Hàm có vẻ rất mệt, cô bé gật đầu rồi được các y tá đẩy đi. Trong hai người ai là người giám hộ của Trương Tử Hàm, một bác sĩ chừng 40 tuổi, mặc áo blau trắng nhìn Trần Đức và Liễu Như Nguyệt. Tôi, Trần Đức và Liễu Như Nguyệt cùng lên tiếng, sau đó nhìn nhau rồi Trần Đức trả lời, chúng tôi đều là người giám hộ của con bé, bác sĩ cứ nói. Đi theo tôi. Bác sĩ đưa hai người đến văn phòng, mở báo cáo chẩn đoán trong máy tính ra, cô bé đã được xác định là bệnh bạch cầu cấp tính, tình hình tương đối nghiêm trọng, cần chuẩn bị phẫu thuật. Cái gì, dù đã dự đoán từ trước, nhưng nghe xong, sắc mặt Liễu Như Nguyệt vẫn trắng bệch.
Ngược lại, Trần Đức có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cô bé còn nhỏ như vậy, liệu có chịu được không? Tình trạng bệnh của cô bé đã đến mức khá nghiêm trọng, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Sao cơ? Trần Đức chợt túm lấy cổ áo bác sĩ, 1%. Ông chắc chứ? Thái độ của Trần Đức đột nhiên thay đổi khiến bác sĩ sợ tái mặt, Liễu Như Nguyệt vội kéo anh ra, bát hoang. Lúc này Trần Đức mới chú ý đến mình đã thất thố. Tử Hàm là em gái duy nhất của Trương Phàm, anh cũng coi cô bé như em gái mình. Có phẫu thuật không do hai người quyết định, bác sĩ thở dài, cô bé đáng yêu như vậy mà lại mắc bệnh này, hai. Phẫu thuật. Trần Đức dứt khoát nói, bác sĩ, mong ông hãy thu xếp ngay lập tức. Phí phẫu thuật khoảng 500.000 tệ, hai vị, bác sĩ nhìn hai người. 500.000. Trần Đức, tôi sẽ trả trước 60.000, số còn lại một tuần nữa trả sau có được không? 60.000 quá ít, theo quy định của bệnh viện thì e rằng hơi khó, bác sĩ nói thật. Tôi vẫn còn một ít tiền, Liễu Như Nguyệt lên tiếng, khoảng 130.000. 190.000 chắc là đủ rồi, số tiền còn lại hai người nghĩ cách đi. Tôi sẽ thông báo bắt đầu ghép tủy, trong vòng 7 ngày phải trả nốt số tiền còn lại. Được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Đức và Liễu Như Nguyệt cùng đi nộp tiền, anh nói với Liễu Như Nguyệt, cô giáo Liễu, coi như tôi mượn tiền của cô, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô. Liễu Như Nguyệt không khách sáo, cô biết đàn ông cần thể diện. Chứ thực ra trong lòng cô không định nhận số tiền này của Trần Đức, số tiền còn lại tôi sẽ thử xem có thể xin nhà trường quyên góp không, nếu không đủ. Tôi sẽ trả. Ánh mắt Trần Đức kiên định, nghiêm túc chưa từng có. Tử Hàm, các thiên thần áo trắng nói em bị bệnh nhẹ, cần phải nằm viện và phẫu thuật, em có sợ không? Đây đã là ngày thứ ba Trương Tử Hàm nằm viện, ba ngày nay Trần Đức không lập tức đi kiếm tiền mà ở bên cạnh chăm sóc, thương yêu cô bé. Không rời nửa bước. Cô gái nhỏ tỏ ra rất mạnh mẽ, vì để Trần Đức không lo lắng, cô cố gắng làm hết những gì mình có thể. Trần Đức xoa đầu cô, trong mắt đầy vẻ cương triều và lo lắng. Em không sợ, Trương Tử Hàm nằm trên giường bệnh màu trắng, tay đang cắm mũi tiêm truyền nước, anh bát hoang yên tâm, Tử Hàm sẽ mạnh mẽ, em biết bệnh của em rất nặng, em nghe chị y tá nói em mắc bệnh bạch cầu, có thể không sống được bao lâu nữa. Anh bát hoang. Là thật sao? Chị y tá nào nói vậy, vẻ mặt Trần Đức hơi thay đổi, anh hỏi. Anh bát hoang, anh đừng trách chị y tá, các chị ấy nói ngoài cửa, là em vô tình nghe thấy. Đừng lo, tin anh đi, em nhất định sẽ khỏe lại thôi. Trần Đức không trả lời câu hỏi của Tử Hàm mà quẹt mũi cô bé, dịu dàng nói, khi nào em khỏe, anh sẽ đưa em đến khu vui chơi, được không? Được à? Tử Hàm đảo đôi mắt to, anh bát hoang. Anh đừng lo lắng cho em sẽ không sao đâu. Còn nữa, anh không được nói cho anh Phàm đang làm nhiệm vụ bí mật nhé, em không muốn anh ấy phải lo lắng, được không ạ? Được, anh sẽ không nói cho cậu ấy đâu, Trần Đức chua xót, cô bé chưa biết Trương Phàm đã qua đời, vẫn tưởng rằng Trương Phàm đang thực hiện nhiệm vụ bí mật của quốc gia. Sau ngày hôm nay, anh sẽ bảo các chị y tá của bệnh viện chăm sóc em. Tử Hàm, em phải nghe lời nhé, biết không? Vâng, em sẽ nghe lời mà, chẳng phải anh nói em càng nghe lời thì anh trai thực hiện nhiệm vụ sẽ càng thuận lợi sao? Em sẽ không thêm trở ngại cho anh ấy đâu. Do những nguyên nhân như môi trường sống nên Trương Tử Hàm hiểu chuyện hơn các bé gái cùng tuổi rất nhiều, vì vậy Trần Đức cũng không lo lắng lắm. Anh phải đi rồi. 500.000. Với anh, con số khổng lồ ấy nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Không khó là vì chỉ cần anh lên tiếng thì đừng nói 500.000. Dù là 5 triệu cũng có người đích thân mang đến cho anh, nhưng chưa đến lúc bất đắc dĩ, anh cũng không muốn nợ người khác ân huệ. Anh phải kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Tử Hàm, đừng lo lắng, dù thế nào anh cũng sẽ không để em có chuyện gì. Bản thân Trần Đức biết y thuật, 3 năm nay anh đi theo Sửu gia học, dùng động vật làm thí nghiệm, bất kể là Tây y hay Trung y, anh đều luyện cực kỳ thành thạo. Nhưng anh chưa bao giờ được thử nghiệm trên người. Quan trọng nhất là cách chữa bệnh của Sửu gia rất quái đản, anh không dám làm bừa với Tử Hàm, chuyện này vẫn nên để bệnh viện làm thì hơn. Sau khi dặn dò y tá của bệnh viện, Trần Đức rời đi, anh đến thẳng chợ việc làm, đặt tờ giấy chừng 1m² trước cổng chợ. Trên đó có mấy dòng chữ. Tìm công việc, lương tháng 50.000,
cần trả trước 1 năm tiền lương. Mục tiêu tìm việc, bất kỳ ngành nghề nào. Trần Bát Hoang. Sau đó Trần Đức ngồi phía sau tờ giấy, yên lặng chờ đợi. Anh vừa ngồi xuống đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khiếp, tên này điên à, lương tháng 50.000, còn phải trả trước 1 năm tiền lương. Chưa tỉnh ngủ hả? Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày. Ai mà nhận gã này thì chính là đồ thần kinh. Trên thị trường nhân tài có rất nhiều người, có người tìm việc, có người tìm nhân viên, sau khi nhìn thoáng qua chỗ của Trần Đức thì ai cũng không khỏi chế giễu, xì xào bàn tán với nhau. Trần Đức xem như không nghe không thấy không biết, anh chỉ ngồi bất động ở chỗ đó, cho dù người ta có nói gì thì anh cũng không trả lời, không rời đi, lại càng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Gần 1 giờ đồng hồ đã trôi qua. Toàn bộ thị trường nhân tài đều đã chú ý đến mặt anh, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng anh chỉ là một tên ngớ ngẩn. Trong một góc sáng sủa của thị trường nhân tài có một người đàn ông trung niên khoảng tuổi nhìn về phía Trần Đức đang ngồi ở cửa rồi nói với một người khác, Khánh Ngôn, cô thấy cậu nhóc kia thế nào, có thể làm việc được không? Chủ tịch Tống, phía sau lưng ông ấy có một người phụ nữ ăn mặc giống như thư ký đáp lời, tôi cảm thấy anh ta không có khả năng làm việc, hành vi của anh ta thật sự rất ngu ngốc. Diệp Khánh Ngôn không thể nào hiểu nổi Tống Thiên Vũ, ngay cả vệ sĩ chuyên nghiệp có giá 100.000 tệ một tháng ông ấy cũng từ chối, tại sao bây giờ ông ấy lại đột nhiên có hứng thú với gã ngốc đang ngồi ở cửa kia? Theo như cô ấy thấy thì gã này chẳng qua chỉ là một gã ngu ngốc đang muốn nổi bật hơn mọi người mà thôi, không đáng chú ý tới. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể thử xem, Tống Thiên Vũ nói, chẳng phải người ta vẫn thường nói thiên tài bên trái kẻ điên bên phải đó hay sao? Cậu ta ở trước cửa thị trường nhân tài dám làm ra chuyện như vậy, bị tất cả mọi người xem thường nhưng vẫn không phản ứng lại, thế thì chỉ có 2 khả năng. Hoặc là như cô nói, cậu ta đơn giản chỉ là một người ngu ngốc, hoặc là như tôi nghĩ, có lẽ cậu ta thật sự là một người có năng lực. Khánh Ngôn, cô giúp tôi đi thử cậu ta một chút, thế nào? Tống Thiên Vũ đã ra lệnh rồi thì Diệp Khánh Ngôn đương nhiên không thể từ chối, cô ấy chỉ là thư ký, lúc nào cũng phải thi hành mệnh lệnh. Không được hỏi tại sao quá nhiều. Vâng. Diệp Khánh Ngôn gật đầu, sau đó bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Trần Đức, nhìn vào mấy chữ trước mặt anh rồi hỏi. Tên anh là Trần Bát Hoang. Cuối cùng cũng có người hỏi, Trần Đức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú. Cô ấy có mái tóc ngắn cá tính, mặc áo sơ mi trắng và váy ôm màu đen để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên tay của cô ấy đang cầm một tập tài liệu dày, dưới chân cô ấy đi giày cao gót đen 10 phân làm tôn lên đường cong uyển chuyển. Một người phụ nữ có vẻ ngoài rất bản lĩnh. Không ngờ hôm nay lại gặp được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cho dù chưa tìm được việc làm nhưng chuyến đi này cũng xem như là đáng giá. Có rất nhiều người đàn ông thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ấy từ xa. Trần Đức thì còn nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không hề tỏ ra ngượng ngùng. Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đến từ phía đối phương, Diệp Khánh Ngôn khẽ cau mày, chút hảo cảm còn sót lại dành cho anh cũng giảm xuống mấy phần, sắp trở thành số âm. Chính là tôi, Trần Đức nói, tên Trần Đức, tự Bát Hoang, mọi người đều gọi tôi là Trần Bát Hoang. Lục hợp tận diệt Bát Hoang Bình, đúng là một cái tên hay, Diệp Khánh Ngôn khách sáo nói một câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần thuê vệ sĩ, anh có hứng thú không? Trả đủ tiền thì sẽ hứng thú thôi, Trần Bát Hoang cười nói, người đẹp, cô muốn tôi bảo vệ cô sao? Sắc mặt của Diệp Khánh Ngôn trở nên lạnh lẽo, cô ấy nói, tiền thì tất nhiên sẽ trả đủ, tôi chỉ sợ anh không đủ năng lực, anh thể hiện bản thân thử xem, tốt nhất thì anh nên khiến cho tôi cảm thấy hài lòng. Bang! Diệp Khánh Ngôn vừa dứt lời thì một cái bàn gỗ gần đó đã bị gãy làm 2 nửa. Ở xa xa lại có thêm một người đàn ông vạm vỡ đang thu tay lại, anh ta nhảy đến trước mặt Diệp Khánh Ngôn, chen vào phía trước Trần Đức rồi nói, người đẹp, tìm vệ sĩ sao có thể tìm một tên yếu đuối như vậy? Cô cảm thấy tôi thế nào? Không cần 50.000 tệ, tôi chỉ cần 30.000 tệ mà thôi, hơn nữa còn không cần ứng trước. Tôi tên là Thạch Bình, hãy cho tôi cơ hội. Diệp Khánh Ngôn cố ý thử Trần Bát Hoang. Sau khi nhận danh thiếp của người vừa đưa ra mức giá 30.000 tệ thì cô ấy cũng lẩm bẩm nói, chà, cũng không tệ. Ngay khi Diệp Khánh Ngôn xuất hiện thì vẻ đẹp của cô ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người,
bây giờ thấy cô ấy chịu chi đến thế cho một vệ sĩ thì mọi người lại càng chú ý đến cô ấy hơn. Thưa cô, một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da cũng tiến đến đưa danh thiếp cho cô ấy. Xin chào, tôi là trưởng phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý nguồn nhân lực an ninh Thiên Duyệt. Tôi tên là Hồng Minh, nếu như cô muốn thuê vệ sĩ thì có thể liên hệ với chúng tôi rất chuyên nghiệp và chúng tôi rất vui khi được cống hiến chút sức lực cho khách hàng. Diệp Khánh Ngôn không ngờ lại xảy ra tình huống này, trước đây khi công ty bọn họ tìm vệ sĩ hay bảo vệ thì đều do công ty quản lý nhân lực cung cấp, lần này đích thân đi chọn cũng chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi nhận danh thiếp của Hồng Minh thì cô ấy còn không quên liếc nhìn Trần Đức. Anh đã bị đám đông chen lấn đẩy về phía sau nhưng có vẻ như vẫn không dao động, anh còn đang lấy ra một chai rượu nhỏ nhấp một ngụm. Diệp Khánh Ngôn có khiếu giác rất nhạy cho nên có thể ngửi thấy mùi rượu, điều đó khiến cho cô ấy cảm thấy khá thất vọng. Quả nhiên gã này chỉ là một gã vớ vẩn. Thưa cô, những người sau lưng tôi đây đều là những người có năng lực trong công ty của chúng tôi, thấy Diệp Khánh Ngôn tiếp nhận danh thiếp, Hồng Minh lại tiếp tục giới thiệu. Thạch Bình mức lương 30.000 tệ một tháng lúc nãy cũng là người của công ty chúng tôi, ở đây tôi còn có dẫn theo các vệ sĩ có mức lương 50.000 tệ và 80.000 tệ, bọn họ đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp hoặc quân nhân giải ngũ. Hồng Minh mang theo 16 người và chia bọn họ thành 3 hạng theo mức lương, 30.000 tệ, 50.000 tệ và 80.000 tệ. Những người chuyên nghiệp sẽ cung cấp cho cô những dịch vụ chuyên nghiệp, cô không cần phải bận tâm đến rác rưởi ven đường. Hồng Minh tiếp tục lại nhải tự khen công ty của mình, trong lúc đó cũng không quên chế giễu Trần Đức là rác rưởi. Đúng vậy, thứ như gã này thì một mình tôi cũng có thể đánh gục 10 đứa. Tôi còn có thể đánh gục 20 đứa như vậy. Người đẹp, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ hơn gã này rất nhiều. Đúng là một đám bảo vệ ồn ào, vì muốn chứng minh thực lực của mình mà thậm chí còn có mấy người đã cởi áo khoe bắp tay rắn chắc, cơ thể đầy cơ bắp nhấp nhô khủng bố. Không tệ. Diệp Khánh Ngôn không có hứng thú ở đây lãng phí thời gian, sự thật đã cho thấy khi đối mặt với những người này thì cái tên Trần Bát Hoang kia thậm chí còn không dám nói một lời, nghĩ vậy nên cô ấy chỉ nói cho qua chuyện, ở đây đúng là có rất nhiều người có năng lực, được rồi, tôi sẽ gọi cho ông sau, lúc đó ông lại giới thiệu cho tôi thêm vài người tốt. Diệp Khánh Ngôn nói xong liền xoay người rời đi. Đợi đã. Ngay khi cô ấy xoay người thì đã nghe thấy một giọng nói truyền đến. Trần Đức chen ra khỏi đám đông. Khó khăn lắm mới có người chịu tới tìm anh tất nhiên sẽ không để cho người đó rời đi. Sao, Diệp Khánh Ngôn bất ngờ quay lại nhìn anh. Không phải cô muốn tôi thể hiện bản thân sao? Bây giờ tôi sẽ thể hiện cho cô xem. Ồ, thể hiện thế nào, Diệp Khánh Ngôn nhẹ giọng nói. Trần Đức nhấp một ngụm rượu rồi nhìn sang những vệ sĩ mà Hồng Minh đưa tới, anh nói. Thứ cho tôi nói thẳng, đám vệ sĩ 30.000. 50.000, 80.000 này, đều là rác rưởi cả, chỉ giỏi hô hào khẩu hiệu thôi. Ai dám đánh với tôi một trận không? Hay là tất cả đều muốn xông lên? Nói xong thì Trần Đức dường như có hơi khát cho nên lại uống thêm một ngụm rượu. Không phải là gã này đã uống nhiều quá rồi đó chứ? Diệp Khánh Ngôn khẽ cau mày, anh ta dám đắc tội cả chục người cùng một lúc, đây rõ ràng không phải là một cách thể hiện thông minh. Xét về hình thể và khí lực thì rõ ràng Trần Bát Hoang không mạnh hơn những người kia, thậm chí còn có thể nói là khá yếu ớt. Cô ấy đã từng gặp qua những vệ sĩ cao cấp có mức lương 100.000 tệ một tháng, nhưng cũng chưa từng thấy có ai ăn nói lớn lối như người này. Ha ha! Hồng Minh mỉm cười, hôm nay được gặp khách hàng lớn, ông ta còn đang lo không có cơ hội để cho người của mình thể hiện, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tự nhiên lại có một bao cát sống tự vác xác đến. Ăn nói lớn lối lắm, được rồi, hôm nay chúng ta nhất định phải cho gã này biết thế nào mới là vệ sĩ thật sự. Mọi người, ai muốn bước lên đánh gã này đầu tiên nào? Tôi, Thạch Bình đã muốn thể hiện bản thân từ lâu, Hồng Minh chưa kịp nói xong thì anh ta đã lập tức đứng lên. Anh ta cởi áo ngoài, để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp và cơ ngực giật giật nói, nhóc con, dám nói chúng tôi là đồ rác rưởi, cậu cũng gan lắm. Nói nhiều quá, ra tay đi. Trần Đức cất chai rượu vào rồi nói. Tôi cho cậu uống. Thạch Bình to con không hề nhiều lời, anh ta ngay lập tức giáng xuống đầu của Trần Đức một cú đấm này rất uy lực, nếu đánh chúng thì e rằng sẽ khó chịu. Nhanh như chớp, Trần Đức nghiêng người sang một bên, nắm đấm của Thạch Bình sượt qua mặt của anh, cùng lúc đó, bàn tay cầm chai rượu lúc nãy cũng đã giáng một quyền vào khuỷu tay của Thạch Bình.
Ngay lập tức Thạch Bình cảm thấy một cơn tê dại lan tràn khắp cánh tay, khiến cho cánh tay đó hoàn toàn không thể dùng sức được nữa. Không đợi Thạch Bình đứng vững thì Trần Đức đã đá một cước vào bụng của anh ta, tuy anh không dùng nhiều lực nhưng vẫn khiến cho Thạch Bình đau đớn kinh khủng, anh ta lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt ngồi thụp xuống, không còn sức chiến đấu. Hay lắm! Có rất nhiều người vây quanh xem trận đấu hấp dẫn, thậm chí còn có người hò hét cổ vũ. Động tác của Trần Đức hết sức thuần thục và gọn gàng, hai lần ra tay đều nhanh và đẹp như diễn viên phim võ thuật, khiến cho mọi người đều phấn khích. Vệ sĩ giá 30.000 đã bị giải quyết nhanh gọn chỉ trong hai chiêu. Đây là vệ sĩ giá 30.000 sao? Hừm, không tốt lắm, tôi cảm thấy một mình tôi có thể đánh gục cả 10 người như thế này, Trần Đức nói rồi uống thêm một ngụm rượu, cảm thấy toàn thân khoan khoái không thôi. Đời này của anh có hai sở thích lớn. Đó chính là rượu và người đẹp, tiền bạc quyền lực gì đó không có cũng không sao, nhưng người đẹp và rượu ngon thì nhất định phải có. Hồng Minh đen mặt lại vì xấu hổ, ông ta vốn muốn thể hiện sự uy tín của công ty, không ngờ vệ sĩ của công ty mình lại bị giải quyết chỉ trong hai chiêu, ông ta nhất quyết không phục nói, còn có ai muốn thử không? Người này thật sự có tài, để tôi thử xem, một vệ sĩ giá 80.000 đứng ra, người này cũng có thân thể hết sức cường tráng. Thần thái cực kỳ tự tin, nhìn cước bộ thì xem ra chính là con nhà võ. Anh ta quả thật là con nhà võ, đai đen tam đẳng karate, sức chiến đấu mạnh gấp 5 lần Thạch Bình, một mình anh ta có thể đánh với cả 5-30 người bình thường. Các đòn đá, đấm, vật, giữ, đầu, khóa, chảo, vạn, chấm ans ta đều có thể thực hiện hết sức thuần thục. Tôi là Giang Sơn, người vừa bước ra báo tên xong thì ngay lập tức xuất chiêu. Cao thủ ra tay vừa nhìn là biết, tứ chi của anh ta phối hợp hết sức đơn giản mà huyền diệu, tung ra một quyền đấm thẳng nhưng hiểm hóc, Trần Đức chắc chắn không có cách nào né được một quyền này. Hơn nữa Giang Sơn cũng không hề để lộ ra sơ hở như Thạch Bình. Trần Đức lại uống rượu, uống rất hăng máu, rồi ngay sau đó anh cũng tung ra một quyền đối kháng. Một quyền này của anh hiểm hóc vô cùng. Tư thế tung quyền quái dị của Trần Đức chẳng những khiến cho anh có thể né được đòn tấn công của Giang Sơn mà còn thuận thế đẩy nắm đấm cực rắn chắc của anh trúng vào cằm của Giang Sơn. Bang! Giang Sơn ngay lập tức kêu lên thảm thiết, đầu anh ta trở nên choáng váng, hai chân thì loạng choạng như muốn ngã, đai đen tam đẳng gì cũng không thể đứng vững nổi vào lúc này, cuối cùng đành phải ngã ngồi xuống đất. 80.000, chẳng hơn gì người lúc nãy. Trần Đức nhàn nhạt nói. Quái! Ghê gớm vậy. Sao anh ta làm được như vậy? Đám người đứng xem đều trợn tròn mắt, bất luận là Thạch Bình hay là Giang Sơn thì vóc dáng trông cũng đều mạnh mẽ hơn Trần Đức rất nhiều, bọn họ lại còn lớn tuổi hơn, đang ở độ tuổi sung sức nhất nữa. Tuy nhiên, hai người bọn họ đều đã bại dưới tay của Trần Đức, thậm chí còn không có cơ hội đánh trả. Bây giờ dù là người bình thường thì cũng có thể nhìn ra được sự lợi hại của Trần Đức. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trong số những người còn lại không có ai có thể làm đối thủ của Trần Bát Hoang được nữa. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến độ không nói nên lời, sắc mặt của Hồng Minh đỏ bừng, ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa rồi chính ông ta còn nói rằng Trần Bát Hoang chỉ là rác rưởi ven đường. Bây giờ xem ra nếu như Trần Bát Hoang là rác rưởi thì chẳng phải bọn họ còn tệ hơn cả rác rưởi sao? Dù xấu hổ nhưng ông ta vẫn phải quay lại nói. Còn có ai dám khiêu chiến anh bạn này không? Lời nói của ông ta lúc này rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đầu. Hồng Minh trầm giọng nói nhưng đám vệ sĩ lần lượt im lặng, không ai dám lên tiếng, đám người lúc nãy nói có thể đánh gục 10 người giống như Trần Đức thì đã sớm thừa dịp người khác không chú ý mà lặng lẽ chui ra đằng sau đứng khép nép. Sau một hồi lâu không có ai lên tiếng nữa thì Trần Đức mới nhìn người đẹp bên cạnh nói, cô thấy sao? Giá của tôi là 50.000 có phải rất rẻ không? Cũng không tệ lắm. Diệp Khánh Ngôn tỏ ra rất bình thản, cô ấy không hề quan tâm đến mấy vệ sĩ 30.000, 50.000, 80.000 kia, bởi vì tuy rằng cô ấy là phụ nữ nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn có thể đánh bại hai người Thạch Bình và Giang Sơn. Thư ký của Tống Thiên Vũ không phải là một bình hoa dễ vỡ. Cô ấy không chỉ có ngoại hình đẹp, học vấn cao mà còn có bản lĩnh và sức mạnh hơn đại đa số đàn ông. Nếu không thì cô ấy cũng không có đủ tư cách làm thư ký của Tống Thiên Vũ, mà cũng sẽ không dám làm thư ký của ông ấy, dù sao thì với nhan sắc của cô ấy thì khi đi làm thư ký cho một sếp nam cũng rất khó để không khiến cho người ta nảy sinh lòng dạ xấu xa.
Cô ấy quay đầu lại nhìn về vị trí của Tống Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó mới nói với Trần Đức, anh đi cùng tôi. Dứt lời, cô ấy liền quay người rời đi. Trần Đức đi theo phía sau lưng cô ấy, chiêm ngưỡng bờ mông tròn trịa bắt mắt bên trong lớp váy ôm màu đen, vừa nhìn vừa tấm tắc trong lòng, mông to như vậy chắc chắn có thể sinh được một đứa con rất mập mạp trắng trẻo. Diệp Khánh Ngôn đưa Trần Đức đến một phòng họp, Tống Thiên Vũ đang ngồi ở đầu phòng họp. Chủ tịch Tống, người đã đưa tới rồi, anh ta tên là Trần Bát Hoang, Diệp Khánh Ngôn nói, cô ấy không giới thiệu cái tên Trần Đức bởi vì nghe nó có vẻ hơi thường, không bằng cái tên Trần Bát Hoang, nghe có chút mạnh mẽ hơn. Sau đó Diệp Khánh Ngôn lại giới thiệu với Trần Đức. Đây là chủ tịch của Dược Phẩm Thiên Vũ, Tống Thiên Vũ. Dược Phẩm Thiên Vũ. Cái tên này đã khiến cho Trần Đức có chút ngạc nhiên, đây là một trong số những tập đoàn nổi danh nhất thành phố Tần, không ngờ hôm nay lại chính là vị chủ tịch này đi tìm vệ sĩ. Xin chào. Tống Thiên Vũ cũng đã nhìn thấy màn trình diễn của Trần Đức lúc nãy, ông ấy cho rằng khả năng của Trần Đức còn hơn thế nữa. Ông ấy nói, Bát Hoang, cho phép tôi gọi cậu như vậy, cậu đúng là một người trẻ triển vọng. Khách sáo quá. Trần Đức nói, ông muốn tôi làm vệ sĩ cho ông đúng không? Không thành vấn đề, nhưng điều kiện của tôi đã được viết rõ ràng, hơn nữa tôi còn cần được ứng trước 1 năm tiền lương. Yên tâm, chúng tôi đã tìm tới cậu thì tất nhiên là có thể đáp ứng được điều kiện của cậu, chỉ có điều thật ra chúng tôi không tìm vệ sĩ, mà là tìm một vị hôn phu. Một vị hôn phu, của ông Á, ánh mắt của Trần Đức bắt đầu trở nên cổ quái. Khụ, Tống Thiên Vũ ho khan rồi nói tiếp, tất nhiên không phải, tôi tìm vị hôn phu cho con gái tôi. Con bé hiện đang học ở học viện thương mại. Khánh Ngôn, nói cho cậu ta biết tình hình. Vâng. Diệp Khánh Ngôn lấy trong cặp ra một ít tài liệu đưa cho Trần Đức, đồng thời giải thích, con gái của chủ tịch Tống, cô Tống Ngữ Yên, đang theo học tại học viện thương mại, 3 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Trong 3 tháng này chúng tôi cần anh đóng vai vị hôn phu kiêm vệ sĩ của cô ấy, điều kiện tiên quyết là không được để cho cô ấy phát hiện ra sự thật này. Anh phải đảm bảo khiến cho cô ấy nghĩ rằng anh thực sự là vị hôn phu của cô ấy. Còn có loại yêu cầu này sao? Trần Đức im lặng đợi Diệp Khánh Ngôn nói tiếp. Đây là lần đầu tiên anh thấy có một người bố tìm cho con gái mình một vị hôn phu chưa từng gặp mặt trước đây. Gần đây tập đoàn Dược Phẩm gặp phải một số phiền phức, sự an toàn của con gái tổng giám đốc không ổn định, trong giai đoạn quan trọng này cần phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy nhưng cô ấy lại không thích có vệ sĩ ở bên cạnh. Cho nên chúng tôi chỉ có thể sắp xếp một thân phận khác cho anh để bảo vệ cô ấy, Diệp Khánh Ngôn chậm rãi nói. Nói tóm lại thì mục đích của việc này chính là để bảo vệ cô chủ khỏi những người đàn ông có ý đồ xấu muốn tiếp cận cô ấy. Ồ, Trần Đức đã hiểu rõ, cụ thể như thế nào thì anh cũng không hỏi sâu thêm, điều đó không thuộc phạm vi nhiệm vụ của anh, chỉ cần bọn họ đưa đủ tiền thù lao cho anh là được. Chúng tôi sẽ thu xếp để cho cậu vào học viện, chỉ 3 tháng mà thôi. Tống Thiên Vũ tiếp tục câu chuyện, trong vòng 3 tháng, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu tất cả những gì mà cậu cần. Nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ con bé, không để cho con bé gặp phải bất cứ bất trắc gì. Quên đi. Trần Đức nói, tôi nhắc lại, tôi cần ứng trước tiền lương 1 năm, không phải 3 tháng. Yên tâm, 1 năm 600.000 tệ chúng tôi sẽ đưa đủ cho cậu. Nếu như trong 3 tháng không xảy ra chuyện gì bất trắc thì 600.000 này chính là tiền lương 3 tháng của cậu. Nếu như xảy ra chuyện thì cậu vẫn có thể sống tốt, nhưng phải tới tập đoàn Dược Phẩm tiếp tục làm việc cho đủ 1 năm. Hợp đồng đã được soạn sẵn, nếu như cậu đồng ý thì hãy ký tên vào đây, sau đó in dấu tay, điền thông tin của cậu vào rồi thì hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Trần Đức tiếp nhận hợp đồng, xem nhanh qua một lần, cảm thấy không có vấn đề gì cho nên anh đã ký hợp đồng một cách thoải mái. Bây giờ anh đang cần tiền gấp. 500.000 tuy không nhiều nhưng trong một thời gian ngắn cũng rất khó để có thể tìm đủ, ngay cả chính anh cũng không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên bước vào thị trường nhân tài thì đã có người tới thuê mình. Tống Thiên Vũ quả là có tầm nhìn không tầm thường. Trong mắt những người bình thường, việc mà anh làm chẳng khác gì một tên ngớ ngẩn. Khánh Ngôn, chuyển tiền cho cậu Bát Hoang đi. Vâng thưa chủ tịch Tống. Diệp Khánh Ngôn làm việc hết sức năng suất. 600.000 tệ theo đúng trên hợp đồng đã được chuyển đến tài khoản của Trần Đức trong vòng chưa đầy 1 phút. Khi nào cần thì liên hệ với tôi, trên đó có số điện thoại di động của tôi. Sau khi lấy được tiền thì Trần Đức cũng vội vàng rời đi, chờ anh đi rồi thì Diệp Khánh Ngôn liền quay sang hỏi, chủ tịch Tống, anh ta có thể bảo vệ được cô chủ không?
Cho dù có thể hay không thì bây giờ cậu ta cũng chính là ứng cử viên thích hợp nhất, Tống Thiên Vũ nói. Muốn vào học viện thương mại để bảo vệ Tống Ngữ Yên và xuất hiện như một vị hôn phu thì không được quá già, càng giống một sinh viên càng tốt. Ngoài ra còn phải có bản lĩnh giải quyết những chuyện rắc rối có thể xảy ra. Trong số những người mà bọn họ đã gặp thì hiện chỉ có Trần Bát Hoang đáp ứng đủ điều kiện. Nhưng anh ta cần nhiều tiền như vậy một lần, có phải muốn cầm tiền đi đánh bạc hay không? Vừa rồi tôi còn thấy anh ta uống rượu, nói không chừng anh ta chính là dân cờ bạc. Uống rượu cùng dân cờ bạc có quan hệ gì với nhau, Tống Thiên Vũ thật sự không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, nhưng vì sự an toàn của con gái cho nên ông ấy nghĩ mình cũng cần điều tra thêm một chút. Cô điều tra xem cậu ta làm gì với số tiền đó, nhân tiện cũng đến Bộ Công an kiểm tra lý lịch của cậu ta nhé. Hai người nói xong chuyện chính thì liền rời khỏi thị trường nhân tài, Tống Thiên Vũ lên một chiếc Rolls Royce rời đi, còn Diệp Khánh Ngôn thì lái một chiếc Volkswagen âm thầm đi theo Trần Đức. Cô ấy tận mắt chứng kiến Trần Đức bước vào bệnh viện. Diệp Khánh Ngôn cũng không theo vào, thay vào đó, cô ấy cầm điện thoại di động của mình và bấm một cuộc gọi, giúp tôi kiểm tra thông tin giao dịch của với số tài khoản mà tôi vừa gửi. Sếp Diệp, tôi đã tra ra được số tài khoản này vừa sử dụng 500.000 trong hai lần. Trong đó có 160.000 được chuyển cho một cô giáo tên là Liễu Như Nguyệt, 310.000 được sử dụng ở bệnh viện. Được rồi, đã hiểu. Diệp Khánh Ngôn là thư ký của Tống Thiên Vũ, làm việc trong một tập đoàn dược phẩm cho nên tất nhiên cô ấy cũng quen biết không ít người trong bệnh viện, rất nhanh đã có thể biết được chuyện của Trương Tử Hàm. Bệnh Bạch Cầu sao, thảo nào? Diệp Khánh Ngôn cuối cùng đã hiểu tại sao Trần Đức lại muốn có ngay cho bằng được một năm tiền lương. Cô ấy cũng từng có một người em trai mắc căn bệnh này, nhưng chuyện khi đó rất khác, khi đó cô ấy còn trẻ, không có điều kiện chữa trị cho em trai, chỉ có thể bất lực nhìn em trai mình rời khỏi thế gian. Cô ấy có thể hiểu rõ cảm giác cần tiền gấp của Trần Đức vào lúc này, chi phí phẫu thuật cùng chi phí hậu phẫu của căn bệnh bạch cầu đều là những khoản tiền khổng lồ. Cũng có thể nói, 600.000 còn lâu mới đủ. Nửa giờ sau Diệp Khánh Ngôn nhận được thông tin từ Bộ Công an. Lý lịch cho thấy Trần Bát Hoang là trẻ mồ côi, lưu lạc xin ăn khắp nơi cho đến 5 tuổi. Từ 5 tuổi đến 5 tuổi thì trong lý lịch của anh ta không thể tìm thấy thông tin được nữa. Ngay cả Bộ Công an cũng không tra ra thông tin. Năm, thời gian dài như vậy, anh ta đã đi đâu? Diệp Khánh Ngôn lúc này mới phát hiện người đàn ông đánh trống khua chiên trên thị trường nhân tài này hóa ra lại là một người có rất nhiều bí ẩn. Suốt năm không có thông tin, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ tìm ra một lý lịch để chống suốt năm, nếu như giao lại cho Tống Thiên Vũ thì chỉ sợ chuyện này không xong. Diệp Khánh Ngôn ở lại bệnh viện đợi đến lúc hoàng hôn, cho tới khi biết rằng Trần Bát Hoang đã rời đi thông qua thông tin nội bộ thì cô ấy mới đi vào thăm Tử Hàm. Có lẽ là do Trần Bát Hoang đã khiến cho cô ấy nhớ về quá khứ của mình, cho nên cô ấy mới nghĩ nếu đã đến đây rồi thì cũng nên vào thăm em gái của anh một chút. Hơn nữa cô ấy còn muốn tìm hiểu về quá khứ của Trần Bát Hoang thông qua Tử Hàm. Trong phòng VIP nơi Tử Hàm ở, cô bé là người duy nhất trong phòng, có hai y tá đang chơi trò chơi với cô bé, Diệp Khánh Ngôn từ cửa bước vào, hai y tá liền tự giác rời đi. Hiển nhiên trước đó đã có người thông báo cho hai cô ấy rồi. Em chào chị xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Khánh Ngôn, đôi mắt to tròn màu ngọc bích của Tử Hàm lại chớp chớp hỏi cô ấy, chị xinh đẹp đến đây thăm Tử Hàm sao? Đúng vậy. Nhìn thấy Tử Hàm đáng yêu, Diệp Khánh Ngôn cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn bình thường, trong lòng không khỏi có chút thương hại, cô bé đáng yêu này đã khiến cho cô ấy nhớ về em trai của mình. Đây là quà của chị tặng em. Diệp Khánh Ngôn lấy ra một con búp bê rồi nói. Anh Bát Hoang nói không được nhận quà của người lạ, Tử Hàm hiển nhiên rất thích, nhưng cô bé chỉ nhìn con búp bê một cái rồi liền lắc đầu. Chị không phải người lạ, chị là bạn của anh Bát Hoang. Diệp Khánh Ngôn lại nói. Chị làm thế nào để chứng minh chị là bạn của anh ấy? Tử Hàm chớp chớp mắt hỏi. A.ANS ấy tên là Trần Đức, năm nay anh ấy 26 tuổi, chị nói có đúng không? Đúng. Vậy thì em phải nhận quà của chị đó. Em cảm ơn chị. Tử Hàm vui vẻ nhận quà, ôm con búp bê trong tay ngắm nghía, mặc dù cô bé rất hiểu chuyện nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần. Rất nhanh thì cô bé đã trở nên thân thiết với Diệp Khánh Ngôn hơn. Anh Bát Hoang trước kia chính là một quân nhân xuất sắc giống như anh trai Trương Phàm của em vậy, anh Trương Phàm đang phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho nên không thể quay lại, vì vậy mới gửi em cho anh Bát Hoang chăm sóc.
Thông qua sự dẫn dắt từ từ, Diệp Khánh Ngôn cuối cùng cũng đã biết được thân thế của cô bé Trương Tử Hàm, hơn nữa còn biết được rằng Trần Bát Hoang trước kia là một quân nhân, dù vậy cô ấy vẫn không thể biết được thêm thông tin của anh nữa. Tuy nhiên, có chút manh mối này cũng đủ rồi, phần còn lại cô ấy có thể từ từ điều tra. Cũng không còn sớm nữa, chị phải về nhà rồi. Tử Hàm, em phải ngoan ngoãn nghe lời biết không, lần sau chị lại đến thăm em nhé. Diệp Khánh Ngôn gãi gãi chóp mũi của Tử Hàm, sự yêu thích của cô ấy dành cho Tử Hàm là xuất phát từ trái tim. Vâng ạ, chị đi chậm thôi, Tử Hàm gật đầu nói. Trước khi đi thì chị còn có một việc nữa xin Tử Hàm giúp đỡ. Tử Hàm tinh quái nói, chị không muốn em nói với anh Bát Hoang chuyện chị đã đến đây thăm em đúng không? Diệp Khánh Ngôn hơi kinh ngạc, sự thông minh của Tử Hàm nằm ngoài dự đoán của cô ấy, đúng vậy, chính là chuyện này. Em sẽ không nói cho anh Bát Hoang biết, Tử Hàm đã sớm nhìn ra Diệp Khánh Ngôn không muốn Trần Bát Hoang biết chuyện này, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không đợi anh đi rồi mới xuất hiện. Chị ơi, chúng ta ngoéo tay. Diệp Khánh Ngôn mỉm cười ngoéo tay thề với Tử Hàm, cuối cùng cô ấy mới chào những người trong bệnh viện và yêu cầu họ chăm sóc tốt cho Tử Hàm trước khi rời đi. Phố đã sáng đèn. Buổi tối 9 giờ ở thành phố Tần, từng ánh đèn đỏ đã bắt đầu lập lòe. Màu sắc diễm lệ hệt như một người phụ nữ mặc nội y tình thú vào lúc trạng vạng mơ màng, trên người còn phủ thêm một lớp vải sa tần quyến rũ đến mê hồn. Tại quán Ba Thiên Tuyết, đi cùng với tiếng nhạc heavy metal là đủ mọi thể loại phụ nữ đang lắc lư cơ thể theo nhịp nhạc đinh tai nhức óc ở trung tâm sàn nhảy. Tóc tai của ai cũng rũ rượi, mùi rượu và chất kích thích trong không khí không ngừng bốc lên theo thời gian. Nơi này ngư long hỗn tạp. Có thành phần tri thức đô thị mà cũng có thành phần dân đen ngõ hẻm, trong góc khuất, mấy đôi tình nhân đang hôn nhau điên cuồng, còn làm một số chuyện đỏ mặt trong tiết tấu của âm nhạc đang sập sình liên hồi. Trần Đức đang uống rượu ở quầy bar, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại chiêm ngưỡng những cặp đùi và những dáng người cong cong khác nhau, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Không lâu sau, có một người phục vụ bước đến chỗ của anh. Anh Bát Hoang, bà chủ đang đợi anh ở tầng, bảo anh lên thẳng trên đó. Ở đây ồn ào quá. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh, nhân viên phục vụ nhiệt tình nói. Tuy nhiên, trong mắt của nhân viên phục vụ đã lộ ra sự khó hiểu không thể che giấu được. Chủ quán Ba Thiên Tuyết, Hạ Thiên Tuyết, tuy là một đóa hoa ở nơi hỗn tạp này nhưng hầu như không bao giờ dành thời gian ở riêng với đàn ông. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt này lại là một ngoại lệ. Lâu lâu anh mới đến đây, nhưng lần nào cũng được mời lên tầng. Mà tầng lại chính là phòng riêng của Hạ Thiên Tuyết. Trần Đức nhẹ gật đầu rồi rời khỏi quầy bar, đi thẳng lên tầng bằng thang máy, lấy ra thẻ phòng mà Hạ Thiên Tuyết đã đưa cho anh ta từ lâu, chậm rãi mở cửa. Tiểu tặc, dám xông vào nhà dân. Anh vừa mới đóng cửa lại thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó lại có một luồng gió thơm sộc vào mũi của anh, rồi có người từ phía sau nắm lấy tay anh đẩy anh vào tường. Tuy nhiên, Trần Đức chỉ cần làm một động tác nhỏ thì đã có thể thoát khỏi trói buộc một cách dễ dàng, sau đó anh quay lại định tóm lấy người phụ nữ, rất dễ dàng phản đòn. Đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp kiểu quyến rũ trưởng thành, trên người của cô ấy chỉ đang mặc một chiếc váy ren mỏng manh dài đến nửa đùi để lộ ra cặp chân dài trắng nõn mềm mại, nhìn lên phía trên thắt lưng còn lộ ra gần hết đôi gò bồng đào hết sức tròn trịa bắt mắt. Cô nàng này đang muốn dùng những gì mà tôi đã dạy để đối phó với tôi hay sao? Trần Đức nhẹ nhàng đẩy cô ấy xuống giường rồi nói, Hạ Thiên Tuyết, lâu lắm rồi tôi không dạy dỗ cô cho nên cô cũng càng lúc càng lớn gan đó. Hạ Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay, người đàn ông này vẫn phong độ như trước, cô ấy liền tỏ ra quyến rũ nói, anh xấu xa quá à, làm người ta đau muốn chết. Cô gọi tôi lên đây làm gì? Trần Đức ngồi trên giường, không ngừng chiêm ngưỡng thân hình duyên dáng của Hạ Thiên Tuyết. Anh nói xem, Hạ Thiên Tuyết tự nhiên cưỡi lên đùi Trần Đức, cô ấy cúi đầu xuống, dùng ngón trỏ nâng cằm Trần Đức lên rồi nói, tất nhiên là tôi nhớ anh cho nên mới gọi anh lên đây rồi. Anh trở về thành phố Tần 3 tháng rồi mà chỉ tới đây có 2 lần, anh không nhớ tôi hay sao? Vươn tay nhéo mông của Hạ Thiên Tuyết một cái, Trần Đức nói, cô biết rõ là chúng ta không có khả năng mà. Đồ đàn ông tôi, sao anh lại nói những lời kinh khủng như vậy? Hạ Thiên Tuyết gỡ tay Trần Đức ra rồi lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn cạnh giường, nói tiếp, Lafite 5, biết anh rất thích rượu cho nên tôi đặc biệt để dành mời anh đấy. Rượu 5 vẫn chưa hết hạn sử dụng sao, Trần Đức hỏi. Biết rõ còn cố hỏi.
Trần Đức nhìn lướt qua thì thấy Hạ Thiên Tuyết đã lấy ra hai chiếc ly nói, hôm nay không say không về. Rượu ngon như vậy, chưa uống say thì tôi cũng sẽ không rời đi. Phải không? Hạ Thiên Tuyết bưng hai ly rượu rồi ngồi vào trong vòng tay của Trần Đức nói, Trần Bát Hoang, giữa người đẹp và rượu anh chọn một cái đi, anh muốn chọn cái nào? Xì, cô thật là độc ác, nhất định phải chọn một trong hai sao. Trần Bát Hoang ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Hạ Thiên Tuyết, lại ngửi thấy mùi rượu. Anh nói, giữa người đẹp và rượu, tôi sẽ chọn rượu. Anh cầm ly rượu rồi nhấp một ngụm đầu tiên, sau đó lại nói tiếp, đây không phải là rượu năm, mà là rượu năm. Cô bị lừa rồi. Trần Đức yêu thích rượu thật sự chứ không phải chỉ biết nói suông mà thôi, giữa người đẹp và rượu ngon, nếu như muốn anh chọn một cái thì nhất định anh sẽ chọn rượu ngon trước. Được rồi, tên đó dám lừa tôi, hôm sau tôi nhất định sẽ tìm tên đó tính sổ, Hạ Thiên Tuyết không nghi ngờ lời nói của Trần Bát Hoang chút nào. Cô ấy đã biết Trần Bát Hoang từ năm về trước. Ngày xưa Trần Bát Hoang đã cứu cô ấy, cho nên cô ấy đã trở thành người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Nhưng Trần Bát Hoang không thuộc về cô ấy. Cô ấy không thể nào giữ được dây cương của con ngựa hoang này. Trong lòng Trần Bát Hoang, cô ấy còn không bằng cả một chai rượu ngon. Đang nói chuyện thì Hạ Thiên Tuyết liền đổi giọng, không cam lòng hỏi, nếu như bắt anh chọn giữa người phụ nữ kia và rượu ngon thì anh có còn chọn rượu nữa không? Trong mắt Trần Đức bỗng hiện lên một tia dữ tợn, giống như lời nói của Hạ Thiên Tuyết đã gợi lại một ký ức tồi tệ nào đó của anh. Anh uống hết ly rượu vang lớn chỉ trong một hơi. Trần Đức nói, vấn đề này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Anh vẫn chưa quên được cô ấy, Hạ Thiên Tuyết thở dài trong lòng người đàn ông này thì cô ấy vẫn luôn thua kém người phụ nữ đó. Cô ấy nói tiếp, đừng nói những lời này nữa, chúng ta uống rượu. Hạ Thiên Tuyết là một phụ nữ gợi cảm quyến rũ, trong suốt cuộc đời cô ấy đã giao thiệp với đủ mọi loại người nhưng chưa bao giờ tỏ ra như thế này. Cô ấy nũng nịu dựa vào lồng ngực của Trần Đức nói, Bát Hoang, tôi đã chuẩn bị rượu ngon vì anh rồi, anh kể cho tôi nghe một ít chuyện cũ của anh đi được không? Anh có câu chuyện, cô ấy có rượu. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của Hạ Thiên Tuyết chính là được uống rượu cùng với Trần Đức, vì chỉ khi uống rượu thì Trần Đức mới nhắc đến quá khứ của mình, và cô ấy mới có thể hiểu anh hơn một chút. Người đẹp nằm trong vòng tay anh, rượu ngon tràn vào cổ họng. Trần Đức nhớ lại một số sự việc trong quá khứ và chọn ngẫu nhiên một số thứ có thể nói ra được. Thời gian chậm rãi trôi, chai rượu vang chậm rãi cạn dần trong bóng tối. Không biết từ lúc nào Hạ Thiên Tuyết đã trèo lên người Trần Đức, bắt đầu cởi áo của anh, bên dưới lớp quần áo là những vết thương cũ trông rất đáng sợ. Những vết thương trên thân thể của anh hết sức chằng chịt, vết gậy, vết đao, vết súng thứ gì cũng có. Những vết sẹo này đại diện cho quá khứ bí ẩn của người đàn ông này và ghi lại những vinh quang trên cuộc hành trình của anh. Đèn mờ nháp nháy, ly rượu đã rơi xuống đất, đôi nam nữ đã ôm lấy nhau từ lúc nào. Đèn tắt, tấm màn đã hạ xuống, cảnh xuân ngay lập tức hiện ra. Khi Hạ Thiên Tuyết thức dậy qua một đêm, căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung trên sàn, trong thùng rác còn có thêm vài cái BCS như minh họa cho chiến tích huy hoàng mới vừa xảy ra mấy giờ trước. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh cô ấy đã rời đi. Bát Hoang, tôi không tham lam muốn có được trái tim của anh, chỉ cần có được con người của anh thì Thiên Tuyết đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hạ Thiên Tuyết ngồi dậy, nhìn sương mù ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp khẽ động, cô ấy lẩm bẩm một mình. Tập đoàn Dược phẩm Thiên Vũ. Văn phòng Chủ tịch. Trần Bát Hoang, thủ tục chúng tôi đã làm xong cho anh, từ hôm nay anh sẽ đến Học viện Thương mại. Nhiệm vụ chính của anh là bảo vệ cô Tống, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, Diệp Khánh Ngôn đưa cho Trần Đức một phần tài liệu rồi nói tiếp, hãy xem một số thông tin ở trên, đừng bỏ qua thông tin nào. Trần Đức cầm lấy tài liệu đọc qua một lần rồi cười nói, ai đã giúp các người dựng nên câu chuyện này vậy? Nó thú vị đấy. Trên phần tài liệu kia có viết thân phận được sắp đặt cho Trần Đức. Theo như tài liệu viết thì anh sẽ đóng vai một người vừa mới xuống núi, là học trò của một đại sư y dược. Mà thầy của anh thì đã qua đời. Chính vì có vị đại sư đó mà Tống Thiên Vũ mới có ngày hôm nay. Ngay từ 20 năm trước, Tống Thiên Vũ đã hứa hẹn với vị đại sư đó, nếu như sau này vị đại sư đó và ông ấy có con trai và con gái thì sẽ hứa hôn hai đứa trẻ với nhau, còn nếu không phải một cặp trai gái thì cũng sẽ để cho hai đứa trẻ kết nghĩa làm anh chị em với nhau.
Nhưng nếu như vị đại sư đó không có con nối dòng thì một người học trò của ông ấy sẽ giúp ông ấy thực hiện lời hẹn ước. Mà Trần Đức chính là người học trò sẽ giúp vị đại sư y dược kia thực hiện lời hứa hẹn, vì anh chính là người học trò duy nhất. Bát Hoang à, đừng ngạc nhiên, câu chuyện trên đây không phải hư cấu mà là sự thật, cũng thực sự có chuyện đó, nếu không có vị đại sư ấy thì sẽ không có dược phẩm Thiên Vũ hôm nay. Tống Thiên Vũ cười tự giễu, hôn ước cũng có, nhưng tiếc là vị đại sư đó không coi trọng nhà họ Tống của tôi. Trong mắt ông ấy, nhà họ Tống không là gì cả, có lẽ ông ấy cũng chẳng hề để tâm đến chuyện này, cũng có thể ông ấy không có con nối dõi. Tóm lại bao nhiêu năm rồi, ông ấy chưa từng xuất hiện. Nhắc đến chuyện cũ, trong đầu Tống Thiên Vũ bất giác hiện lên khuôn mặt vị đại sư đó, nhớ lần đầu tiên được gặp vị đại sư ấy, ông đã 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Mà phương pháp y thuật của ông ấy cũng kỳ quái đến mức làm ra đầu người ta tê dại, cho đến giờ ông vẫn nhớ rõ những phương pháp đó. Ngư Yên biết những chuyện này, với con bé mà nói, đây là sự thật, không phải chỉ là câu chuyện, Tống Thiên Vũ nói tiếp, vậy nên chỉ cần cậu không để lộ sơ hở thì sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, có vẻ như Tống Thiên Vũ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không cần anh phải lo lắng điều gì. Trần Đức ghi lại những chi tiết phía trên rồi nói. Không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ làm tốt chuyện của mình. Tôi tin cậu, cũng tin mình không nhìn nhầm người, Tống Thiên Vũ không lo Trần Đức sẽ làm hỏng chuyện, Diệp Khánh Ngôn đã điều tra tất cả thông tin về Trần Đức và đưa đến cho ông. Dù có rất nhiều chỗ để chống nhưng không khó để nhận ra anh chàng thích uống rượu và có vẻ ngoài khá lông bông này thật sự rất trọng tình nghĩa, nếu không cũng không nuôi nấng em gái người anh em của mình như thế. Khánh Ngôn à, đưa thông tin của Ngữ Yên cho Bát Hoang xem đi. Vâng, Diệp Khánh Ngôn lấy thông tin liên quan đến Tống Ngữ Yên ra, nhưng thông tin không rõ ràng lắm, chỉ có chiều cao, cân nặng, tên, tuổi. Và một bức ảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt Trần Đức thay đổi. Rất giống. Biểu cảm và ngoại hình đều khá giống người con gái trong trí nhớ của Trần Đức. Tuy nhiên anh biết đó không thể là cô. Trần Đức nhanh chóng bình thường lại, không ai nhận ra sự bất thường dù là nhỏ nhất. Chân tướng chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết, sau này chuyện ở trường nhờ cả vào cậu đó. Nguyên tắc của Tống Thiên Vũ là đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng, nếu đã thuê Trần Đức thì ông sẽ tin tưởng, dặn dò cẩn thận. Chủ tịch Tống yên tâm, tôi sẽ làm tốt những điều tôi nên làm. 3 tháng không dài, với Trần Đức mà nói, không là gì cả. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc, Diệp Khánh Ngôn lái chiếc xe Volkswagen khiêm tốn đưa Trần Đức đến trường học. Giao anh cho hiệu trưởng. Sau khi biết Trần Đức do Tống Thiên Vũ đích thân đề cử, hiệu trưởng rất khách sáo gọi một giáo viên tới. Cô Hoàng, đây là học sinh mới của lớp cô, hôm qua tôi đã gửi thông tin cho cô rồi, phiền cô đưa cậu ấy tới lớp nhé. Hoàng Tố Tố quan sát Trần Đức một lượt rồi cười bảo, Trần Đức đúng không? Đi theo cô. Hoàng Tố Tố năm nay tuổi, là giáo viên tiếng Anh của trường, cũng là giáo viên phụ trách của lớp Tống Ngữ Yên. Cô có thân hình nở nang. Đeo kính gọng đen, cao khoảng 1m7, là một mỹ nữ. Hoàng Tố Tố là người hay nói, trên đường đi luôn cười nói với Trần Đức, rất quan tâm anh, trường chúng ta hầu hết đều là con em của gia đình khá giả, rất ít người đến từ nông thôn như em. Học sinh ở đây hầu hết đều kiêu ngạo, sau này em chú ý một chút, cố gắng đừng đắc tội họ. Sau này cần giúp đỡ gì em cứ nói với cô, nếu giúp được, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Vâng. Bây giờ em có một vấn đề, Trần Đức cong môi cười, cô giáo xinh đẹp, cô có thể để lại số điện thoại không? Tất nhiên, bị gọi là cô giáo xinh đẹp, Hoàng Tố Tố cũng không tức giận, ở học viện thương mại này cũng có rất nhiều người gọi cô như thế, cô chỉ cười đáp, đây là danh thiếp của cô, em gọi qua đi, cô cũng lưu số em lại. Hoàng Tố Tố chịu trách nhiệm về các vấn đề kỷ luật của lớp Tống Ngữ Yên, vì thế cô có số của từng học sinh trong lớp. Thấy Trần Đức lấy chiếc điện thoại Nokia cũ ra, cô không khỏi càng thêm đau lòng. Quả nhiên cũng xuất thân từ nông thôn giống cô. Còn nhớ khi cô học đại học, người khác dùng Nokia loại này, còn cô thì không mua nổi. Cô quyết định sau này phải chú ý tới Trần Đức nhiều hơn. Thành công có được số điện thoại của người đẹp, Trần Đức rất vui vẻ. 5 phút sau, lớp 3 đại học năm 4. Buổi sáng, các học sinh đều lơ ngơ buồn ngủ. Mới sáng sớm đã phải đến lớp nghe giảng, trông học sinh nào cũng có vẻ rất mệt mỏi. Cho đến khi một nữ sinh bước vào, cô gái ăn mặc trẻ trung duyên dáng,
khuôn mặt ưa nhìn, khoảng 20 tuổi. Cô mặc chiếc quần bò cực ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, đôi chân tuyệt đẹp gần như chiếm hết cả thân hình, chắc chắn là một người đẹp chân dài. Cô vừa vào đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, dù là học sinh nữ cũng phải hâm mộ với đôi chân của cô. Người đẹp đi cùng với nhau, bên cạnh còn có một cô gái khác sánh bước cùng cô gái ấy mặc chiếc váy ngắn bó sát, thân hình nóng bỏng chói mắt, dù đôi chân không dài bằng cô gái vừa nãy nhưng chiếc áo in hình gấu trúc lại tạo thành hiệu ứng đê trên người cô, có vẻ nở nang không nên có ở độ tuổi này. Hai cô gái đều có đặc điểm riêng, người trước thì hơi lạnh lùng, người sau lại nhiệt tình như lửa. Này chân dài, cậu nói thật à, chồng chưa cưới của cậu thật sự đến sao? Lâm Dao cô gái hung dữ đã hỏi câu này 4-5 lần rồi. Bố tớ đã đích thân gọi tới nên không sai được đâu, chính là hôm nay đấy, chân dài chính là Tống Ngữ Yên, vì chân quá dài nên Lâm Dao đặc biệt danh cho cô là chân dài, không biết bố tớ nghĩ gì nữa. Thời đại nào rồi còn có hôn ước? Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Ánh mắt Tống Ngữ Yên bướng bỉnh, nếu anh ta thật sự đến, tớ nhất định sẽ đuổi anh ta đi. Tớ khá mong chờ đấy, chắc chắn mắt nhìn của bác Tống không tệ. He he, chân dài à, hay là cậu cứ nghe theo đi, Lâm Dao nói đùa. Thôi đi Lâm Dao, tớ nói cho cậu nghe, khi nào anh ta đến cậu phải chơi đùa anh ta với tớ, cậu không muốn có thêm một người đàn ông tới ở nhà chúng ta đâu đúng không? Đương nhiên, yên tâm đi chân dài, cậu là chị em tốt của tớ, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu, Lâm Dao cười hì hì, muốn đuổi một người đàn ông thì có vô vàn cách. Cái gì gọi là giúp tớ? Lẽ nào không phải vì cậu muốn giữ thân thể trong trắng của mình cho đại anh hùng kia, đợi đến khi anh ấy về sẽ tìm cậu sao? Tống Ngữ Yên trêu chọc Lâm Dao. Hừ, anh ấy là của tớ, cậu không được phép nhắc tới anh ấy. Lâm Dao lẻ lưỡi, nếu cậu còn trêu tớ nữa, tớ sẽ không giúp cậu đuổi người đâu. Được rồi, Tống Ngữ Yên trêu chọc, tớ còn không quan trọng bằng anh hùng của cậu nữa. Hai người vừa cười đùa vừa đi tới chỗ ngồi. Nhìn hai cô có thể thấy được vẻ trẻ trung của độ tuổi này, đám con trai xung quanh nhìn hai người suýt nữa chảy nước miếng. Tiếc là không ai đi tới bắt chuyện, hai người đẹp này có quá nhiều người theo đuổi, nếu có ai dám tiến lên trêu chọc thì nam sinh Hạ Kiệt ngồi bên cạnh Tống Ngữ Yên sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Hạ Kiệt thấy hai cô gái đến thì cười tươi lại gần, định chào hỏi nhưng mặt nóng rán mông lạnh, hai cô gái hoàn toàn không để ý đến cậu ta, vì thế cậu ta chỉ đành ngượng ngùng ngồi về chỗ mình. Thầm chửi rủa. Mẹ kiếp, hai con đàn bà thối, ra vẻ cái gì chứ? Chờ anh Long chơi xong, ông đây sẽ xử đẹp hai đứa chúng mày. Chuông vào lớp chẳng mấy chốc đã vang lên. Gần như cùng lúc đó Hoàng Tố Tố đi vào. Phía sau cô là một chàng trai ăn mặc bình thường, trông có vẻ khá bất cần đời, thi thoảng anh còn lấy một lon sắt nhỏ gì đó ra nhấp vài ngụm. Chân dài, có phải anh ta không? Có phải anh ta không? Lâm Dao ngồi sau lưng Tống Ngữ Yên, lấy bút chọc vào người cô. Tớ cũng chưa biết, Tống Ngữ Yên lắc đầu, cô vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về Trần Đức. Các bạn im lặng nào, Hoàng Tố Tố nở nụ cười chuyên nghiệp bước vào lớp, đứng trên bục giảng, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới. Mời em giới thiệu với mọi người. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Trần Đức, nhưng cũng không dấy lên sóng gió gì, họ đã quen với việc có học sinh mới nên không thấy có gì lạ. Nhưng một số học sinh nữ lại mang vẻ mặt si mê nhìn anh. Trần Đức thật sự khá đẹp trai, mặc dù nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, bất cần đời, nhưng gương mặt góc cạnh, đẹp trai sáng sủa vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn học nữ. Cũng đẹp trai phết đấy chứ, Lâm Dao nói, không biết vì sao nhìn khuôn mặt ấy, cô lại cảm thấy khá quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Nào, em giới thiệu bản thân đi, cô còn có cuộc họp, tiết này các em tự học nhé. Lát nữa em tìm một vị trí trống rồi ngồi là được, Hoàng Tố Tố nói xong thì ra khỏi lớp. Trần Đức nhấp một ngụm rượu, đi vào giữa liếc quanh một lượt các bạn trong phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Năm 13 tuổi anh đã bị đưa đi, còn nhớ năm đó anh vừa mới học lớp 8, từ đó về sau anh không còn được tận hưởng bầu không khí của trường học nữa. Không ngờ 13 năm sau lại có cơ hội bước chân vào trường học. Anh nhìn quanh một lượt rồi cất lời, tôi tên Trần Đức. Tự là Bát Hoang. Tự. Còn có tự. Thời đại này rất ít người có tên còn có tự, nhất thời mọi người đều thấy khá mới lạ. Bát Hoang. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lâm Dao ngẩn ra, sau đó như nhớ ra điều gì,
đôi tay run run lấy ra một tấm ảnh từ trong ví. Bức ảnh rất cũ và đã phai màu. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy phía trên là một chàng trai mặc quân phục, chừng ngoài 20 tuổi, rất đẹp trai, tràn đầy năng lượng, anh đang đứng chụp ảnh cùng một bé gái. Cô bé ấy chừng 16, 17 tuổi, tóc buộc kiểu tai thỏ, chính là Lâm Dao. Mà chàng trai ấy rất giống Trần Bát Hoang trên bục giảng. Không, không phải giống mà rõ ràng là cùng một người. Chỉ là, anh ở trong bức ảnh tràn đầy năng lượng. Mà anh ở trên bục giảng lúc này lại có vẻ không có tinh thần, lơ đễnh bất cần đời, thậm chí còn ngà ngà say như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng chính vì điều này nên Lâm Dao mới không nhận ra. Nhìn thấy Trần Bát Hoang, Lâm Dao cực kỳ kích động, cô không thể ngờ hôm nay lại gặp được đại anh hùng mà cô đã tìm kiếm và chờ đợi hơn 5 năm. Cô mãi ghi nhớ tên vị anh hùng đó là Trần Bát Hoang. Đúng vậy. Sau khi so sánh cô dám khẳng định đây chắc chắn là cùng một người. 5 năm trước, cô cùng bố mẹ đi du lịch ở Tam Giác Vàng, bị bọn trùm ma túy ở nơi đó cợt nhả, bọn chúng cho cô một loại ma túy yêu cầu cô bán thân. Khi đó cô mới 16 tuổi, cô sợ hãi bất an, khiếp sợ cùng cực, vào lúc tuyệt vọng nhất, chính người đàn ông này đã xuất hiện trước mặt cô. Những ký ức kinh hồn lạc phách ấy vẫn còn như mới. Đó là một trải nghiệm hiếm có trong cuộc đời cô. Khi đó cô mới biết yêu, không bao giờ quên được người anh hùng này, thầm hạ quyết tâm sau này phải tìm được anh rồi lấy anh. Dù thế nào cô cũng không ngờ ông trời lại sắp xếp cho họ gặp nhau ở đây. Lâm Dao hưng phấn, kích động, hai mắt ửng đỏ, đang định đứng lên chào anh. Nhưng lúc này, câu nói tiếp theo của Trần Đức khiến động tác của cô phải dừng lại. Mọi người có thể gọi tôi là Trần Bát Hoang, tôi còn có một thân phận khác nữa, đó là chồng chưa cưới của Tống Ngữ Yên. Lớp 3 đại học năm 4. Trần Bát Hoang nói ra một câu khiến mọi người khiếp sợ, ngày đầu tiên đến lớp đã nói mình là chồng chưa cưới của Hoa Khôi. Một câu đơn giản lại khiến căn phòng vốn đang hơi ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Lâm Dao đang định chào hỏi cũng đột ngột dừng lại. Suýt nữa cô đã quên. Học sinh mới hôm nay không phải ai khác, mà là chồng chưa cưới của bản thân cô. Chỉ là cô không ngờ chồng chưa cưới của Tống Ngữ Yên lại chính là đại anh hùng mà cô đã khổ sở chờ đợi suốt 5 năm. Nhưng Tống Ngữ Yên lại muốn đuổi anh đi. Ngữ Yên à, chỉ có thể xin lỗi cậu thôi, chúng ta cạnh tranh công bằng, cậu muốn đuổi anh ấy đi, nhưng tớ thì không thể, Lâm Dao lẩm bẩm. Khó khăn lắm mới đợi được đại anh hùng, sao Lâm Dao có thể đuổi anh đi? Cô mong ngóng được sống chung dưới một mái nhà với Trần Bát Hoang lắm. Tên khốn! Tống Ngữ Yên không ngờ Trần Bát Hoang lại trực tiếp như vậy, cô nghiến răng nghiến lợi mắng. Ha ha, chồng chưa cưới của Tống Ngữ Yên. Phác, độ vô liêm sỉ này đúng là không ai bằng. Ha, điếc không sợ súng. Dám nói mình là chồng chưa cưới của Tống Ngữ Yên, tên này sắp gặp phiền phức rồi. Đúng vậy, chắc chắn Lôi Long sẽ tìm tới đây. Xung quanh bàn tán xôn xao, đủ loại ánh mắt đổ dồn vào Trần Đức. Có ánh mắt hả hê sung sướng khi thấy người gặp họa, có ánh mắt chờ xem kịch hay, cũng có ánh mắt thương hại anh. Ở học viện thương mại này có ai không biết phó chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ Lôi Long thích Tống Ngữ Yên, Lôi Long này không chỉ được nể mặt ở học viện thương mại, mà ngay cả người bên ngoài xã hội cũng phải nể mặt cậu ta vài phần. Ngày thường nam sinh nào lại gần Tống Ngữ Yên đều bị Lôi Long cảnh cáo vài câu, Hạ Kiệt ngồi bên cạnh cô là tay sai vặt của cậu ta, chuyên đi báo cáo những chuyện này. Trần Đức tuyên bố hùng hồn rằng mình là chồng chưa cưới của Tống Ngữ Yên, không cần nghĩ cũng biết thậm chí không cần Lôi Long ra tay, tay sai của cậu ta và những người theo đuổi Tống Ngữ Yên sẽ xử lý anh. Trần Đức chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, trong mắt anh, những chàng trai cô gái này chẳng qua chỉ là con nít miệng còn hôi sữa mà thôi. Trần Đức đi tới chỗ Tống Ngữ Yên, liếc nhìn đôi chân thon dài gần như hoàn mỹ của cô, cười thản nhiên bảo, ồ, em chính là con gái của Tống Thiên Vũ à? Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Tống Ngữ Yên nhìn tên trước mặt với ánh mắt cực kỳ chán ghét, đây chính là đệ tử của ân nhân mà bố nói. Tuy khuôn mặt tuấn tú nhưng cách ăn mặc lại quá thô tục. Quần áo trên người tổng cộng không quá 500, làm sao xứng với cô chủ nhà họ Tống như cô. Nếu không phải từ khi còn nhỏ bố đã nói những chuyện này thì cô thật sự muốn cho anh một đạp, để anh biết thế nào là chân dài thực sự. Chồng chưa cưới của tôi. Người muốn làm chồng chưa cưới của tôi nhiều lắm, anh cũng phải có thực lực mới được, Tống Ngữ Yên cố ý dây khó dễ. Đúng thế,
không tự soi gương vào nước tiểu xem mình là cái dạng gì mà cũng đòi làm chồng chưa cưới của cô Tống đây, thật không biết điều, cuối cùng Hạ Kiệt cũng tìm được cơ hội chen vào, khinh thường bảo, loại nông dân như mày vào được học viện thương mại đã là được trời cao ưu ái lắm rồi. Hạ Kiệt phát chéo chân, cà lơ phất phơ nói tiếp, cút ra đằng sau, đừng đứng đây gai mắt tao, nếu còn không đi thì đừng trách tao không khách sáo. Trần Đức không so đo với Tống Ngữ Yên, dù sao cũng đã ký hợp đồng, anh là người tuân thủ quy tắc, tuân thủ hiệp ước. Anh quay đầu nhìn Hạ Kiệt, người anh em ra sau ngồi đi, vị trí này bắt đầu từ bây giờ sẽ là của tôi. Hạ Kiệt ngẩn người. Trần Đức đang phớt lờ cậu ta. Này nhóc, vừa nãy mày không nghe thấy tao nói gì à? Mày là người mới đến, không muốn bị đánh thì cút, còn bảo tao ra phía sau ngồi, mày đang làm trò cười đấy à? Ha ha! Hạ Kiệt cười ngông cuồng, mấy nam sinh xung quanh cậu ta cũng phá lên cười theo. Đây là học viện thương mại quý tộc, Trần Đức ăn mặc đơn giản, không chỉ vậy nhìn anh còn gầy hơn Hạ Kiệt, anh bảo Hạ Kiệt ra ngồi phía sau, đùa à? Hai, tôi đã cho cậu cơ hội tự đi, cậu không đi thì để tôi tiễn cậu. Trần Đức đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cổ áo Trần Đức rồi hất, Hạ Kiệt nặng cân bị ném từ ghế băng xuống đất, bị kéo tới lối đi. Sau đó Trần Đức trở lại chỗ ngồi, cầm sách của Hạ Kiệt, ném hết lên người cậu ta. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ ngồi của cậu thuộc về tôi, Trần Đức nhẹ nhàng nói, động tác lưu loát trôi chảy, tựa như thường xuyên làm những chuyện thế này. Các bạn học trong lớp đều nhìn ngây người. Oh shit! Bọn họ học ở đây đã mấy năm nhưng chưa thấy ai bá đạo như vậy bao giờ. Học sinh chuyển trường này khó chơi đấy. Mẹ kiếp! Hạ Kiệt bò từ dưới đất dậy, mặt đỏ bừng bừng, tức giận trừng mắt nhìn Trần Đức, thằng kia, mày dám đánh lén tao. Khốn kiếp! Hôm nay ông đây không đánh mày một trận, ông đây sẽ theo họ mày. Hạ Kiệt phẫn nộ tột đỉnh, cậu ta không ngờ mình lại bị một người mới tới dạy dỗ. Cậu ta giơ tay lên đánh về phía mặt Trần Đức. Chát! Tiếng tát giòn giã vang lên. Nhưng là Trần Đức đánh Hạ Kiệt. Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Hạ Kiệt. Anh túm lấy tay Hạ Kiệt, nhẹ nhàng xoay nó trong lòng bàn tay. A! À, Hạ Kiệt còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau trên mặt thì tay đã chuyển tới cơn đau dữ dội, như thể cả cánh tay đã sắp gãy. Thằng kia, mau thả tao ra. Nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Trần Đức không nói gì, bàn tay còn lại lấy bình rượu ra, nhấp một ngụm, phả ra hơi men, cậu nói gì, tôi không nghe rõ. Khi nói, tay anh lại siết chặt hơn. Cơn đau dữ dội khiến Hạ Kiệt kêu la oai oái, gần như ngã khuỵu xuống. A! À, Hạ Kiệt hét lên, cơn đau ở tay thật sự khiến cậu ta không chịu nổi. Trần Đức không có ý định đôi co lằng nhằng, anh nhấc chân đá vào mông cậu ta rồi buông tay. Hạ Kiệt lảo đảo hai bước. Suýt thì ngã sấp, cậu ta ôm lấy cánh tay đau đớn, sắc mặt tái nhợt tràn đầy căm hận, thằng danh, mày đang tự tìm cái chết đấy. Các anh em, xử nó. Lời cậu ta vừa dứt, bốn nam sinh xung quanh lập tức cầm ghế đứng dậy, tiến lại gần Trần Đức. Cút ra cho tao, Hạ Kiệt trừng mắt nhìn nam sinh bên cạnh. Nam sinh đó sợ hãi nhanh chóng đứng dậy. Hạ Kiệt cầm lấy ghế của cậu ta, sải bước về phía Trần Đức. Xảy ra chuyện rồi. Sắp xảy ra chuyện rồi. Các học sinh xung quanh đều sợ hãi, bọn họ biết Hạ Kiệt là kẻ chuyên gây chuyện, học sinh mới chuyển trường tới hôm nay có lẽ sắp phải đổ máu rồi. Tống Ngữ Yên hừ lạnh, sau sự việc này, có lẽ Trần Bát Hoang có thể sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó cùng lắm nhà cô chỉ cần đền bù ít chi phí thuốc men thôi. Đẹp trai quá, Lâm Giao ngây ngốc nhìn Trần Bát Hoang, đương nhiên cô biết mấy tên kia chẳng làm gì được Bát Hoang, năm đó bất kể khu vực nào, mưa bom bão đạn, Trần Bát Hoang đều vượt qua, mấy tên này có là gì? Mọi người đều nghĩ Trần Đức sẽ bị đánh. Ôi anh Kiệt, đừng mà, tôi là học sinh mới tới, đừng bắt nạt tôi, đột nhiên Trần Đức vốn đang nhàn nhã thoải mái chợt thay đổi độ, trở nên sợ hãi, không ngừng lùi lại phía sau, các cậu đừng lại đây, nếu cô Hoàng biết sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu. Bây giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi, dám đánh ông đây. Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết ai mới là bố, Hạ Kiệt mỉa mai, mày yên tâm, Hoàng Tố Tố sẽ không biết đâu, mà dù biết thì thế nào. Cho dù biết, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trước mặt ông đây thôi. Hạ Kiệt, cậu đang nói gì vậy hả? Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng giày cao gót va chạm với nền đất, không tới 3 giây, một thân hình đẫy đà xuất hiện trước mắt mọi người.
Hoàng Tố Tố vừa đi họp đã quay về, cô lạnh lùng nhìn mấy người đang đứng cách đó không xa, cuối cùng nhìn vào Hạ Kiệt. Cậu là bố của ai? Muốn tôi thổi cái gì? Hoàng Tố Tố đứng ở cửa lớp học, mặt đỏ phừng phừng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tục ngữ có câu, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi đất cũng chơi. Năm nay Hoàng Tố Tố 34 tuổi, đang đúng độ tuổi như sói như hổ, vô cùng nhạy cảm đối với một số vấn đề của bản thân, những lời nói thô tục của cậu ta đã kích thích dây thần kinh của cô khiến cô tức giận tột đỉnh. Huống hồ, học sinh mới đến từ vùng nông thôn lại bị Hạ Kiệt bắt nạt, ấn tượng của cô về Hạ Kiệt thoáng chốc tụt xuống đáy cốc, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô vừa xuất hiện, cả lớp đều trở nên im ắng. Cuối cùng các bạn cũng hiểu vì sao vừa nãy Trần Bát Hoang còn kiêu ngạo, ngông nghênh, nói đánh là đánh, đột nhiên lại chịu khuất phục, hóa ra là biết Hoàng Tố Tố đã đến. Không ai nghiên cứu xem khả năng cảm nhận của Trần Đức đáng sợ đến mức nào, họ chỉ thấy anh thật sự quá gian xảo. Không gian đột nhiên yên tĩnh. Hạ Kiệt và bốn tên cùng phe mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, lúc này đều đã dừng lại, vẻ mặt lúng túng, nhục nhã. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh. Dù có phách lối đến đâu, thấy giáo viên cũng phải sợ. Giáo viên nắm trong tay quyền sinh sát bọn họ mà. Nếu bị đuổi học, không nhận được chứng chỉ bằng cấp thì mấy năm nay coi như đi học phí công. Hạ Kiệt vô cùng xấu hổ, cô giáo, cô nghe em giải thích, không phải như vậy đâu, là cậu ta bắt nạt em. Cậu ấy bắt nạt cậu, Hoàng Tố Tố cười khẩy, đi thẳng vào phòng học, đặt chồng sách trong tay lên bàn, cầm ghế làm gì? Có phải định đánh lên đầu tôi không? Năm người vội vàng bỏ ghế xuống. Hừ, Hạ Kiệt, bình thường cậu làm mưa làm gió trong lớp tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay cậu lại nói tôi như vậy, còn bắt nạt bạn học mới. Cậu nói xem, có phải tôi đã quá nể mặt cậu rồi không? Cô à, cô nghe em giải thích đã, là cậu ta chiếm chỗ của em, còn đánh em, không tin cô hỏi các bạn khác xem, Hạ Kiệt vội vàng giải thích. Hiển nhiên cậu ta cảm nhận được Hoàng Tố Tố đang rất tức giận. Đúng đó cô, chúng em có thể làm chứng. Em cũng có thể. Bốn tên cùng chiến tuyến với Hạ Kiệt lần lượt chứng minh. Lại đây cho tôi, đứng trước mặt các bạn, Hoàng Tố Tố lạnh giọng quát. Năm người ngoan ngoãn đứng lên bục giảng, chỉ có Trần Bát Hoang vẫn đứng yên tại chỗ. Các cậu nói Trần Bát Hoang bắt nạt các cậu nghĩ tôi mù à? Giọng điệu của cô lạnh lùng. Trần Đức thầm nghĩ cô gái này tuy tức giận nhưng lại có hương vị đặc biệt đây. Bát Hoang, em nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào, trên tài liệu nói Trần Đức đến từ nông thôn nên Hoàng Tố Tố vốn đã thiên vị anh, chưa kể Hạ Kiệt còn nói ra lời thô tục như vậy, bảo cô làm sao tin cậu ta cho được. Là thế này ạ, vừa nãy cô bảo em tìm vị trí trống để ngồi, nên sau khi giới thiệu xong thì em đi xuống, nhưng bạn học này lại không cho em ngồi, nói rằng đó là nơi bạn ấy để sách, còn định đánh em nữa. Cô nói xem có tức không? Trần Đức nói dối mà mặt không biến sắc, bịa chuyện thành thần, cực kỳ trôi chảy. Không biết xấu hổ, Tống Ngữ Hiên lẩm bẩm. Qua, nói dối cũng đẹp trai như vậy, mình hạnh phúc quá, lòng Lâm Dao sục sôi. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Một đám học sinh choáng váng, nhưng không ai dám đứng ra phát biểu, Hạ Kiệt vốn đã mang tiếng xấu trong lớp, với bọn họ mà nói, Trần Đức và Hạ Kiệt chỉ là chó cắn chó mà thôi. Sao cô có thể không tức giận? Chưa nói đến việc bắt nạt Trần Đức quá đáng thế nào, chỉ riêng việc sỉ nhục cô thôi, cô đã không thể chịu đựng được rồi. Hạ Kiệt, bắt đầu từ hôm nay cậu ngồi bên cạnh bục giảng, nếu dám ngồi chỗ khác thì cậu sẽ biết tay tôi. Còn nữa, ngày mai gọi bố cậu đến gặp tôi. Sinh viên đại học thông thường sẽ không có chuyện mời phụ huynh, đây là lần đầu tiên Hạ Kiệt gặp trường hợp này. Không cần phải nói, lần này bố cậu mất mặt rồi. Cho dù không bị đuổi học thì về nhà cũng không thoải mái. Hoàng Tố Tố lại nhìn về phía mấy người kia, bốn người các cậu chép tên của mình 10.000 lần cho tôi, Hạ Kiệt, cậu cũng thế. Giọng nói của cô rất nghiêm khắc, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi quay sang nhìn Trần Đức thì thái độ lại ôn hòa hơn nhiều. Bát Hoang, em tìm chỗ ngồi đi, đừng sợ, sau này có khó khăn gì thì cô sẽ giúp em. Dưới cái nhìn khó chịu của Tống Ngữ Yên, Trần Đức đi tới ngồi cạnh cô ấy một cách tự nhiên như không, thái độ vui vẻ. Hạ Kiệt, sau này Trần Đức mà xảy ra chuyện gì ở trường thì tôi sẽ tìm cậu, cậu phải chịu trách nhiệm, rõ chưa? Vâng. Hạ Kiệt sợ gần chết, Hoàng Tố Tố đang thực sự giận dữ nên cậu ta chẳng dám nói gì,
nếu nói thêm câu nữa thì chắc cậu ta sẽ bị đuổi mất. Hừ. Hoàng Tố Tố hừ lạnh một tiếng rồi đem sách vở trên bàn đến chỗ Trần Đức, nói, đừng sợ, sau này phải học hành chăm chỉ, cô sẽ chăm sóc cho em. Ngư Yên, bạn Bát Hoang nếu có chỗ nào không hiểu thì em cũng phải giúp đỡ bạn nhé. Vâng thưa cô, Tống Ngư Yên ngoài cười nhưng trong không cười, đáp. Em cảm ơn cô, Trần Đức cười nói. Mấy người các cậu đứng đó đi, chưa hết giờ thì không cho phép ra ngoài. Hoàng Tố Tố lườm cả nhóm một lượt. Cô quay về, định là cầm sách giáo khoa cho Bát Hoang, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Cũng may là cô đến nhanh, nếu không không biết cậu bé nông thôn đáng thương này sẽ bị bắt nạt đến mức nào nữa. Hoàng Tố Tố vừa rời đi, cả phòng học liền bàn tán ầm ĩ cả lên. Con mẹ nó, cái thằng này đúng là vô liêm sỉ. Đúng vậy, vãi thật. Hạ Kiệt lần này ăn quả đắng rồi. Đúng vậy, nhưng mà cái thằng Bát Hoang này cứ chờ bị trả thù liên tục đi. Cả lớp bàn tán sôi nổi, đám Hạ Kiệt thì lại đứng trên bục giảng không dám nhúc nhích. Đành chịu thôi, nếu bọn họ mà đi xuống thì sẽ truyền đến tai Hoàng Tố Tố, bọn họ không gánh nổi hậu quả. Hạ Kiệt sầm mặt xuống, trộm ra không được còn mất nắm gạo, khiến cậu ta hoàn toàn hận Trần Đức, nhất định phải tìm cơ hội báo thù Trần Đức mới được. Đứng một tiết học, mà tiết học này dài những 2 tiếng. Hi! Lâm Giao ở phía sau Trần Đức lấy bút chọc vào vai anh. Trần Đức quay đầu, người đẹp, có chuyện gì thế? Quả nhiên là không nhận ra mình rồi. Lâm Giao hơi thất vọng một chút, cô không nói rõ thân phận của mình ra nữa. Nếu đã không nghĩ ra thì có lẽ bắt đầu lại từ đầu sẽ càng tốt hơn. Chào anh, tôi là Lâm Giao, tôi gọi anh là Bát Hoang được không? Được chứ, mọi người đều gọi tôi như vậy, chào người đẹp Lâm Giao nhé. Trần Đức và cô bắt tay nhau. Từ trước đến giờ. Mọi người đều gọi anh là Bát Hoang, giống như ở thời Tam Quốc thì mọi người gọi Chư Cát Lượng là Khổng Minh vậy. Chỉ gọi biệt danh không gọi tên. Trần Đức đúng là không nhận ra Lâm Giao, những năm đi tòng quân, anh cứu biết bao nhiêu là người, nếu không nhắc rõ ra thì đương nhiên sẽ không nhớ được. Giống như khu vực Tam Giác Vàng không ai quản kia, anh đi qua chưa đến 1000 lần nhưng cũng được 100 lần, triệt phá vô số ổ ma túy, mại dâm. Giao Giao, mặc kệ anh ta đi. Tống Ngữ Yên hừ nói. Giống cô ấy quá. Thần thái của Tống Ngữ Yên lúc này làm Trần Đức hơi hoảng hốt. Anh không thể ngờ được rằng trên đời lại có 2 người giống như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại đau đớn, sắc mặt tái mét. 10 năm trước, nước Mỹ, Las Vegas, một trong 4 thành phố đánh bạc lớn nhất thế giới, cũng được xưng là thiên đường giải trí quốc tế. Khi đêm đến, ánh đèn neon lấp lánh. Trên đường đầy người qua kẻ lại, không phú thì quý. Các cô gái tóc vàng mắt xanh, trời sinh đã càng thêm quyến rũ hơn phụ nữ phương Đông, cộng thêm cách ăn mặc hở hang như chỉ muốn khoe ra hết các đường cong của cơ thể, khiến cho bọn họ nhìn rất giống nữ yêu quái, đứng trước sòng bạc chào mời du khách tứ phương vào vui vẻ. Người da vàng, da trắng, da đen vào đây, trộn lẫn lại với nhau, đến từ đủ loại quốc gia. Ở một góc tối nào đó có một chút ánh sáng lập lòe. Trần Bát Hoang 16 tuổi dựa vào tường hút xì gà, gương mặt lúc ấy còn hơi non nớt, nhưng đôi mắt linh hoạt kia lại giống như con sói giả trong núi, lóe lên ánh sáng. Đại ca, trong tai nghe truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, lần này mục tiêu ám sát là cựu tổng giám đốc của Kinh Vân, theo bên người là hơn 50 lính đánh thuê, có sợ không? Sợ cái đếch gì, Trương Phàm, cậu thấy ông đây sợ hãi bao giờ chưa hả? Làm sao, cậu sợ rồi à, Bát Hoang cười nhạt. Đúng vậy, Trương Phàm, mày sợ rồi đúng không? Ha ha, tao cũng thấy là nó đang sợ đấy. 2 giọng nói khác cũng truyền ra, Trương Phàm cãi lại, chúng mày cút ngay, sao tao phải sợ chứ? Có điều, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhà tao mới báo tin là em gái tao ra đời rồi, chờ làm xong nhiệm vụ lần này, tao nhất định sẽ quay về nhà thăm. Bố mày đẹp trai như thế, em gái tao chắc chắn cũng cực kỳ xinh đẹp. Mẹ mày! Đừng có nói mấy câu suối quẩy đó nữa, một giọng nói thô bạo vang lên, nhóm 4 người chúng ta đã bao giờ thất bại chưa hả? Trần Bát Hoang ném đi cây xì gà đã hút một nửa, nhìn ra một con Rolls Royce đỗ xịch ở phía trước sòng bạc Kinh Vân, bớt sàm lại, mục tiêu xuất hiện rồi, Trương Phàm, Đại Hùng, Trung Quân, vào chỗ hết chưa? Đã vào chỗ, 3 người đồng loạt đáp. Được, hành động theo kế hoạch thôi. Nói rồi,
Trần Bát Hoang từ trong góc tối đi về phía sòng bạc Kinh Vân. Người ở trên con Rolls Royce đã xuống xe từ lâu và đi vào sòng bạc dưới sự bảo vệ của 50 tên vệ sĩ. 10 phút sau, một tiếng súng vang lên, phá vỡ không khí náo nhiệt của sòng bạc. Ở trên tầng cao nhất của sòng bạc Kinh Vân có hơn 10 người ngã xuống, chết rất khó coi. Gada chết rồi, bắt 5 thằng trộm kia lại mau. Tiếng hét xé gan xé ruột truyền ra, sòng bạc Kinh Vân loạn hết cả lên, tiếng súng vang lên không ngừng. Đại ca, anh đi trước đi, khắp người đại hùng dính toàn vết máu. Không hổ là lính đánh thuê đỉnh cao, sau khi phải trả một cái giá lớn thì 4 người Trần Bát Hoang vẫn bị bao vây. Đại ca, chạy mau, bọn em bọc hậu cho. Trung quân và đại hùng gắng gượng hét lên, vừa đánh vừa lùi, Trương Phàm còn bị trúng 2 phát súng, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Mẹ kiếp, chạy cái gì mà chạy, Bát Hoang gầm lên, sống mái với chúng nó, dù sao cũng đã đủ vốn rồi, anh chết không tiếc, Trương Phàm mau chạy đi, về thăm em gái, anh mày mà chết thì nhớ hóa ảnh của em gái cậu cho anh xem đấy. Anh mày ở trên trời có linh thì sẽ phù hộ cho em gái cậu lấy được người chồng tốt. Thôi, đại ca, anh đừng có trêu em. Trong cơn mưa đạn, 4 người vẫn không hề lui bước. Trương Phàm không đi khiến cho Bát Hoang tức đến mức phải đạp vào người anh ấy mấy cái. Cả 3 bảo vệ cho Trương Phàm, không màng đến tính mạng mà đưa anh ấy ra khỏi vòng vây. Bọn mày to gan thật đấy, độ tuổi trung bình còn chưa đến đúng không? Một người đàn ông nước ngoài phẫn nộ, nói với tiếng Hoa không được lưu loát. Hắn ta là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê, hôm nay chúng mày đừng hòng chạy. Cuộc chiến trở nên cực kỳ ác liệt. Trương Phàm đã biến mất vào trong bóng tối dưới sự bảo vệ và bức bách của 3 người còn lại. Một trận thảm chiến, tia lửa văng tung tóe. Đến cùng, Trần Bát Hoang vẫn bị thương nặng, lui ra khỏi sòng bạc Kinh Vân, lại mất hết liên lạc với mọi người. Trong bóng tối, anh bị 3 người đuổi theo, cả người trở nên tàn phế, mắt thấy chỉ còn một con đường chết. Trong lúc rơi vào bước đường cùng, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện kéo anh lên, đưa anh vào một căn nhà ở gần đó. Đến lúc tỉnh lại, Trần Bát Hoang nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp vô ngần, cô có sự dịu dàng của phụ nữ phương Đông và cả sự quyến rũ của phụ nữ phương Tây, mọi vẻ đẹp hoàn hảo nhất của hai phương đều hội tụ trên người cô. Chào, tôi là An Nhã Hy. Tôi muốn rượu. Đây là câu đầu tiên mà Trần Đức nói với An Nhã Hy, cũng là lần đầu anh gặp An Nhã Hy. Lần đó, anh bị thương nặng. Lần đó, anh bị mất 2 người anh em. Sự mất mát to lớn này khó mà quên được. Dòng hồi tưởng đó rơi vào trong đầu anh, Trần Đức chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, cho dù đã ở tù 3 năm, anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuống. Anh không nhìn Tống Ngữ Yên nữa. Bất kể là về thần thái hay vẻ ngoài thì cô gái này cũng có vài phần tương tự với An Nhã Hy, gợi dậy hồi ức chôn sâu trong đáy lòng của anh. Tan học, một tiết đứng mỏi chân cuối cùng cũng kết thúc. Mỗi tuần, học viện thương mại có tổng cộng 8 tiết học. Học sinh ở đây đa phần là sinh sống chứ không ở trường. Tống Ngữ Yên đứng dậy, kéo tay Lâm Giao, Giao Giao, chúng ta về nhà thôi. Ừ, Lâm Giao đứng dậy, Bát Hoang, đi cùng chúng tôi đi. Được thôi, Trần Đức hồi thần lại, cười nhạt đáp. Mục đích của anh vốn dĩ là bảo vệ Tống Ngữ Yên. Ở bên cạnh Tống Ngữ Yên cũng là nhiệm vụ mà Tống Thiên Vũ giao cho anh. Anh phải xem nhà cô gái này ở đâu. Giao Giao, cậu nói gì thế? Tống Ngữ Yên trừng mắt nhìn Lâm Giao, nói nhỏ, cái dáng vẻ nhà quê này của anh ta sao có thể đi vào nhà tớ được chứ, sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất. Chân dài, bác Tống đã nhắc nhở rồi, không lẽ cậu không cho anh ấy ở lại thì anh ấy liền đi ra hả? Anh ấy cầm chìa khóa nhà chúng ta nữa, so với việc để anh ấy tự tìm thì cứ dẫn đi còn hơn. Lâm Giao nói nhỏ, trở về đến nhà thì, he he. Sau này nghĩ cách đuổi anh ấy đi là được. Cũng phải. Tống Ngữ Yên thấy Lâm Giao nói đúng, liền hừ lạnh với Trần Đức, đi theo tôi, nếu anh mà lạc đường thì cũng đừng có trách tôi đấy. Ừ, Trần Đức vô tư đi theo sau. Các học sinh xung quanh thì sững sờ. Cái gì vậy? Một thằng nhà quê đi theo hai hoa khôi về nhà, có đùa không vậy? Không lẽ hai cô gái này là vợ chưa cưới của cái tên kia à? Không phải nghe nói Tống Ngữ Yên có chút hảo cảm với Lôi Long hay sao? Mẹ kiếp! Chưa từng nghe nói có người đàn ông nào đi vào nhà của hai hoa khôi cả. Một đám học sinh ngơ ngác không thôi, cái thằng này sao mà làm được vậy?
mà lại còn là Lâm Giao ngực to mời nữa chứ. Đãi ngộ này, địch mợ. Gato thật sự. Mặt Hạ Kiệt sầm xuống, ngồi ở phía sau, hai tay nắm chặt. Cậu ta nhắn tin vào một nhóm trò chuyện trong trường, có một thằng mới đến muốn vào nhà của hai hoa khôi trường ở kia. Trong nháy mắt, cả nhóm chat bùng nổ, tin nhắn nhảy liên tục, hầu hết đều là lòng đầy căm phẫn, Lôi Long còn gọi hẳn điện thoại cho Hạ Kiệt, hỏi thăm rõ ràng tình hình. Hai hoa khôi xinh đẹp quyến rũ, nổi tiếng vô cùng. Hôm nay Trần Đức coi như được mở mang tầm mắt. Vừa mới ra khỏi học đường thì đã có vô số người chỉ trỏ vào anh, trong đó một người để tay Trần, bên phải xăm một con rồng, vừa uống sữa vừa đi về phía này. Trong học viện thương mại, Trần Đức vừa mới đến ngày đầu tiên thì đã trở thành người nổi tiếng, tất cả những người quan tâm đến hai cô hoa khôi thì đều biết đến tên của anh. Dưới tòa nhà giảng dạy, một người đàn ông cao to khoảng 22 tuổi, tay xăm hình rồng, vừa uống sữa vừa đi nghênh ngang về phía Trần Đức. Có trò vui để xem rồi, không ngờ Tiền Bình lại đích thân ra trận đấy. Cậu ta là cánh tay phải và anh em tốt của Lôi Long đấy, Lôi Long không ở đây, cậu ta ra mặt là chuyện bình thường. Trần Bát hoang thảm rồi. Một tên tân sinh đấu thế nào được với ma cũ chứ? Chỉ cần Tiền Bình hô một tiếng, người xung quanh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu ta ngay. Ê, Tiền Bình ngậm ống hút, đi qua người Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Bày ra một bộ dáng tự cho là mình đẹp trai rồi nhìn Trần Đức. Mày là cái thằng tên Trần Đức, tự bát hoang đúng không? Nói rồi, cậu ta còn nhìn sang Lâm Giao với Tống Ngữ Yên, khẽ vuốt mái, nhưng lại bị hai cô gái lườm cho tím mặt. Tiền Bình này ỷ có cậu là phó hiệu trưởng nên suốt ngày tác oai tác quái, bắt nạt người khác. Tống Ngữ Yên và Lâm Giao cực kỳ ghét cậu ta. Lúc nào cũng tưởng mình rất đẹp trai rồi cuốn lấy Lâm Giao. Trần Đức nhíu mày, theo thói quen lấy chai rượu ra đổ vào miệng, nhưng lại thấy đã hết, bèn trao mày lách qua Tiền Bình rời đi. Ê, bố mày đang nói chuyện với mày đấy, Tiền Bình khó chịu, không ngờ cái thằng ma mới này lại dám ngó lơ cậu ta. Cậu ta bước ra chặn đường của Trần Đức, địch mợ, mày không nghe thấy à, mày chảnh lắm đúng không? Nói rồi, cậu ta vung tay đẩy Trần Đức. Trần Đức cẩn thận lùi về sau, vỗ những vị trí mà Tiền Bình động vào. Có vẻ như rất ghét bỏ. Thấy Trần Đức chẳng ừ hử gì, Tiền Bình lập tức cười nói, vãi thật, sợ rồi à. Không thèm đánh trả luôn đấy, tao tưởng mày ghê lắm cơ, ai ngờ lại là thằng vô dụng. Trần Đức không ra tay nên cậu ta lại tưởng là Trần Đức sợ. Những người mới lúc trước bị cậu ta bắt nạt thì đều đánh trả lại, không ngờ cái tên này lại không dám làm gì luôn. Cậu ta cho rằng Trần Đức sợ mình. Cái loại vô dụng như mày còn dám có mặt mũi nói mình là vị hôn phu của hoa khôi à, ha ha, đúng là cái loại cuồng dâm sinh hoang tưởng, Tiền Bình không nói với Trần Đức mà là nói cho tất cả mọi người. Đúng là cái loại nhà quê mắt toét, tao đã điều tra thông tin của mày rồi, cứ tưởng là dân quê bình thường thôi, nhưng mày cũng chẳng phải dân quê mà là một con chó thì đúng hơn đấy. Tiền Bình nói với vẻ ngông nghênh, cực kỳ phách lối, vô cùng đáng ghét, lại còn nói to. Sỉ nhục Trần Đức ngay trước mặt mọi người để thể hiện ra mình thật đẹp trai và phong cách. Tới đây, cái loại vô dụng như mày chắc thiếu tiền lắm, quỳ xuống gọi tao là ông nội 10 lần thì 10.000 này sẽ là của mày. Tiền Bình móc ra một xấp tờ 100 đồng, nhanh lên, cơ hội chỉ có một, không nắm là mất này. Đủ rồi. Lúc này, Lâm Giao đột nhiên bước ra, Tiền Bình, cậu câm miệng đi. Lâm Giao không nhịn được nữa, cô không cho phép ân nhân. Anh hùng của mình bị sỉ nhục như thế. Bao nhiêu năm qua, cô một mực đi tìm Trần Đức, đêm ngày mong ngóng, đã không biết bao nhiêu đêm mơ cô thấy cảnh tượng năm đó. Mỗi khi cô sợ hãi thì đều nghĩ đến Trần Đức, như vậy cô lại kiên cường hơn. Trần Đức đã trải qua sinh tử, có lẽ không quan tâm đến sự sỉ nhục của người khác. Nhưng, cô quan tâm, cô không cho phép loại như Tiền Bình sỉ nhục anh. Lâm Giao, cậu tránh ra đi. Đây không phải việc của cậu. Tôi chỉ đang hảo tâm giúp cậu dọn dẹp một đứa vô lại muốn dính vào hai cậu thôi mà, thấy Lâm Giao, Tiền Bình lại mỉm cười nịnh nọt. Cút! Lâm Giao lạnh lùng nói, chúng tôi không cần loại như cậu. Lâm Giao, cậu muốn bảo vệ cái thằng vô dụng này à? Tiền Bình ghen tuông, nói lớn, cái loại nhà quê khố rách áo ôm này xứng đáng để cậu bảo vệ ở điểm nào chứ? Cậu! Lâm Giao đang định nói thì Trần Đức đã đột nhiên từ sau lưng cô bước ra, người đẹp, đừng chấp cái loại này, tức giận với cậu ta là tự làm hại bản thân đó.
chúng ta đi thôi. Trần Đức lại muốn rời đi nữa, vì không muốn nói nhiều với bọn trẻ trâu. Anh còn đang vội đi tìm rượu đây. Đi. Tiền Bình vốn muốn sỉ nhục Trần Đức một phen là xong, ai mà ngờ Lâm Giao lại bước ra khiến cậu ta hoàn toàn giận dữ. Cứ thế bỏ qua cho Trần Đức sao? Không thể được. Cậu ta tiếp tục chặn lại Trần Đức, bố mày chưa cho phép mà loại vô dụng nhà mày đã dám đi rồi à? Tôi khuyên cậu nên cút xa một chút, Trần Đức nói. Cút, ha ha, mày có tư cách bảo tao cút sao? Rác rưởi, Tiền Bình kiêu ngạo nói, còn bảo tao cút, mày nghĩ mày có thực lực đủ để bảo tao như thế à? Trần Đức có chút tức giận, nhìn chằm chằm Tiền Bình. Bọn trẻ danh gây sự thì anh cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu cứ dây dưa mãi thì anh cũng không ngại dọn dẹp một lần. Ái chà, ánh mắt đáng sợ quá cơ, Tiền Bình ôm ngực, mày làm tao sợ vãi tè rồi đấy, ánh mắt sợ thế nhờ, làm sao, muốn đánh tao à? Đây đánh đi, chỗ này nhiều máu này. Cậu ta chìa mặt ra, nhẹ nhàng vỗ vào má rồi đưa đến trước mặt Trần Đức. Không dám à, thế đổi chỗ khác nhé, nào, đánh vào đây, cậu ta xoay người. Vỉnh mông lên, để xem cái loại nhà mày đánh tao đau được đến cỡ nào. Tiền Bình đắc ý vô cùng, kiêu ngạo hét lên, biểu lộ ra dáng vẻ bản thân cực kỳ đáng gờm cho người vây quanh xem, rồi cười phá lên. Một khắc sau, Trần Đức ra tay. Không một dấu hiệu, không chút báo trước, một đạp đánh ra. Chỉ một cước đơn giản bình thường, đạp vào mông Tiền Bình. Tiền Bình muốn trốn, nhưng tốc độ của Trần Đức quá nhanh, cậu ta trốn không kịp. Rầm. Một tiếng rầm vang lên. Tiền Bình quỳ dưới mặt đất ở 3 mét phía xa, tay ôm mông, sắc mặt trợn trừng, hằn lên cả tia máu. Ở bên mông bị đạp kia, cả đùi cậu ta run rẩy không thôi. Đau. Đau một cách lạ lùng. Một cước này còn đau hơn gấp 10 lần bất kỳ cú đá nào mà Tiền Bình phải chịu trước giờ. Lâm Giao và Tống Ngữ Yên hơi há miệng, sững sờ nhìn cảnh này. Đám học sinh xung quanh cũng sửng sốt không thôi. Không ai ngờ Trần Bát Hoang này lại đột nhiên ra tay, mà lại còn đá một cú đau điếng. Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên, đây thật sự chỉ là một tên nhà quê. Vô dụng à! Cái đệt, cũng muốn được vô dụng, được nhà quê như tên này quá. Đám người nhìn nhau ngơ ngác, kinh ngạc không thôi, giống như thấy ma. Người gây ra mọi chuyện là Trần Đức thì lại đứng ở phía xa, sắc mặt bình tĩnh, giống như vừa mới làm một chuyện không có ý nghĩa xong vậy. Nếu là lúc trước thì người này đã bị anh đá chết rồi. Chỉ tiếc là bây giờ đã không phải là ngày xưa nữa, huống hồ đây còn là trường học, giết người sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Còn ngơ ngác làm cái gì, vợ tương lai, đưa tôi đến nhà em đi, Trần Đức vẫy tay với Lâm Giao và Tống Ngữ Yên. Cái gì? Đến nhà Hoa Khôi? Đám người hoa mắt, đùa à? Trần Bát Hoang, địch mợ mày, mày đợi đấy cho tao, bố mày sẽ không tha cho mày đâu. Bố mày thề, nếu không giết chết mày thì bố sẽ không mang họ Tiền nữa. Mày giỏi lắm. Tiền Bình cuối cùng cũng gượng dậy được, gào lên với Trần Đức một câu. Trần Đức không thèm quan tâm, ai giết chết ai còn chưa chắc đâu. Trần Bát Hoang, cậu ta là anh em của Lôi Long, còn là cháu của phó hiệu trưởng, anh làm như vậy, Tống Ngữ Yên nói, có hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là vị hôn thê của cô ấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ xin ra khỏi trường còn kịp đấy. Tống Ngữ Yên không cho là Trần Bát Hoang có bản lĩnh gì để đấu lại nhóm người Long Lôi, cho dù anh là đệ tử giỏi nhất như Tống Thiên Vũ nói thì sao chứ? Thời thế thay đổi. Vợ, em đang lo cho tôi à? Trần Đức nhướng mày, cưỡng ép ôm cô ấy vào trong lòng một cách khoe khoang. Em yên tâm, chồng em phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đi ra. Mặt Tống Ngữ Yên đỏ như gấc. Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc thân mật với người khác giới, ai là vợ anh chứ, hừ. Tuy nói vậy nhưng trái tim cô ấy lại đập rất nhanh. Sao thế này? Tống Ngữ Yên, mày chưa gặp đàn ông bao giờ chắc, đừng run, đừng run. Tim Tống Ngữ Yên đập loạn liên hồi. Đồng thời, cô ấy tách tay của Trần Đức ra. Các học sinh xung quanh thấy cảnh này thì đều ngơ ngác, Tiền Bình lại tức đến trợn trừng lên. Dám ôm Tống Ngữ Yên trước mặt cậu ta. Đây là không coi cậu ta ra gì, đánh vào mặt cậu ta còn gì nữa. Cậu ta hung dữ nhìn Trần Đức, Trần Bát Hoang, mày muốn chết đúng không thằng chó, anh Long sẽ không tha cho mày đâu. Bát Hoang, chúng ta đi thôi, Lâm Giao nói nhỏ, cô lo lắng sẽ.
Đi, muốn đi đâu? Lo cái gì thì cái đấy tới liền. Lâm Dao vừa nói xong thì một giọng nói mạnh mẽ đã vang lên. Ngay sau đó, nhóm người liền nhìn về phía giọng nói kia phát ra. Một người đàn ông có dáng người cao gầy, tóc nhuộm vàng, cắt kiểu đuôi vịt, mặc áo khoác jean, quần jean đi về phía này, trong tay cầm bật lửa. Tiếng tạch tạch vang lên thì lửa cũng lúc lên lúc xuống, một tay khác thì nhét vào túi quần. Tôn đẹp trai. Ôi, là Tôn đẹp trai. Tôn Nhạc Dương, nhìn bên này đi. Đám nữ sinh xung quanh hai mắt lóe sáng, mê mẩn nhìn người đàn ông này, không khỏi hét lên tên của người này. Lần này thằng nhãi kia toi đời rồi, Tôn Nhạc Dương đã tới, đám nam sinh nhỏ giọng bàn tán. Tôn Nhạc Dương này không chỉ là một tay chơi bóng rổ hay mà còn người của câu lạc bộ võ thuật nữa. Câu lạc bộ võ thuật không phải ai cũng được vào, chỉ mới có mỗi thể trạng tốt thì cũng chưa thể đạt được yêu cầu đi vào mà phải là người nổi bật bên trong nhóm những người luyện võ thì mới được tham gia. Tôn Nhạc Dương có khả năng võ đạo thấp nhất trong câu lạc bộ võ thuật, nhưng đặt ở bên ngoài thì có thể một mình chấp mấy người. Không chỉ là năng lực đánh nhau mà vẻ ngoài cũng đẹp trai, được xưng là một trong 10 hot boy của học viện thương mại. Anh Dương, Tiền Bình đau đớn gào lên, anh Dương, giúp em xử nó đi, báo thù cho em, mọi hậu quả cứ để em gánh. Ôi, tôi đến muộn một bước mà cậu đã bị bắt nạt thành ra thế này rồi à? Tiền Bình, yên tâm, để anh giúp cậu, Tôn Nhạc Dương nhìn Tiền Bình đang nằm dưới đất. Nói thì như vậy nhưng trong lòng cậu ta thì chẳng hề coi Tiền Bình ra gì. Dù sao cậu ta cũng chỉ là chó cậy gần nhà mà thôi. Tôn Nhạc Dương khác, anh ta là người có sức mạnh ở học viện thương mại. Anh ta ra tay chỉ vì muốn tăng sức ảnh hưởng của mình mà thôi, thuận tiện biểu diễn trước mặt hai hoa khôi nữa. Cái tên Trần Bát Hoang này chính là hòn đá để anh ta dẫm chân lên. Mà nói đến đánh nhau, không nói đến võ thuật, thì cả cái học viện này có ai là đối thủ của anh ta cơ chứ? Anh ta đi đến trước mặt Trần Đức. Lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên hút, sau đó phả khói vào mặt Trần Đức, đánh giá Trần Đức một lượt. Trần Đức, tự Bát Hoang, tên cũng thú vị đấy. Nể mặt cái tên của cậu làm ánh mắt tôi sáng lên, tôi sẽ không đích thân động thủ giày vò cậu nữa. Tôn Nhạc Dương dạng hai chân ra, chui vào háng của tôi sẽ cho phép cậu rời khỏi đây. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lại. Chui háng. Tôn Nhạc Dương quả nhiên là bá đạo. Có điều. Cũng không ai dám nói câu gì. Bởi vì, Tôn Nhạc Dương có thực lực mạnh mẽ như thế thì cũng có lý do để bá đạo thôi. Cho Trần Đức chui háng là một điều dĩ nhiên đối với anh ta. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Cho dù là Lâm Dao thì cũng phải tái mặt đi mấy phần. Trần Đức và Tôn Nhạc Dương nhìn nhau. Ánh mắt hai người giao nhau. Mẹ mày, thằng vô dụng, mày trừng mắt cũng thế thôi. Ha ha. Đối diện với anh Dương thì mày có thể làm gì hả, Tiền Bình hét lớn, tưởng mày ghê gớm lắm mà, thử đánh cái nữa xem nào. Địch mẹ mày, nhanh lên, tôi đây không kiên nhẫn lắm đâu, hay là cậu muốn tôi ra hay hả, Tôn Nhạc Dương gào thét như cái loa phóng thanh, cực kỳ ầm ĩ. Trần Đức bực bội, khóe miệng không khỏi run rẩy mấy lần. Anh im lặng là bởi vì đây là học viện thương mại, là nơi học tập, anh không muốn dễ dàng ra tay. Mà lại. Trong mắt Tôn Nhạc Dương, Trần Đức là đang sợ, sợ đến mức sắc mặt tái mét. Tôn Nhạc Dương nở một nụ cười đắc ý, nhưng không hề vội vã. Anh ta tin rằng, cái loại vô dụng như Trần Đức sẽ làm ra quyết định chính xác thôi. Phiền thật. Mà sau đó, thứ anh ta chờ lại là hai chữ phiền thật. Cùng lúc đó, Trần Bát Hoang xòe tay ra, năm ngón tay cong lại, phảng phất như móng tay của dã thú, bắt lấy ngực của Tôn Nhạc Dương. Xoẹt. Chiếc áo bỏ màu xanh bị Trần Đức xé cái xoẹt, đến cả làn da của Tôn Nhạc Dương cũng rách ra, máu tươi đầm đìa. Nhưng, Trần Đức không dừng lại, thuận thế nắm chặt lấy một cánh tay của Tôn Nhạc Dương. Răng rắc, trong nháy mắt, kéo đến mức xương tay của Tôn Nhạc Dương gãy ra. Cả người Tôn Nhạc Dương bị bay ra xa 3 mét, ngồi bệt xuống đất. À, Tôn Nhạc Dương không kịp phản ứng lại, liền kêu lên như heo bị chọc tiết. Ngã xuống sân, sợ hãi nhìn Trần Đức. Trần Bát Hoang, mày. Mày bảo muốn tao động thủ mà. Trần Đức thu tay, di chân lên điếu thuốc mà Tôn Nhạc Dương ném xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, nói với Tôn Nhạc Dương, mày nghĩ mày có tư cách đánh nhau với tao à? Con mẹ mày, lại còn câu lạc bộ võ thuật cái đếch gì, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?
Tiếng nói nhàn nhạt vang lên khiến xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tôn Nhạc Dương thất bại. Một chiêu bị Trần Đức đánh bại. Cái tên nhà quê này sao lại mạnh như vậy chứ? Trái tim Lâm Dao đập thình thịch, không hổ là anh hùng của mình, mạnh quá, đẹp trai quá, mình muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy. Ánh mắt Tống Ngữ Yên biến đổi, không phải cô ấy chưa từng nhìn thấy người có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng ở tuổi này của Trần Đức mà còn đánh nhau ghê gớm như thế thì đúng là lần đầu tiên. Trần Bát Hoang, mày có biết tao là ai không? Tao là người của câu lạc bộ võ thuật mà mày vẫn dám đánh tao à? Tao sẽ bắt mày phải trả giá, sắc mặt Tôn Nhạc Dương đỏ lên, anh ta khí thế bừng bừng tới đây, không ngờ lại bị Trần Đức phá hỏng, chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ nhục. Câu lạc bộ võ thuật, ghê gớm lắm à? Mày không biết câu lạc bộ võ thuật à? Ha ha, nhãi con, mày đến đây mà không tìm hiểu trước à? Nếu mày động vào người của câu lạc bộ võ thuật thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Ở đây ai mà chẳng muốn làm tay sai cho câu lạc bộ của bọn tao? Nhắc đến câu lạc bộ võ thuật, Tôn Nhạc Dương giống như có thêm sức chiến đấu, sắc mặt đỏ lên. Trần Đức đi đến trước mặt Tôn Nhạc Dương, quỳ xuống nhặt bật lửa lên, rồi lại rút một điếu thuốc từ trong túi của Tôn Nhạc Dương ra và châm lên. Lúc ấy, Tôn Nhạc Dương không dám làm gì cả. Giống như một con chó, bên ngoài hung dữ nhưng lại co do sợ hãi. Xịt vào một hơi đi thẳng đến tận phổi, sau đó Trần Đức nhả khói vào mặt Tôn Nhạc Dương và nói. Câu lạc bộ võ thuật, giờ sáng mai mày bảo người của câu lạc bộ mày chuẩn bị cho tốt vào, tao sẽ khiến cho cái câu lạc bộ siêu đỉnh của mày biến mất. Trần Bát Hoang, tao không cho phép sự tồn tại siêu đỉnh như thế ở trước mặt mình. Trần Đức nhẹ nhàng nói ra câu ấy rồi ném điếu thuốc xuống đất, mày nghe rõ lời tao nói chưa? Rõ, rõ rồi, Tôn Nhạc Dương khó chịu trong lòng, nhưng nào dám nói nhiều trước mặt Trần Đức. Tay cũng đã bị bẻ rồi nên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Trần Đức quay lại chỗ Tống Ngữ Yên với Lâm Dao và nói. Đi thôi hai người đẹp, đừng phí thời gian nữa, lát nữa còn phải đi uống rượu đây này. Trần Đức không được uống rượu giống như người mà không có linh hồn vậy. Tống Ngữ Yên tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, xem ra anh cũng có chút tài năng đấy. Chuyện trẻ con ấy mà, Trần Đức cười đáp. Giỏi thật đấy, tim Lâm Dao đập thình thịch, vừa định nói gì đó thì lại bị Tống Ngữ Yên kéo tới. Ngực to, sao ban nãy cậu giúp anh ta làm gì? Hi hi, chân dài, đám người đó suốt ngày làm phiền cậu, giúp anh ấy cũng không lỗ mà, hơn nữa tớ thấy anh ấy cũng thú vị, Lâm Dao cười ngọt ngào đáp. Cái đồ vì sắc bỏ bạn, Tống Ngữ Yên hừ nói, người vây xem ngày càng đông, cô ấy không muốn ở lại lâu, bèn kéo Lâm Dao rời đi. Trần Đức cười nhẹ, thong thả đi theo sau. Sau khi anh đã rời khỏi, ánh mắt Tôn Nhạc Dương liền tối lại. Đờ mờ, mày chờ đó, dám khiêu chiến câu lạc bộ võ thuật à, mày chết rồi con ạ. Anh Dương, Tiền Bình tập tễnh đi qua, đỡ Tôn Nhạc Dương dậy, chúng ta vào phòng y tế nhé. Đi, hôm nay hai người coi như mất hết mặt mũi, dìu nhau rời đi. Chờ bọn họ đi xa, đám người vây xem mới bắt đầu bàn tán. Ôi địch, cứ tưởng Tôn Nhạc Dương ghê gớm lắm cơ. Xem ra cũng chỉ là chém gió. Đúng vậy đó. Đến thằng vô dụng cũng đánh không lại. Lại còn làm hot boy cái đếch gì, yếu ớt vãi. Tôn Nhạc Dương không mạnh nhưng chắc chắn là câu lạc bộ võ thuật mạnh, thằng nhãi đó khiêu chiến cả câu lạc bộ, ngày mai có kịch hay xem rồi đây. Nhóm học sinh cùng nhau bàn tán rồi rời đi. Khu biệt thự Hâm Uyển là khu biệt thự duy nhất ở gần học viện thương mại, giá cả đắt đỏ. Tống Ngữ Yên và Lâm Dao đang ở tại nơi đây. Biệt thự rất lớn, rộng những hơn 500 mét. Có từ bể bơi đến phòng tập thể hình. Trần Bát Hoang, anh đã là vị hôn phu của tôi thì phải có biểu hiện tương xứng, Tống Ngữ Yên hừ nói, đây là nhà của tôi với Dao Dao, anh vào đây ở thì cũng phải lập ra mấy cái quy tắc. Em nói đi, Trần Đức ngồi lên sofa thì giật mình nhìn thấy một bộ đồ lót màu tím vắt vẹo ở đó, nhìn độ lớn thì chắc là của Lâm Dao. Hiển nhiên là Lâm Dao cũng nhìn thấy nên đỏ hết mặt lên, nhưng lại ngại không dám qua lấy. Đầu tiên, không được tùy tiện ngồi trên sofa, vì đây là vị trí chỉ của riêng tôi với Lâm Dao, Tống Ngữ Yên ngang ngược nói. Thứ hai, sau này đồ ăn trong nhà sẽ do anh nấu, để kiểm tra khả năng nấu nướng của anh. Thứ ba, anh ở tầng 2, còn tầng 3, nếu không có sự cho phép của tôi và Dao Dao thì anh sẽ không được lên. Thứ tư, anh không được cởi quần áo tùy tiện ở bất kỳ nơi nào trừ phòng của anh.
Thứ năm, Tống Ngữ Hiên liệt kê ra một hàng dài quy tắc, phải mười mấy phút sau mới ngừng lại, khiến cho Lâm Giao nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Tổng hợp lại thì có thể nói như sau, anh lao động còn tôi hưởng thụ. Sao, nếu anh không đồng ý thì bây giờ đi vẫn kịp đấy, Tống Ngữ Hiên kiêu căng nói. Không thành vấn đề. Trần Đức đồng ý một cách dứt khoát. Nếu đã ký hợp đồng rồi thì cũng phải chấp hành thôi. Nghe vậy, Tống Ngữ Hiên lại hơi khó chịu. Cái gì vậy trời? Điều kiện vô lý như thế mà cũng đồng ý. Còn được vui vẻ nghịch ngợm nữa không cơ chứ? Ơ, nhà có người hả? Lúc này, có một cô gái đi vào, tuổi tác tương đồng với Tống Ngữ Hiên và Lâm Giao. Điều khác biệt với hai cô gái đó là cô gái này trang điểm rất đậm, ngoại hình được tầm 7, 8 điểm, thuộc loại phụ nữ thượng lưu. An Khê, cậu về rồi hả? Lâm Giao mỉm cười đi lên, khoác tay cô ả và nói, đến gặp bạn cùng nhà mới của chúng ta nè, là chồng chưa cưới của chân dài đó. Chồng chưa cưới, ánh mắt Tô An Khê lộ ra sự bất ngờ, chân dài, cậu có chồng chưa cưới từ bao giờ đấy? Cậu đi mà hỏi bố tớ ý, Tống Ngữ Hiên bất lực vẫy tay, kể mọi chuyện cho Tô An Khê biết. Tô An Khê nhìn Trần Đức một lượt, ánh mắt lộ ra sự chê bai. Bộ quần áo này cộng lại chắc chắn chưa đến 200 đồng. Một tên nghèo rách mồng tơi thế kia, dựa vào đâu mà có thể trở thành chồng sắp cưới của Tống Ngữ Hiên? He he, Tô An Khê châm biếm nói, người thời nay càng lúc càng không biết vị trí của mình ở đâu, bản thân là người như thế nào mà cũng không biết rõ sao. Còn muốn trèo cao nữa. Hai, Ngữ Hiên, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để loại người đó lừa. Không có chuyện đó đâu. Tống Ngữ Hiên tưởng rằng Tô An Khê đang giúp mình nên vội nói, cậu cứ yên tâm, Trần Bát Hoang, anh ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau đi nấu cơm đi. Trần Đức thẳng thốt, bóng dáng xinh đẹp ngày xưa lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, anh lắc nhẹ đầu, đứng lên khỏi ghế sofa, vào bếp nấu ăn. Lâm Giao liền nhân cơ hội đi cất đồ lót. Trong ba cô gái, Lâm Giao và Tống Ngữ Hiên thì đỡ, còn cái cô ả Tô An Khê đó thì lại khá toan tính. Trần Đức từng gặp qua rất nhiều phụ nữ nên đương nhiên có thể nhìn ra được. Lâm Giao có vẻ đối xử khá tốt với anh, tính cách cũng niềm nở nhiệt tình, còn Tống Ngữ Hiên, mặc dù có hơi xem thường anh nhưng quá lắm cũng chỉ dở thói cô chiêu thôi, đứng ở góc độ của cô ấy mà suy nghĩ thì cũng không có gì khó hiểu, tự dưng xuất hiện một ông chồng sắp cưới thì ai mà vui cho được. Tô An Khê thì lại khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đức thì trong mắt cô ả đã tràn đầy sự chê bai và khinh miệt. Thậm chí còn có cả sự thù hằn. Trần Đức không biết tại sao cô ả lại có ý thù hằn kia, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn, đó là Tô An Khê thật sự khinh thường mình. Trước khi đến, anh đã xem qua thông tin về ba cô gái này và đã biết trước về Tô An Khê. Thân phận của Tô An Khê không cao quý như Lâm Giao và Tống Ngữ Hiên, gia đình cô ả không có nhiều tiền, chỉ có thể nói chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Với thân phận có sự chênh lệch lớn như thế, cô ả có thể chơi chung với hai cô gái kia thì chỉ có thể nói do hợp tính hoặc là do mưu toan quá giỏi. Theo cảm nhận của Trần Đức thì chuyện hợp tính là rõ ràng là không thể nào. Nấu cơm chẳng phải chuyện khó khăn gì, Trần Đức từng đi làm nhiệm vụ ở các nước nhiều năm, đương nhiên cũng thường xuyên tự nấu ăn. Huống hồ gì trong 3 năm sống trong tù, sử gia đã truyền thụ hết kinh nghiệm cả đời cho anh. Có thể nói, 3 năm sống trong tù đã khiến Trần Đức lột xác về chất so với con người trước đây của anh. Trong bếp gần như đã có đầy đủ các loại nguyên liệu, Trần Đức nấu mấy món đơn giản. Cánh gà coca, sườn chua ngọt, tôm hấp. Các cô ăn đi, tôi ra ngoài ăn. Thức ăn được dọn lên bàn xong, Trần Đức chào một tiếng rồi rời khỏi đó. Hôm nay là 21 âm lịch, vì một số nguyên nhân đặc biệt nên anh không thể ở lại đó. Mau nếm thử. Không biết ông chồng sắp cưới này của cậu nấu ăn thế nào. Lâm Giao hào hứng gắp một cái cánh gà lên, cắn một miếng mà chẳng cần chú ý đến hình tượng. Còn có thể thế nào nữa? Nghe cậu nói thì anh ta mới từ trên núi xuống, làm gì thấy qua mấy món ngon thế này, chắc là lên mạng học cách nấu thôi, Tô An Khê nói với vẻ coi thường. Tống Ngữ Hiên cũng gật đầu đồng tình, nói, An Khê nói đúng đấy, nhất định là lãng phí nguyên liệu rồi. Cô ấy vừa dứt lời thì biểu cảm của Lâm Giao cứng đơ lại, không chút biến đổi. Giao Giao, sao thế hả? Tống Ngữ Hiên thắc mắc hỏi, khó ăn lắm sao? Dù thức ăn do Trần Đức làm ra rất khó ăn nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta phải sững ra như thế chứ.
Tô An Khê nhìn mấy món ăn trên bàn với vẻ chê bai rồi nói, nhìn bên ngoài cũng thấy dở rồi. Giao Giao, nếu như nuốt không nổi thì phun ra đi, đừng cố ép bản thân. Lâm Giao không để tâm đến hai người họ, đột nhiên cử động rồi lập tức ăn hết cánh gà, sau đó lại gắp một cái cánh to ăn ngấu nghiến, cứ như thể lâu lắm rồi chưa được ăn thịt vậy. Ngon, ngon quá đi, trước giờ chưa từng ăn cánh gà coca ngon thế này, Lâm Giao cắn lấy cắn để, không thèm để tâm đến hình tượng. Tiếp đó, cô lại gắp một con tôm lớn, ăn rất vui vẻ. Lẽ nào thật sự ngon đến vậy sao? Không phải chứ. Có món ngon nào mà họ chưa từng ăn đâu, đến cả đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng đã từng được họ mời về nấu ăn, lúc đó cũng đâu có thấy Lâm Giao như thế đâu. Tống Ngữ Yên thấy cô bạn mình không có vẻ gì là đang giả vờ. Cô ấy gắp một cái cánh gà lên, cắn một miếng và nhai thử trong miệng. Tiếp đó, biểu cảm của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, cũng giống như Lâm Giao, dường như đông cứng lại, sau đó thì hào hứng cắn thêm miếng thứ hai rồi miếng thứ ba. Mẹ ơi! Ngon quá đi thôi! Lớn từng này rồi mà chưa từng ăn món cánh gà ngon như thế. Tống Ngữ Yên hét lên trong lòng, béo mà không ngậy, mùi vị tươi ngon, mấy từ ngữ đó đã không đủ để mô tả về mùi vị của món cánh gà đó nữa. Từ trong món cánh gà coca, cô ấy cảm nhận được hương vị mà trước giờ mình chưa từng được nếm qua. Chèm chẹp! Tống Ngữ Yên ăn hết cái này rồi lại ăn cái khác. Tô An Khê mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người họ rồi thầm hứ một tiếng trong lòng. Con cái nhà giàu gì thế không biết, cứ như chưa được ăn bao giờ vậy. Có điều, thường ngày chưa từng thấy bọn họ như thế bao giờ. Lẽ nào ngon thật sao? Đồ ăn do một tên nhà quê làm ra thì sao có thể ngon được chứ? Lập tức, một hương vị tươi mới lan khắp khoang miệng của cô ả qua những nụ vị giác, kích thích thần kinh. Khi nhai... Hương vị của món ăn không ngừng phảng phất trên các nụ vị giác, mặt cô ả ửng hồng lên, cứ như bị chạm vào chỗ nhạy cảm. Sao lại ngon đến thế? Tô An Khê vừa mới cảm nhận lại dư vị đọng lại thì sườn chua ngọt và cánh gà coca trên bàn đã hết sạch, chỉ còn lại một con tôm lớn trong tô. Chỉ có ba con tôm lớn, mỗi người một con, Tống Ngữ Yên và Lâm Giao đã ăn rồi nên ngại không ăn của Tô An Khê nên chỉ có thể nhìn mà chảy nước bọt thôi. Tô An Khê nhanh tay gắp lấy con tôm lớn, bắt đầu ăn, cứ như sợ bị người khác giành mất. Chèm chèm. Mẹ ơi, thơm thật. Cô ả vừa ăn vừa thốt lên. Lâm Giao và Tống Ngữ Yên thì nhìn chằm chằm con tôm của cô ả mà nuốt nước bọt. Sau khi con tôm lớn được ăn hết thì ba cô gái nhìn nhau. Họ đã ăn sạch ba đĩa thức ăn. Họ đều không ngờ mình lại ăn được đến thế. Ăn đến lúc này mới thấy no không chịu nổi. Ngon quá, Yên Yên, chồng sắp cưới của cậu được đấy, Lâm Giao càng lúc càng sùng bái Trần Đức, hay là giữ anh ta lại đi. Giao Giao, cậu không thể dễ dãi như thế được, mới có một bữa cơm mà đã mua chuộc được cậu rồi à, Tống Ngữ Yên hứ một tiếng, có điều, giữ anh ta lại cũng không phải chuyện không thể, sau này có thể làm đầu bếp riêng của chúng ta. Ý kiến hay đó, Tô An Khê nói, để anh ta ở lại làm đầu bếp thì đã là ơn đức lớn rồi. Còn về chuyện chồng chưa cưới thì tốt nhất bảo hắn bỏ ý định đó đi. Đương nhiên Trần Đức không biết gì về chuyện xảy ra ở biệt thự và anh cũng không muốn biết. Anh quay về khu nhà tầm thường của mình, lấy một bình rượu đầy ở xưởng rượu rồi quay về nhà. Anh liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ chiều, vẫn còn 3 tiếng đồng hồ nữa thì di chứng sẽ phát tác. Vì chuyện xảy ra 3 năm về trước, Trần Đức đã trúng một loại độc kỳ lạ, đấy là một dạng độc mãn tính. Trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng về lâu về dài thì gân tay, gân chân sẽ mềm nhũn rồi anh sẽ hoàn toàn trở thành một người tàn tật. Năm xưa Trần Đức vào tù, anh cũng muốn từ từ chết đi trong đó, đến thế giới bên kia bầu bạn với những người đi trước. Có điều, ông trời cũng không muốn lấy mạng của anh, để anh gặp được Sửu Gia. Sửu Gia đã dùng y thuật thần kỳ của mình để giải độc cho anh. Ông ta còn truyền thụ hết tất cả bản lĩnh cả đời của mình cho anh. Sau 3 năm ngồi tù, dường như Trần Đức đã được lột xác hoàn toàn. Nhưng độc của anh vẫn còn để lại di chứng. 3 tháng một lần, cứ đến ngày 21 âm lịch, di chứng sẽ lại phát tác. Có lúc sẽ phát tác sớm, có lúc sẽ phát tác muộn. Trần Đức vừa đến nhà, mở cửa ra thì thấy ngay một người phụ nữ tầm 34-35 đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ đẫy đà, cô ta mặc một chiếc váy dài ở nhà, khá đơn giản.
đôi chân thon dài đang mang một đôi xăng đan, mấy ngón chân khá tròn trịa, móng chân sơn màu đỏ thắm. Đương nhiên Trần Đức quen người phụ nữ này, cô ta là chủ nhà ở đây Diêm Thanh Nhã, tuổi tác thật là 42 tuổi, vì chăm sóc bản thân tốt nên trông có vẻ chỉ mới ngoài 30. Diêm Thanh Nhã có làn da trắng trẻo và khuôn mặt khá thu hút, dù là mấy cô gái mới 20 mấy tuổi thì cũng không đẹp bằng cô ta, một là vì cô ta có sự cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành, hai là vì cô ta trang điểm đơn giản nhưng trông chẳng hề tầm thường. Đại khái Trần Đức cũng đã đoán ra được ý đồ của Diêm Thanh Nhã khi đến đây. Bát Hoang hả, về rồi đấy sao? Diêm Thanh Nhã nhìn thấy Trần Đức quay về thì mỉm cười, đứng lên chào hỏi. Chị dâu, chị đến lâu chưa? Trần Đức mỉm cười, lịch sự hỏi. Chị dâu là cách mà người trong khu phố này xưng hô khi gặp Diêm Thanh Nhã, vì chồng của cô ta là xã hội đen, người trong khu phố rất sợ gã nên đều gọi gã là đại ca. Vợ của đại ca thì đương nhiên phải là chị dâu rồi. Dù xưng hô rất khách sáo nhưng Trần Đức biết cuộc sống của Diêm Thanh Nhã lại không dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Bát Hoang, hôm nay chị đến đây là muốn thương lượng chuyện này với cậu, Diêm Thanh Nhã nở nụ cười đắng chát trên khuôn mặt. Chị dâu, tôi biết, chị đang nói đến tiền thuê phòng đúng không? Hai ngày này nhà tôi có chút chuyện, vì vậy chưa kịp chuyển tiền cho chị. Chị yên tâm, lát nữa tôi sẽ chuyển vào thẻ cho chị. Vì điện thoại của Trần Bát Hoang quá cùi, không thể chuyển tiền được, trước giờ anh đều đến ngân hàng. Không phải, Bát Hoang, cậu hiểu lầm rồi, lần này chị đến thật sự không phải vì chuyện tiền phòng. Sống cùng 3 tháng, chị biết con người của cậu, nhất định sẽ không nợ chút tiền đó đâu. Diêm Thanh Nhã nói với vẻ xin lỗi, lần này chị đến, là muốn cậu trả phòng, có thể chị không thể cho cậu thuê căn phòng này được nữa. Tối nay cậu có thể dọn đi được không? Cậu yên tâm, chị sẽ trả tiền thuê. Gì cơ? Trần Đức hơi sửng sốt, không cho thuê nữa ư? Sao lại đột nhiên không cho thuê nữa? Diêm Thanh Nhã không phải loại người muốn đuổi ai là đuổi, hơn nữa, phải dọn đi trong tối nay, gấp như vậy thì anh biết đi đâu tìm chỗ ở mới đây. Trần Đức chưa kịp hỏi thì Diêm Thanh Nhã sợ anh hiểu lầm, vội giải thích, cười khổ và nói, Trần Đức, chuyện nhà chị chắc cậu cũng biết sơ sơ. Vốn dĩ chuyện xấu trong nhà không nên nói ra nhưng chị bảo cậu đi thế này thì cũng nên cho cậu lời giải thích. Là người chồng đó của chị, anh ta lại về đòi tiền chị, lần này đòi 5 triệu. Gì cơ, 5 triệu hả? Trần Đức cũng bất ngờ, anh cũng biết người chồng của Diêm Thanh Nhã, nói gã là xã hội đen thì thật là tâng bốc gã quá, bất quá thì gã cũng chỉ là một tên lưu manh thôi. Trần Đức chưa từng gặp gã, nhưng nghe nói tên này không làm nổi chuyện gì đàng hoàng. Chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm, hết tiền thì lại về nhà tìm Diêm Thanh Nhã để lấy. Chỉ là thường ngày không đòi nhiều, cũng chỉ là mấy đồng lẻ, Diêm Thanh Nhã vẫn có thể gắng gượng được. Đúng vậy, là 5 triệu. Bát Hoang, cậu biết mà, quan hệ vợ chồng giữa chị và anh ta đã sớm biến thành có tiếng chứ không có miếng rồi. Chị luôn muốn ly hôn với anh ta nhưng anh ta cứ bám giết lấy chị, không chịu ly hôn, vì muốn moi tiền từ chị. Trong mắt anh ta... chị là một cái máy ATM. Dường như Diêm Thanh Nhã đã quen với điều đó từ lâu, khi nói đến những điều này, mặc dù cô ta có vẻ buồn nhưng lại rất bình tĩnh, lần này anh ta gây ra chuyện ở bên ngoài, cần mấy triệu để hòa giải. Anh ta nói chỉ cần chị đưa số tiền đó thì sẽ đồng ý ký tên lên thỏa thuận ly hôn. Một người phụ nữ như chị, không có việc làm, còn phải nuôi con gái học đại học thì lấy đâu ra mấy triệu đưa cho anh ta, vì vậy chị định bán căn nhà này. Đối với người bình thường mà nói thì mấy triệu không phải là con số nhỏ, Diêm Thanh Nhã muốn gom đủ số tiền này thì cũng chỉ có một cách là bán nhà thôi. Hơn nữa, trong giai đoạn này, tình hình nhà đất không mấy khả quan, bán một căn nhà cũng không được cái giá đó, đến cả căn nhà mà cô ta đang ở thì e rằng cũng khó. Chị thì không sao, nhưng chị lo ảnh hưởng đến con gái, không muốn để con gái dây dưa với một người cha như thế thêm nữa. Diêm Thanh Nhã giải thích với Trần Đức. Giọng điệu vô cùng căm ghét người chồng đó của mình, thỉnh thoảng còn thở dài thườn thượt, có thể thấy cô ta bất lực đến mức nào. Thế này nhé chị dâu, chị có thể gọi điện cho anh ta không? Bảo anh ta ngày mốt qua đây, ngày mốt tôi sẽ nói chuyện với anh ta, biết đâu anh ta sẽ không cần số tiền đó nữa. Trần Đức nói, mấy chuyện thế này, không gặp thì thôi, nếu đã gặp rồi thì anh phải lo mới được. Ây, Bát Hoang à, chị xin nhận ý tốt của cậu. Nhưng người chồng kia của chị đã không còn là con người nữa rồi,
nếu như là tên đó nổi giận thì không ai biết anh ta sẽ gây ra chuyện gì đâu. Diêm Thanh Nhã nói, có thể dùng tiền để cắt đứt quan hệ với anh ta thì chị đã mãn nguyện lắm rồi. Chị dâu, tối nay tôi cũng không thể tìm được chỗ ở ngay, chị gọi điện thử xem, chỉ cần có tiền, người như anh ta chắc chắn sẽ đồng ý ngày kia quay lại. Như vậy tôi cũng có thể ở thêm 2 ngày để đi tìm chỗ khác, Trần Đức thuyết phục, coi như giúp tôi một lần đi, được không? Hai, thôi được rồi, để tôi thử xem. Dù sao Diêm Thanh Nhã cũng là một người phụ nữ tốt bụng, cô ta biết bây giờ bảo Trần Đức đi luôn thì đêm nay anh sẽ phải ngủ đầu đường, vì thế bèn lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi điện. Không lâu sau Diêm Thanh Nhã quay lại, khuôn mặt hơi tái, hiển nhiên cuộc trò chuyện này không mấy vui vẻ. Bát Hoang à, tôi nói với anh ta rồi, anh ta đồng ý ngày kia quay lại, 2 ngày nay cậu cứ ở đây đi, tìm được nhà rồi hãy chuyển đi, Diêm Thanh Nhã nói. Cảm ơn chị dâu, chị không cần chuẩn bị tiền vội đâu, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Chuyện này nếu đã để Trần Đức biết, vậy anh sẽ giải quyết. Anh đã gặp quá nhiều loại người kiểu này, Diêm Thanh Nhã suy nghĩ vẫn quá đơn giản, với tính của tên kia, bây giờ cầm tiền, sau này hết tiền tiêu chắc chắn sẽ lại quay về tìm chị. Diêm Thanh Nhã muốn nói gì đó nhưng Trần Đức đã nói tiếp, chị dâu, tôi biết nhà của chị là do bố mẹ chị để lại, chị cũng không nỡ bán đúng không? Trần Bát Hoang này không có bản lĩnh gì khác, nhưng đối phó với côn đồ các ké thì cũng khá có kinh nghiệm. Còn nước còn tát, chị cứ thử đi, nếu tôi không khuyên được anh ta thì chị bán cũng chưa muộn, đúng không? Vậy, hai, được rồi, cảm ơn cậu nhé Bát Hoang. Cuối cùng Diêm Thanh Nhã vẫn đồng ý. Ngôi nhà này là tài sản duy nhất bố mẹ để lại, chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô sẽ không bán. Tất nhiên cô cũng không quá hy vọng Trần Đức có thể thuyết phục được người đàn ông kia, như Trần Đức nói, còn nước còn tát, cứ thử xem sao. Chàng trai trước mặt đã sống ở đây 3 tháng, thường xuyên giúp chị mấy việc trong nhà như sửa điện nước, đồ đạc, thân hình khỏe mạnh, vẻ ngoài cũng khá đẹp trai. Thành thật mà nói, ngay từ lần đầu gặp Trần Đức, trong lòng Diêm Thanh Nhã đã nảy sinh cảm giác tin tưởng, đó cũng là lý do vì sao cô kể cho Trần Đức nhiều như vậy. Trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn hy vọng Trần Đức có thể thuyết phục được người đàn ông kia. Trời đã khuya, sau khi nói xong chuyện chính, Diêm Thanh Nhã rời đi, Trần Đức cũng không giữ cô ta lại. Tối nay hậu di chứng sẽ phát tác, thời gian này anh không muốn bị người khác quấy rầy. Màn đêm buông xuống, Trần Đức ăn một vài thứ, đóng rèm cửa lại rồi về phòng. Yên lặng chờ hậu di chứng phát tác. Kim giờ chậm chậm quay. Không bao lâu đã tới 11 giờ đêm. Lúc này trên mặt Trần Đức cũng dần trở nên hồng hào khác thường. Khi sự bất thường này xuất hiện, anh lập tức đứng dậy, lôi từ dưới giường ra một cuốn sách cũ ố vàng rồi mở ra. Trên sách dày đặc những chữ cổ, còn có một số hình ảnh đi kèm. Trong ảnh là một hình người đơn giản, có rất nhiều điểm được ký hiệu trên hình người ấy. Có lẽ đó là những huyệt đạo của cơ thể người. Cuốn sách này có tên là Âm Dương Kinh, là cuốn sách do Sử Gia truyền lại cho Trần Đức. Sử Gia nói đây là cuốn sách ông vô tình có được sau một lần nghiên cứu, ông phát hiện trong đó viết về một loại phương pháp tu hành khí công. Tiếc là kinh mạch trong người Sử Gia đã loạn hết từ lâu nên không thể luyện tập, vì thế ông đã giao nó cho Trần Đức. Sau này Trần Đức phát hiện mỗi lần hậu di chứng phát tác, chỉ cần vận khí công thì đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều, và lại anh biết càng nhiều nội dung trong Âm Dương Kinh thì cơn đau của mỗi lần hậu di chứng phát tác sẽ càng ít, sức mạnh của anh sẽ càng tăng. Anh tin sau khi tu luyện được hết nội dung trong Âm Dương Kinh thì hậu di chứng của anh cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Vì vậy 3 năm nay, Trần Đức chưa bao giờ từ bỏ việc tu luyện Âm Dương Kinh. Bây giờ chỉ còn lại 9 trang cuối cùng. Một khi luyện được hết tất cả phương pháp trong sách, có lẽ hậu di chứng sẽ không còn xuất hiện nữa. Lần theo nội dung của Âm Dương Kinh, Trần Đức cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm chạy qua, dòng nước ấm ấy chính là khí, loại khí này có thể làm dịu cơn đau của hậu di chứng. Tiếc là hậu di chứng thực sự quá mạnh, một khi nó phát tác, dù là Trần Đức cũng khó cầm cự, chưa đầy 5 phút mà gân xanh trên trán anh đã nổi lên, lông mày nhảy dựng, cắn răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Năm đó dù trúng đạn, Trần Đức cũng không lộ ra dáng vẻ đau đớn thế này, có thể thấy lúc này anh đang phải chịu cơn đau thế nào. Giờ phút này tứ chi bách hải trong người anh, vô số kinh mạch như bị hàng nghìn con côn trùng đồng thời cắn xé, nội tạng như bị ngọn lửa thiêu đốt, cuồn cuộn nóng rực. Da anh đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt áo,
loáng thoáng có thể thấy từng đường kinh mạch đáng sợ dưới lớp quần áo lồi lên gồ ghề như sơn nham. A! À. Cuối cùng Trần Đức không nhịn được mà kêu ra tiếng, anh lăn từ trên giường xuống, lăn qua lộn lại, vẻ mặt đau đớn tột độ. Trần Đức từng được mệnh danh là quân thần, thậm chí còn có cái danh mỹ miều là chiến thần, mười mấy năm nay anh đã trải qua biết bao cuộc chiến, dù dao đâm vào cơ thể, anh cũng không chớp mắt. Nhưng hậu di chứng phát tác lại khiến anh đau đến mức phải rên thành tiếng, không ngừng lăn qua lộn lại, có thể thấy anh đang phải chịu nỗi đau lớn nhường nào. A! À. Toàn thân Trần Đức co quắp, người đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, dưới tình huống này, anh vẫn không quên luyện theo âm dương kinh. Bất chợt, anh cảm thấy mắt mình nóng lên, sau đó cơn đau giảm đi một chút, nhưng dù vậy vẫn khiến anh đau đớn không muốn sống. Cứ như vậy, hơn 2 tiếng sau cơn đau mới dần biến mất. Lúc này quần áo trên người Trần Đức ướt đẫm mồ hôi, anh đã hơi suy sụp, nằm im dưới đất không nhúc nhích, một lúc lâu sau anh mới bỏ dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi đi ra, ngoại trừ sắc mặt hơi tái ra thì không còn điều gì bất thường nữa. Mà thân thể Trần Đức vẫn như lúc trước, gần như đã trở về trạng thái ban đầu, không còn đau đớn, chỉ có điều kỳ lạ là hai mắt hơi nóng. Sau khi quan sát mắt mình nhưng lại không phát hiện điều gì, Trần Đức cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Anh ngồi ở mép giường, lấy một tấm vải trắng từ trong túi áo ra, trên tấm vải có hoa văn màu đỏ tươi, hình giống như một con sư tử. Trần Đức ngây người nhìn bức hình này, trong đầu hiện lên hình bóng những người anh em trong quá khứ, bây giờ họ đều đã ra đi, mà kẻ gây ra điều này chính là kẻ đã hạ độc anh năm đó, để lại hậu di chứng bây giờ. Tuy lúc đầu anh đã từng điều tra, giết cả một gia tộc ở nước ngoài, nhưng anh biết đó không phải kẻ đứng sau thực sự, hung thủ vẫn đang ở Hoa Hạ. Nhưng khi manh mối đến gia tộc ở nước ngoài thì hoàn toàn bị chặn mất. Mà tấm vải trên tay anh chính là manh mối cuối cùng. Đây là hình Trương Phàm dùng máu vẽ lại trước khi chết. Anh tin hình này chắc chắn có liên quan đến hung thủ phía sau. Dù mày là ai, ở đâu, một ngày nào đó tao sẽ tìm được chúng mày, giết hết chúng mày, giọng điệu Trần Đức trầm thấp, sát khí tản ra tứ phía, trong lòng đau không thở nổi. U. Đột nhiên chiếc Nokia cũ trên tủ đầu giường rung lên, màn hình sáng lên ánh sáng nhẹ. Trên màn hình xuất hiện 3 chữ Hạ Thiên Tuyết. Đã 1 giờ sáng rồi, sao lại gọi giờ này chứ, Trần Đức thấy hơi kỳ lạ bèn nhấn nút nghe. Anh bắt hoang, anh mau đến quán bà đi, bà chủ xảy ra chuyện rồi. Trần Đức còn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng nói hơi lo lắng, giọng nói này rất quen, là người của quán bà Thiên Tuyết. Được, chờ tôi ở cửa quán bà, tôi sẽ tới ngay. Vừa nghe tin Hạ Thiên Tuyết gặp chuyện, Trần Đức không hỏi thêm gì nữa, thuận tay cầm theo lon rượu rồi đến quán Ba Thiên Tuyết, chưa tới 10 phút anh đã xuất hiện trước cửa quán Ba. Quán Ba trông không có gì bất thường, bên trong vẫn sôi động, những người đàn ông và phụ nữ đang điên cuồng hát ca, lắc lư cơ thể duyên dáng trong tiếng nhạc heavy metal, biểu cảm của họ say sưa mê ly. Ở cửa quán Ba, một chàng trai mặc quần áo nhân viên đang đi tới đi tui, thấy Trần Đức tới, cậu ta gọi từ xa, anh bát hoang. Đã xảy ra chuyện gì, Trần Đức hỏi ngay. Bà chủ bị một nhóm người gọi vào phòng riêng, đại ca nhóm người đó có ý đồ với bà chủ từ lâu rồi, trước kia đều bị bà chủ từ chối khéo, nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng anh ta không tốt nên cho người thẳng thừng kéo bà chủ vào luôn. Trước khi vào cô ấy đưa điện thoại cho tôi, bên trong chỉ có số của anh nên tôi mới gọi cho anh. Phòng nào, Trần Đức hỏi. Túy Sinh Mộng Tử. Trần Đức không nói gì nữa. Đi thẳng tới phòng Túy Sinh Mộng Tử. Còn chưa đến gần, Trần Đức đã thấy hơn chục tên mặc đồ đen canh gác lối đi bên ngoài phòng Túy Sinh Mộng Tử, nhìn thấy những người này, Trần Đức thở dài bất lực. Xem ra muốn gặp được Hạ Thiên Tuyết cũng khá phiền đây. Giờ phút này, trong phòng Túy Sinh Mộng Tử chỉ có 5 người. 4 người đàn ông, 1 người phụ nữ. Người phụ nữ đương nhiên là Hạ Thiên Tuyết. 4 người đàn ông, trong đó có một người đang ngồi trên ghế sofa. 2 người đứng nghiêm chỉnh sau lưng anh ta. Người còn lại mặt mũi sưng vù đứng trước phì tứ, cúi gằm mặt. Người đàn ông ngồi trên sofa cực kỳ béo, hơn 40 tuổi, giống như bức tường chắn ngang sofa, mọi người gọi anh ta là phì tứ, là đại ca thế giới ngầm của con phố quán Ba Thiên Hương này. Tất cả các quán ba trên dãy phố đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, bình thường anh ta thu phí an ninh trên con phố này để kiếm sống. Muốn mở quán ba ở đường Thiên Hương phải được anh ta đồng ý. Nếu không đừng hòng được an ổn.
Hạ Thiên Tuyết, cô biết đấy, phi tứ tôi đây không thích nhiều lời, bình thường tôi muốn ngủ với cô nhưng cô từ chối thì cũng thôi, hôm nay cô còn động đến người của tôi, cô có ý gì hả? Phi tứ chỉ vào người đàn ông mặt mũi sưng vù phía trước. Cậu ta chỉ bán thuốc kích thích trong quán bar của cô rồi chơi một người phụ nữ thôi, như vậy có gì sai mà cô gọi người tới đánh cậu ta hả? Tứ gia, anh nên rõ quán bar của tôi không cho phép bán những thứ này, mỗi tháng tôi đều trả cho anh phí an ninh gấp đôi quán khác, chỉ để ngăn những thứ này xuất hiện. Hạ Thiên Tuyết quanh năm kinh doanh quán bar, đã gặp rất nhiều chuyện lớn, đối mặt với phi tứ tuy hơi căng thẳng một chút nhưng vẫn được coi là bình tĩnh. Nếu là phụ nữ bình thường chắc đã sợ phỉ tứ đến mức hai chân mềm nhũn từ lâu rồi. Tứ gia, hơn nữa tôi thật sự không biết anh ta là đàn em của anh, nhân viên của tôi bảo anh ta đi nhưng anh ta chẳng những không đi còn kéo vợ người ta tới, cợt nhả ngay trước mặt chồng cô ấy. Anh phân tích đúng sai giúp tôi đi. Dưới tình huống như vậy, nếu tôi nhịn thì sau này còn kinh doanh quán bar thế nào nữa? Còn ai dám tuân thủ quy định của quán tôi nữa? Ánh mắt phỉ tứ âm trầm. Lóe lên tia ác độc, Hạ Thiên Tuyết, cô ăn gan hùm mật gấu đúng không? Người của ông đây làm chút chuyện này mà cũng không được. Quy tắc của quán cô, ở con phố này, lời của ông đây chính là quy tắc, người của ông đây cũng là quy tắc, là người mà cô có thể động vào à? Phỉ tứ lên mặt nạt người, tức giận mắng to, trước khi tôi nổi điên, tốt nhất hãy giao người đánh cậu ta ra đây, nếu không cô không gánh nổi hậu quả đâu. Tứ gia. Tôi luôn làm theo quy tắc mà hạng gia đặt ra, không phải trước nay anh luôn tuân thủ đó ư? Sao hôm nay lại làm ầm ĩ lên vậy? Hạ Thiên Tuyết không thể giao người, nếu không sau này còn ai chịu tới làm việc cho cô, còn ai dám tới quán ba Thiên Tuyết nữa? Một khi cô giao người ra thì quán ba Thiên Tuyết sẽ đối mặt với vấn đề dư luận, từ đó dẫn tới đóng cửa. Hạng gia, ha ha, Hạ Thiên Tuyết, cô vẫn chưa biết à? Tối qua hạng thông bị người ta chém chết rồi. Đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Sao, cô vẫn mong chờ hắn ta tới nói giúp cô à? Phi tứ cười đắc ý, tự rót cho mình một ly bia, uống một hớp rồi tặc lưỡi. Lòng Hạ Thiên Tuyết trùng xuống. Chẳng trách phi tứ lại dám ngang nhiên không tuân thủ quy tắc, đến quán bar của cô gây chuyện như thế. Hạng Thông là người quản lý chính nhiệm kỳ trước của Thiên Hương Kiều, quan hệ của anh ta với Hạ Thiên Tuyết khá tốt. Nhờ có anh ta mà phỉ tứ dù đã nhậm chức một năm nay cũng không dám làm sằng làm bậy. Không ngờ người đi trà nguội. Hạng Thông vừa mới mất, phỉ tứ đã tìm tới cửa. Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, phỉ tứ cố ý tới gây chuyện. Chuyện hôm nay có lẽ còn dụng ý khác, người phỉ tứ muốn không phải người đánh đàn em anh ta mà sợ rằng chính là cô. Hạ Thiên Tuyết, tôi cũng không lòng vòng với cô nữa, hôm nay hoặc là cô giao người, hoặc là để tôi chơi một lần ở đây. Hờ hờ, cô cũng biết tôi thèm muốn thân thể cô không phải ngày một ngày hai, tôi làm xong thì chuyện này cũng sẽ cho qua. Hơn nữa tôi bảo đảm sau này quán ba Thiên Tuyết của cô ở con phố Thiên Hương Kiều này sẽ kinh doanh tốt nhất. Tôi không ép cô, lựa chọn thế nào do cô quyết định. Lúc đầu phỉ tứ rất dữ tợn, chủ yếu là để dọa Hạ Thiên Tuyết, bây giờ đã nói thẳng nên hắn ta ung dung, bình tĩnh ngồi trên sofa, đôi mắt híp quan sát Hạ Thiên Tuyết. Tối nay Hạ Thiên Tuyết mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt kiểu quán bar, chiếc váy hở nửa vai bó sát dài đến nửa đùi, đôi chân dài thướt tha, thân hình duyên dáng được quần áo mỏng ôm sát, vẻ quyến rũ của phái nữ được thể hiện rất rõ. Dưới ánh đèn, hàng mi dài của cô chuyển động cùng với đôi mắt to, mái tóc xoăn sóng kiểu Mỹ, kết hợp với khuôn mặt chữ V khiến cô tựa nàng công chúa ám dạ, kiêu sa xinh đẹp, không gì sánh bằng. Phỉ tứ bất giác liếm môi. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy khiến hắn ta khó kìm được lòng, trước đây e ngại Hạng Thông nên hắn ta không dám làm gì, bây giờ cuối cùng Hạng Thông cũng chết, hắn ta tin Hạ Thiên Tuyết sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tứ gia, sau khi im lặng một lúc, Hạ Thiên Tuyết nói với vẻ mặt kiên định, người của anh bán hàng cấm trong quán bar của tôi, động tay động chân với khách hàng nữ, không thực hiện theo quy định bị nhân viên của tôi đánh là lẽ đương nhiên, nhưng... Dừng lại một lúc, Hạ Thiên Tuyết nói tiếp. Nếu là người của tứ gia, tôi có thể cho anh ta đến quán ba chơi miễn phí một năm, đồng thời tôi sẽ chân thành xin lỗi anh ta. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hạ Thiên Tuyết có thể đưa ra, vì e ngại thế lực của phỉ tứ nên cô không thể không thương lượng như vậy. Hờ hờ, vậy phải hỏi xem đàn em của tôi có đồng ý không đã. Tiểu Ngũ, cậu thấy bà chủ đây nói có hợp lý không? Phỉ tứ nhìn thuộc hạ mặt mũi sưng vù đang đứng bên cạnh.
Thấy phỉ thứ nói vậy, lòng Hạ Thiên Tuyết hơi trùng xuống. Lúc này cô dám khẳng định thế cục hiện tại là do phỉ tứ cố ý sắp xếp cho cô. Bởi vì, với uy tín của phỉ tứ, hắn ta không cần nghe ý kiến của đàn em, có được hay không đều do hắn ta tự quyết định. Quả nhiên, tên kia sững người. Sau đó anh ta lắc đầu, không được, đại ca không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy, anh phải giải quyết giúp em. Phỉ tứ lại đưa mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tuyết, nghe thấy rồi chứ. Hôm nay cô buộc phải giao người ra. Nếu không thì làm theo lời tôi vừa nói, cô khiến tôi thoải mái thì người anh em của tôi sẽ vui, cậu ta vui, biết đâu sẽ bỏ qua cho cô. Hạ Thiên Tuyết khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm phỉ tứ, anh đừng mơ. Ha ha, cứng rắn đấy, phỉ tứ bóp nát ly rượu đang cầm trong tay, giây tiếp theo, giọng điệu hắn ta trở nên u ám. Cô nghĩ hôm nay cô còn có lựa chọn sao? Không chịu giao người thì cô phải làm người của ông đây. Lời hắn ta vừa dứt. Hai tên thuộc hạ phía sau đã đi về phía Hạ Thiên Tuyết. Tôi vốn không định ép buộc cô, dù sao dưa cố hái thì không ngọt, nhưng bây giờ cô lại cứng rắn như vậy, cũng không trông chờ có ngọt hay không, chỉ cần làm dịu cơn khát là được. Phỉ tứ đứng dậy, cởi áo trên người ra, tôi tin khi cô biết sự lợi hại của tứ ra đây, sau này không cần tôi gọi, cô cũng sẽ tự tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thiên Tuyết trở nên khó coi, bước chân khẽ di chuyển rồi lùi lại. Cảnh giác nhìn hai tên đàn em của hắn ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bà chủ, cô nghe theo tứ gia của chúng tôi đi, hôm nay cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu, một tên thuộc hạ cười châm chọc, giả vờ trong sáng cái gì nữa. Mở quán bar, có được mấy người phụ nữ không phóng đãng. Đúng thế, nếu cô tự nguyện thì chúng tôi cũng đỡ phải ra tay làm cô đau, tên còn lại lên tiếng. Mặt Hạ Thiên Tuyết càng lúc càng tái, cô vô thức liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Bát Hoang, anh vẫn chưa đến sao? Bây giờ chỉ Trần Bát Hoang mới có thể cứu cô, cũng chỉ Trần Bát Hoang mới có khả năng cứu được cô. Nhưng đến giờ, anh cũng chưa đến. Trong lòng Hạ Thiên Tuyết đã bắt đầu thấy hơi tuyệt vọng. Bà chủ, nếu cô không tự đi thì đừng trách anh em chúng tôi đấy, sau này thành người phụ nữ của tứ gia thì đừng trả thù chúng tôi. Đàn em của phỉ tứ thấy Hạ Thiên Tuyết vẫn luôn lui về phía sau, đã tới mép cửa thì nháy mắt. Ra hiệu cho tên còn lại tóm lấy Hạ Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết tuyệt vọng, chuẩn bị phản kháng đến cùng. Rầm. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa gỗ mà Hạ Thiên Tuyết đang dựa đột nhiên bị đấm thủng tạo thành một lỗ hổng. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hai vệ sĩ của phỉ tứ cũng khựng lại, vô thức nhìn về phía lỗ hổng. Một bàn tay đưa vào từ bên ngoài cái lỗ, mở cánh cửa đang khóa. Ngay sau đó, một bóng người mở cửa bước vào. Đây là một người đàn ông khoảng 25, 26, để kiểu đầu vuông, ăn mặc đơn giản, cao khoảng 1m78, vẻ mặt bất cần đời. Sau khi bước vào phòng, anh nhìn lướt qua một lượt những người bên trong. Cuối cùng, anh ôm Hạ Thiên Tuyết vào lòng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung. Xin lỗi, tôi đến muộn. Nhìn thấy người đến là ai, Hạ Thiên Tuyết cũng không phản kháng, ngược lại còn vòng tay qua eo anh. Nhón chân lên hôn anh, chỉ cần tôi chưa xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa muộn. Bát Hoang, tôi biết anh sẽ tới. Trần Đức khẽ mỉm cười, cánh mũi hơi phập phồng, ngửi mùi hương trên cơ thể cô gặp chuyện, đương nhiên tôi sẽ tới. Cảm ơn Bát Hoang, đêm nay tôi sẽ phục vụ anh tận tình. Trong phòng, hai người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không để ý đến phỉ tứ và đàn em của hắn ta. Sắc mặt phỉ tứ trở nên vô cùng khó coi. Người phụ nữ hắn ta ưng ý hơn một năm. Người phụ nữ mà hắn ta nhiều lần tán tỉnh nhưng không thành. Người phụ nữ mà hắn ta hao hết tâm sức, dùng mọi thủ đoạn vẫn bị từ chối. Bây giờ lại chủ động ôm tên ăn mặc rách dưới, không chỉ vậy còn hôn hắn, nói tối nay sẽ hầu hạ hắn ngay trước mặt hắn ta. Phỉ tứ thở hổn hển vì tức giận, cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết áp không ổn định, vội vàng lấy trong túi ra vài viên thuốc cao huyết áp. Sau đó mới từ từ trấn tĩnh lại. Rầm. Phỉ tứ đập mạnh lên bàn cà phê, rượu bắn tung tóe ra đất, hắn ta phẫn nộ trừng mắt, ức hiếp người quá đáng, Hạ Thiên Tuyết, cô ức hiếp người quá đáng. Thằng danh, tao cho mày 3 giây lập tức buông cô ta ra, quỳ xuống trước mặt tao, tự chặt một cánh tay, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày không thể ra khỏi căn phòng này. Thiên Tuyết, đừng thể hiện tình cảm nữa, có người sắp không chịu nổi rồi, Trần Đức nhướng mày. Buông Hạ Thiên Tuyết ra,
nâng mắt nhìn Phỉ Tứ, anh chính là người định động đến người phụ nữ của tôi. Ha ha, người phụ nữ của mày, người phụ nữ mà Phỉ Tứ tao thích, bây giờ chính là người phụ nữ của tao, Phỉ Tứ hung dữ nói, thời gian 3 giây đã hết, hai đứa mày chặt cái tay ôm Hạ Thiên Tuyết của nó cho tao. Vâng, đại ca. Hai tên đàn em của Phỉ Tứ cười gằn, phất vạt áo, rút hai con dao sáng bóng từ phía sau ra, vung thẳng về phía Trần Đức. Trần Đức chẳng buồn chớp mắt, người anh hơi di chuyển, dễ dàng tránh được, sau đó anh trở tay, đồng thời bắt được tay của cả hai tên. Rắc rắc, hai tiếng xương gãy vang lên, sau đó năm ngón tay của hai tên kia buông ra, mã tấu trong tay rơi xuống đất. Trần Đức thản nhiên đỡ lấy, hai con dao nằm trong lòng bàn tay anh. Thiên Tuyết, cầm lấy. Trần Đức đưa cho Hạ Thiên Tuyết một con dao, mình cầm một con, khóe miệng cong lên cười thật tươi đi về phía Phỉ Tứ. Mày định làm gì? Phỉ Tứ nhìn Trần Đức đang đi về phía mình, vẻ mặt hãi hùng sợ sệt. Lúc này hắn ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Trần Đức có thể vào được phòng này nghĩa là hơn 10 tên đàn em canh gác ở ngoài đã bị hạ gục. Người này quả không đơn giản. Người anh em, có gì từ từ nói, nhiều bạn nhiều cơ hội mà, không cần phải chém tận giết tuyệt như thế. Phỉ Tứ đứng dậy, buộc mình phải bình tĩnh, không được mất mặt trước đàn em. Xem ra anh cũng biết có gì từ từ nói, Trần Đức đặt con dao trong tay lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, hay là bảo người của anh ra ngoài trước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Được, được. Phỉ Tứ biết người trước mặt đã nói là làm, vì thế không định phản kháng, hai cậu ra ngoài trước đi, nhớ không được thông báo cho bất luận kẻ nào. Vâng, đại ca. Ba tên đàn em mở cửa vội vã bước ra, vừa ra bọn họ đã chết lặng. Chỉ thấy trên lối đi người nằm la liệt dưới đất. Hơn chục tên đàn em Phỉ Tứ đưa tới đã bị đánh ngất, nằm ngổn ngang trên đất như xác chết, ai cũng bị đánh mặt mũi sưng vù, không còn hình người. Cả ba nhìn nhau, bất giác rùng mình. Xem ra kết cục của họ tốt hơn nhiều. Trong phòng Túy Sinh Mộng Tử, Phỉ Tứ rất thông minh, thấy Trần Đức đã bỏ dao xuống liền biết anh sẽ không làm khó mình, vì thế đích thân rót rượu cho anh, người anh em, không biết tôi nên gọi cậu là gì. Trần Bát Hoang, Trần Đức hờ hững đáp. Chúng ta cạn ly rượu này, chuyện hôm nay kết thúc ở đây, sau này cậu đi theo tôi được không? Tôi đảm bảo tương lai của cậu sẽ rộng mở. Phỉ Tứ nói đều là sự thật, so với phụ nữ, hắn ta thích có thêm cánh tay đắc lực hơn, kỹ năng tốt như Trần Đức, nếu đi theo hắn ta chắc chắn tương lai sẽ tiếng tăm vang xa. Đi theo anh nghĩ anh có tư cách sao? Trần Đức lạnh lùng nhìn hắn ta, tên này thật sự coi anh là côn đồ các ké đấy à? Hờ hờ, Phỉ Tứ cười ngược, không biết cậu Bát Hoang đây có lai lịch thế nào. Tôi không có lai lịch gì, chỉ muốn nói với anh là sau này đừng có ý đồ với quán Ba Thiên Tuyết nữa, đồng thời dạy cho anh một bài học, Trần Đức nhẹ giọng nói. Anh không đối xử tàn nhẫn với Phỉ Tứ chủ yếu là vì anh không thể lúc nào cũng ở đây canh chừng bảo vệ quán Ba Thiên Tuyết, mà Phỉ Tứ lại là người phụ trách thế giới ngầm của Thiên Hương Kiều. Nếu đối phương chó cùng rứt dậu, anh cũng không thể đề phòng kịp. Thế nên anh định dùng cách khác. Dạy dỗ, Phỉ Tứ vô thức lùi về sau hai bước, người anh em Bát Hoang, không cần phải vậy chứ, tôi đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối cho Thiên Tuyết nữa, lấy danh dự ra đảm bảo. Phỉ Tứ, tôi có thể thấy được anh là người thông minh từ hành động vừa rồi. Hơn nữa anh còn rất nhanh nhạy, bước ra khỏi cánh cửa này, lời anh nói có uy tín hay không thì chắc chỉ anh biết thôi. Phỉ Tứ sửng sốt, xem ra người trẻ tuổi bây giờ không dễ lừa gạt. Quả thật, giang hồ hiện giờ đã không còn là giang hồ khi trước nữa, mấy người bọn họ không phải không chú trọng quy tắc và nghĩa khí. Nhưng còn phải xem tình huống và người. Nếu Phỉ Tứ bước ra khỏi cánh cửa này, Trần Đức không trở thành đàn em của hắn ta thì, thật xin lỗi, hắn ta sẽ báo thù. Hắn ta sẽ báo thù cho đến khi Hạ Thiên Tuyết không thể tự lo cho cuộc sống của mình, đến khi quán Ba Thiên Tuyết đóng cửa mới thôi. Nếu không thì sau này Phỉ Tứ hắn ta còn lăn lộn ở cầu Thiên Hương thế nào được? Không biết người anh em Bát Hoang muốn giải quyết thế nào, Phỉ Tứ hỏi. Tôi không muốn thế nào cả, chỉ muốn giúp anh chụp một tấm hình kỷ niệm thôi. Trần Đức đảo mắt nhìn Phỉ Tứ từ trên xuống, Tứ gia là người thông minh, chắc hẳn anh biết tôi muốn chụp ảnh gì nhỉ? Phỉ Tứ vô thức giật mình, người anh em Bát Hoang, không cần phải thế chứ. Tôi nghĩ rất cần thiết, Trần Đức nói, Thiên Tuyết. Cô bảo người lấy máy ảnh đến cho tôi, chính tôi sẽ đích thân chụp. Được. Hạ Thiên Tuyết khẽ cười,
có Trần Đức ở đây nên cô ấy không hề sợ, rất có cảm giác an toàn. Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng VIP không lâu sau là đã bảo người đưa một máy ảnh kỹ thuật số đến. Tứ gia, còn không cởi nữa à, anh đang đợi gì thế? Trần Đức hỏi, muốn tôi giúp anh sao? Không, không cần, Phỉ Tứ hoảng hốt không thôi nhưng không dám cãi lại, hắn ta đã nhìn thấy bản lĩnh của Trần Đức, một đánh một thì hắn ta không thể nào là đối thủ của anh. Không còn cách nào khác, hắn ta cởi quần áo trên người mình ra, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần cộc. Người anh em bát hoang, như thế được rồi chứ? Cởi luôn quần cộc đi, Trần Đức không cảm xúc nói. Phỉ Tứ chỉ đành chậm rãi cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng ra, tự ôm lấy cơ thể đứng vào một góc. Đây mới đúng này, mẹ kiếp, có tí hi như thế mà còn không biết ngại học người ta ra ngoài ghẹo gái à? Trần Đức mở máy ảnh, bấm tách tách chụp liên tiếp mấy tấm. Đèn flash liên tục lóe sáng, Phỉ Tứ sắp khóc đến nơi luôn rồi. Lớn như này rồi nhưng hắn ta chưa bao giờ bị bắt nạt như thế cả. Trước đó đều là hắn ta chụp người khác, bây giờ chuyện này lại rơi trúng đầu hắn ta. Phỉ Tứ ơi là Phỉ Tứ, mẹ kiếp, mày rảnh rỗi sinh nông nổi tự dưng đến quán Ba Thiên Tuyết chòng ghẹo Hạ Thiên Tuyết làm gì chứ? Phỉ Tứ nổi giận nhưng chỉ đành đè nén trong lòng. 10 phút trôi qua, Trần Đức đã chụp hơn 100 tấm, 360 góc, không góc chết, đủ các kiểu tư thế. Cuối cùng mới hài lòng dừng lại, Phỉ Tứ, vất vả cho anh rồi. Không vất vả, Phỉ Tứ nào dám nói nhiều thêm nửa lời. Không vất vả thế thì chụp thêm 100 tấm nữa nhé. Người anh em bát, Phỉ Tứ sắp khóc luôn rồi, uất ức nhìn anh. Đùa anh thôi, nhiều thế này cũng đủ rồi, Trần Đức xoay máy ảnh lại, đưa từng tấm ảnh cho Phỉ Tứ xem, sau đó lưu ảnh vào mười mấy hộp thư dưới ánh nhìn chăm chú của Phỉ Tứ. Yên tâm đi. Mấy email này đều là của tôi, chỉ cần sau này anh đừng đến gây chuyện nữa thì mấy tấm ảnh này sẽ là bí mật bị chôn vùi vĩnh cửu. Trần Đức đưa máy ảnh cho Phỉ Tứ, hay là anh cũng giữ lại một phần để làm kỷ niệm. Phỉ Tứ lắc đầu, người anh em bát hoang, giờ xem như cho qua chuyện này nhỉ. Ừ, con người tôi nói gì thì là đó, chú trọng nhất là nghĩa khí, Trần Đức cầm bia trên bàn lên nốc cạn, qua rồi thì cho nó qua đi. Phỉ Tứ vội vàng mặc lại quần áo. Giờ quyền chủ động nằm trong tay Trần Đức, một khi ảnh bị lộ ra ngoài, đại ca cầu thiên hương này là hắn ta cũng đến công chuyện luôn, bên trên chắc chắn sẽ đổi người. Anh bát hoang, sau này chúng ta là anh em, ai bắt nạt anh và Thiên Tuyết đều là kẻ thù của Phỉ Tứ tôi, Phỉ Tứ cầm ly rượu của mình lên uống cạn. Anh em tốt, Trần Đức cười nói, nào, chúng ta uống rượu. Trần Đức gọi một cú điện thoại bảo Hạ Thiên Tuyết cho người bên ngoài giải tán rồi gọi mấy người đẹp vào rót rượu. Hai người thân thiết như anh em cùng giơ cốc lên uống rượu. Tất nhiên, sâu trong thâm tâm, chẳng ai xem ai là anh em cả, Trần Đức chỉ muốn nhận một đàn em để Hạ Thiên Tuyết không phải bị quấy nhiễu nữa, còn Phỉ Tứ thì muốn nịnh bợ Trần Đức. Ngoài việc lo lắng ảnh chụp sẽ bị lộ thì còn một nguyên nhân nữa. Phỉ Tứ có thể đi đến vị trí ngày hôm nay dĩ nhiên cũng có bản lĩnh hơn người. Hắn ta nhận ra người trẻ tuổi tự xưng là Trần Bát Hoang trước mặt này không đơn giản. Tên này có vẻ hiểu rất rõ những chuyện của giang hồ. Huống gì còn có một thân bản lĩnh cực lợi hại thế này. Tử lượng của Phỉ Tứ cực kỳ tốt, nhưng so với Trần Đức thì khác nào gặp sư phụ đâu, đến khi hắn ta uống say bí tỉ, Trần Đức vẫn tỉnh táo như cũ. Làm như thứ anh uống không phải rượu mà là nước vậy. Người anh em, chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết, Trần Đức nhân lúc còn nóng mà nói, chẳng phải cầu thiên hương có một câu lạc bộ à. Tối nay tôi mời khách, gọi hết mấy anh em vừa nãy tôi gọi đến chơi, bồi thường cho họ. Ôi, người anh em bát hoang, sao có thể để anh tiêu tiền như thế được, Phỉ Tứ say bí tỉ nói, trò chuyện hồi lâu, hắn ta cũng nhận ra con người Trần Đức khá tốt, sự phòng bị cũng càng ngày giảm dần. Sao có thể gọi là tiêu phí được, ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ của tôi, nhất định phải đi. Được được, để tôi gọi mấy anh em đến. Phỉ Tứ vui vẻ đồng ý lời mời nhiệt tình của Trần Đức, càng thưởng thức người này. Một đám người lái xe thẳng đến câu lạc bộ. Phỉ Tứ là người chịu chơi ở con phố này, dĩ nhiên hắn ta cũng quen với ông chủ câu lạc bộ. Vị này là Tứ Gia và anh em của Tứ Gia, tối nay các cô phải phục vụ cho thật tốt, ông chủ dặn dò các cô. Vâng, các cô dẫn các anh em của Phỉ Tứ óng ẹo đi vào những phòng massage khác nhau. Phỉ Tứ ôm một người đẹp nhất. Thấy Trần Bát Hoang không chọn ai hỏi, người anh em Bát Hoang, anh không chơi chút sao? Tôi không được,
anh hiểu đó, Trần Đức cười nói. Phỉ tứ hiểu ra ngay, anh ta không quên những lời bà chủ quán Ba Thiên Tuyết đã nói, Sai Bí tỷ nói, vẫn là anh Bát Hoang may mắn, có cô nàng mỏng nước thế còn chơi mấy cái này làm gì. Vậy được, tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa, cái câu gì đó, một khắc đáng giá ngàn vàng, anh Bát Hoang mau về đi. Được rồi người anh em, chúc anh chơi vui vẻ. Tạm biệt anh Bát Hoang. Mắt tiễn Phỉ tứ rời đi, Trần Đức trả tiền rồi rời khỏi câu lạc bộ. Bước ra khỏi cửa câu lạc bộ, anh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi đến một số. Màn hình điện thoại hiển thị ba chữ hình tông đài. Không lâu sau, điện thoại được kết nối, một người đàn ông trung niên vui mừng nói, Hoang gia, cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi. Ông Hình, chẳng phải đang có việc tìm ông đây sao, Trần Đức nói. Hoang gia có việc gì cứ dặn dò, bây giờ tôi đang ở Tân Thành, Hình Tông Đài là một người cực kỳ giữ chữ tín, ông vẫn luôn nhớ lời chăn chối trước khi thủ trưởng cũ Lâm Trung là muốn ông chăm sóc, quan tâm đến Trần Đức, giúp đỡ anh. Thế nên Trần Đức bị giam, ông đã làm giám ngục trưởng ở đó, Trần Đức ra tù, ông lập tức tìm cách điều chức đến Tân Thành. Ông đã đợi cuộc gọi này 3 tháng rồi. Ông biết, ngay khoảnh khắc cuộc gọi này vang lên, chiến thần trước kia sẽ không còn im lặng nữa. Ở Tân Thành thì tốt quá rồi, tôi gọi đến là để tố cáo một khu mại dâm với ông. Ông biết cầu Thiên Hương chứ? Có một câu lạc bộ giải trí, bên trong có một người tên là Phỉ Tứ. Trần Đức chậm rãi báo lại chuyện phòng của Phỉ Tứ và anh em của hắn. Cậu yên tâm, tôi lập tức cho người tới tóm đám này, Hình Tông Đài đáp. Mặc dù ông không hiểu tại sao Hoang gia lại vô cớ tố cáo người khác nhưng chỉ cần là yêu cầu của Hoang gia, ông sẽ lập tức làm theo. Ok, tôi đợi ông, Trần Đức cúp máy, đứng bên đường nhấp từng hớp rượu. Anh mời Phỉ Tứ chơi tất nhiên là thật lòng thật ý, nhưng tố cáo bọn hắn lại càng thật lòng hơn. Người ta thường nói, ơn nghĩa và uy nghiêm phải đi đôi với nhau. Uy nghiêm thì anh đã dùng, tiếp theo chính là ân nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ có thể có ơn nghĩa nào thích hợp hơn việc mời họ chơi xong thì cho ăn cơm tù, sau đó mới từ từ cứu ra cho họ tự do nữa. Phỉ Tứ cũng xem như không bị thiệt, ít nhất vẫn có thể chơi một cách sung sướng, mà anh chỉ có thể ngồi bên đường hứng gió để tố cáo anh ta, Trần Đức không có một chút gánh nặng tâm lý nào cả. Trần Đức cúp máy chưa được 3 phút thì trên con phố của cầu Thiên Hương đã có 7-8 chiếc xe công vụ, đích đến của mấy chiếc xe này rất rõ ràng, chính là câu lạc bộ Thiên Hương. Sau khi dừng lại trước cổng, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục bước vào trong. Trong câu lạc bộ, Phỉ Tứ vừa cởi quần, cửa phòng đã bị đạp từ bên ngoài vào, người đến xông vào rút thẻ ra. Kiểm tra theo lệ, đi theo tôi. Địch, Phỉ Tứ hoảng sợ, còn chưa kịp kéo quần cộc lên là cả phục vụ ở đó cũng bị dẫn ra ngoài. Bên ngoài, các anh em của anh ta đều ngồi xổm ôm bên đường. Mười mấy cảnh sát đứng thẳng, tinh thần tràn đầy đến tuần tra, theo dõi họ. Đến nhanh thế. Đứng bên đường, Trần Đức cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh cứ nghĩ nhanh cỡ nào cũng phải mất mười mấy phút hay nửa tiếng gì đó, ai ngờ chưa đầy 3 phút như này. Đám người Phỉ Tứ còn chưa bắt đầu làm đâu nhỉ. Thế này thì thảm quá. Trần Đức cảm thấy đáng tiếc cho Phỉ Tứ, thành ra thế này thì e là đám người đó sẽ có chút trở ngại tâm lý nhỉ. Có trách thì trách người bên Hình Tông Đài đến nhanh quá, chứ đừng trách tôi, Trần Đức nói. Không lâu sau Hình Tông Đài gọi điện đến nói cho Trần Đức biết đã giải quyết ổn thỏa. Nhưng ông không đến mà nhờ người bên phân cục tên là Mạc Hành Viễn đến xử lý. Ông đã đánh tiếng trước với trưởng cục, có gửi ảnh của Trần Đức sang, mọi chuyện đều làm đúng theo dặn dò của Trần Đức. Tốt! Cúp điện thoại, Trần Đức chạy thẳng đến câu lạc bộ giả vờ mình hoang mang cực độ, ông chủ đang sốt ruột gọi điện khắp nơi để tìm quan hệ nhằm xin cảnh sát trưởng thả người, còn nhét phong bì cho người ta. Ông Lục, bớt làm mấy trò này đi, Mạc Hành Viễn đẩy ông chủ câu lạc bộ ra. Tôi phải dẫn mấy người này về. Ông chủ Lục ngơ ngác, trước đây đều ăn ý hợp tác lắm mà, sao bây giờ lại từ chối như thế? Mạc Hành Viễn cũng cảm thấy bất lực, không còn cách nào khác, lần này là cấp trên đích thân điểm danh gọi đến nên tất nhiên họ không dám thả người dễ dàng như thế, nếu không hễ cấp trên truy cứu thì vị trí cảnh sát trưởng này cũng không giữ được. Ông chủ Lục lo lắng xoay bên này quay bên kia, không còn cách nào khác. Phỉ Tứ đã tỉnh rượu. Vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng. Mẹ kiếp, hôm nay là ngày xui của anh ta, kỵ đụng vào phụ nữ à? Hễ đụng vào phụ nữ là xảy ra chuyện.
Nếu chuyện này mà truyền đến tai người khác, chẳng phải anh ta sẽ bị thúi mũi à? Tên Mạc Hành Viễn này cũng thật là, nửa đêm nửa hôm mà không lo ngủ đi, còn ra ngoài tuần tra cái gì không biết. Phỉ tứ thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống, mặt mũi hôm nay đều mất sạch rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Trần Đức vội vã chạy từ ngoài câu lạc bộ vào. Phỉ tứ đứng đằng xa liên tục phát ra âm thanh kỳ lạ tỏ ý Trần Đức nhanh đi chỗ khác đi. Trần Đức đưa mắt ra hiệu cho hắn ta bảo đừng hoảng sợ. Mạc Hành Viễn cũng là người thông minh, nhận ra Trần Đức, lập tức bước đến nói, hoang gia, sao hôm nay lại ở đây thế? Vừa nói người này vừa rút điếu thuốc ra rồi châm lửa cho Trần Bát Hoang. Ông chủ Lục, Phỉ tứ và mấy người ngồi xổm bên cạnh nhìn mà há hốc mồm. Má ơi, tình huống gì đây? Trần Đức vừa đến, đường đường là người lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát mà phải đích thân châm thuốc cho anh, thậm chí kẻ này còn hơi khom người. Mọi người đều trố mắt nhìn. Thân là đại ca của thế giới ngầm Thiên Hương Kiều, Phỉ tứ cảm giác mình chắc hắn ta không làm được như thế. Nhìn dáng vẻ của Mạc Hành Viễn, Phỉ tứ cảm thấy mừng rỡ, biết có thể được cứu, hắn ta gọi, người anh em Bát Hoang, người anh em Bát Hoang. Im miệng, hắn ta vừa lên tiếng, một cảnh sát bắt hắn ta quát. Trần Đức nhìn Phỉ tứ, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, đám đại ca thế giới ngầm này bị người ta quát như thế mà cũng chẳng dám thở mạnh một cái nữa là, đúng là thú vị đấy. Anh Mạc, mấy người này đều là bạn của tôi, hay là xem như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ, Trần Đức rít một hơi thuốc, mọi người đều là bạn cả, giữ thể diện cho tôi một chút được chứ. Chuyện này, Mạc Hành Viễn làm bộ khó xử, tôi sẽ khó ăn nói với cấp trên lắm, cũng khó giải thích với mấy anh em. Anh Mạc, anh yên tâm, không cần thả hết người ở đây, tôi bảo lãnh bạn của tôi thôi, thế nào, Trần Đức chỉ vào Phỉ tứ. Vậy được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Thật ra Mạc Hành Viễn đã nhận được chỉ thị từ nãy là phải giúp Trần Đức, cấp trên nói là hành động nằm vùng, đừng nói thả một Phỉ tứ, chỉ cần Trần Đức lên tiếng thì thả hết người ở đây cũng được. Nhưng nếu người trước mặt này chỉ cần một người thì càng tốt, nếu không anh ta cũng khó mà giải thích với người của mình. Ông chủ Lục ở một bên kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng chút được gánh nặng. Lúc nãy ông ta tìm Mạc Hành Viễn cũng vì muốn làm thế này, chỉ cần thả Phỉ tứ là được, dù sao Phỉ tứ cũng có thế lực quá lớn, nếu xảy ra chuyện ở địa bàn của mình thì sau này ông ta sẽ liên tục gặp phiền phức. Nhưng Mạc Hành Viễn không nghe, dù ông ta nói thế nào, tìm quan hệ ra sao, ai gọi cho tên này cũng chỉ được đáp lại một câu. Tuyệt đối không thả người, dù ông và tôi có trở mặt với nhau. Chuyện này cũng không thể. Nếu ông dùng tiền hối lộ, tôi sẽ dẫn ông đi cùng. Lần này có thể nói là Mạc Hành Viễn không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm. Nhưng, chàng trai này mới chỉ nói một câu đã giải quyết được việc này. Ông chủ Lục thở phào, đồng thời cũng không thể che giấu được sự chấn động của mình. Hơn nữa trước đó ông ta còn nghe Mạc Hành Viễn gọi thanh niên này là ra. Về thôi, Mạc Hành Viễn ra lệnh. Những người này đều bị dẫn đi bao gồm cả Phỉ tứ. Nhưng không lâu sau, một mình Phỉ tứ đã quay về. Người anh em Bát Hoang, lần này may mà nhờ có cậu, Phỉ tứ vô cùng biết ơn, lần này là thật lòng cảm ơn Trần Đức, nếu không có Trần Đức chắc hắn ta đã vứt sạch mặt mũi ra tận Đại Tây Dương rồi. Ôi trời, đều là anh em, là tôi không tốt, tự dưng lại mời đến nơi này, hại các anh em đều bị bắt. Trần Đức nói, người anh em, tôi vô dụng. Chỉ có thể cứu được anh ra, nhưng anh yên tâm tôi nhất định sẽ nghĩ cách để đưa các anh em khác ra. Được được, vậy thì phải nhờ người anh em Bát Hoang rồi, à không, không phải người anh em Bát Hoang mà là anh Bát Hoang, sau này anh chính là đại ca của tôi. Phỉ tứ thật sự bội phục, quả nhiên Trần Bát Hoang này không tầm thường, không chỉ có bản lĩnh siêu phàm mà còn có quan hệ với Mạc Hành Viễn ở sở cảnh sát Thiên Hương, nịnh anh ta thì sau này làm gì cũng tiện. Sao lại thế được? Trần Đức từ chối nói, anh lớn tuổi lớn tôi mà. Người trong giang hồ cần gì phân biệt tuổi tác? Anh Bát Hoang, anh có bản lĩnh này, sau này anh chính là đại ca của tôi là đàn em của anh, có việc gì cứ sai tôi làm, Phỉ tứ nói. Chuyện này, được rồi, nếu Phỉ tứ anh đã khăng khăng làm thế thì tôi xin nhận, Trần Đức miễn cưỡng đồng ý, khóe môi cong lên nụ cười không rõ ý tứ. Cậu Trần, lần này may nhờ có cậu, ông chủ Lục nói. Tối nay tôi mời khách, cậu Trần và Tứ ra cùng ăn một bữa ở chỗ tôi, thế nào? Dĩ nhiên ông chủ Lục phải kết thân với người như Trần Đức,
nếu sau này gặp rắc rối gì như hôm nay cũng có đường để đi. Ông chủ Lục tên đầy đủ là Lục Hoán Kim, có thể mở câu lạc bộ ở Thiên Hương Kiều dĩ nhiên cũng có chút thế lực trong tay. Đừng nhìn ông ta nể mặt phỉ tứ thế mà lầm, ông ta rất biết tính toán, phỉ tứ chưa chắc đã có thể tính qua ông ta. Chỉ là người làm ăn kinh doanh nên đặt hòa hợp lên đầu, ông ta không muốn đắc tội với người khác mà thôi. Lục Hoán Kim rất biết cách làm người, đích thân đi thiết đãi Trần Đức và phỉ tứ một bữa, lưu lại số điện thoại của Trần Đức mới hài lòng, biết được Trần Đức là người đàn ông của bà chủ quán Ba Thiên Tuyết, Lục Hoán Kim nói. Mọi người đều ở gần thế, sau này tôi nhất định sẽ dẫn nhân viên đến ủng hộ quán Ba Thiên Tuyết. Vậy thì cảm ơn ông chủ Lục nhiều rồi. Trần Đức đã lăn lộn ở trong nước và nước ngoài nhiều năm, tất nhiên sẽ có khả năng gặp người ra sao thì ứng xử y như vậy, chỉ trong một buổi tối quan hệ của ba người đã trở nên khăng khít. Mãi cho đến 4 giờ sáng, Trần Đức mới rời đi. Về đến quán Ba Thiên Tuyết, gọi điện cho Hình Tông Đài, bảo ông ta ngày mai thả mấy người đã dẫn đi tối nay ra, sau đó mới đi đến phòng của Hạ Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết đợi anh đã lâu. Mặc dù Trần Đức về Tân Thành đã 3 tháng nhưng anh không thường xuyên đến quán Ba Thiên Tuyết. Không cần nói cũng biết tâm tư Hạ Thiên Tuyết thường nhung nhớ về Trần Đức. Cô ấy chuyên tâm chăm chút cho bản thân, trang điểm lộng lẫy sau đó khoác lên mình một bộ đồ mỏng dính chỉ dành cho Trần Đức, dưới lớp áo là làn da trắng tuyết như ẩn như hiện. Trần Đức vừa bước vào, cô ấy đã chủ động tiến đến, nép vào lòng Trần Đức, anh đó, sao muộn thế này mới về? Chẳng phải là vì giải quyết tên phỉ tứ đó à? Tên đó cáo già xảo quyệt, không dùng chút thủ đoạn sao mà được? Trần Đức đảo mắt nhìn Hạ Thiên Tuyết, bỗng cười nói, sao thế, đợi một lát không được à? Tất nhiên là được chứ, ghét quá hà, thời gian tôi đợi anh còn ít sao? Hạ Thiên Tuyết đỏ mặt, càng thêm xinh đẹp, tuyệt vời. Tình yêu càng ngày càng sâu đậm một cách tự nhiên, sau khi Hạ Thiên Tuyết nói xong thì cô ấy liền chủ động hướng về phía Trần Đức. Dưới ngọn đèn mờ, bên trong tấm màn đã rũ xuống có hai bóng người đang ôm lấy nhau, liên miên trong miền hoan lạc, hương vị của trái cấm cũng chỉ có hai người biết. Sáng sớm khi Trần Đức mở mắt ra thì đã hơn 8 giờ sáng, Hạ Thiên Tuyết cũng đã thức dậy, đang dựa vào người anh. Trần Đức đứng dậy, mặc lại quần áo rồi nói, hôm nay tôi còn có việc, không thể đi cùng cô được. Hôm khác tôi sẽ quay lại. Trên gương mặt của Hạ Thiên Tuyết vẫn còn ửng hồng. Cô ấy đã quen với việc không được thường xuyên gặp Trần Đức. Không cần biết khi nào anh đến, tôi đều sẽ chờ anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Đức đến học viện thương mại, lúc này đã 9 giờ rưỡi, anh vừa đến cửa học viện thương mại thì đã có 3 người đàn ông đi tới trước mặt anh hỏi, anh là Trần Bát Hoang sao? Đúng, Trần Đức nói, các người là ai? Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ võ thuật, chúng tôi đã đợi anh rất lâu rồi. Không phải anh đã thách thức câu lạc bộ võ thuật hay sao? Anh em trong câu lạc bộ võ thuật đã đợi anh được một lúc, một người trong số đó nói. Ha ha, tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra cái dũng khí đó, một người khác liếc nhìn Trần Đức nói, nhìn lại thể trạng của anh đi, hôm nay nếu như anh không bị đánh tàn phế thì đã là may mắn lắm rồi. Tôi nghĩ anh không nên đến câu lạc bộ võ thuật, người như anh không xứng để đến đó đâu, nếu như thật sự muốn đi thì anh phải đánh thắng tôi trước đã. Người cuối cùng rất thô lỗ, vừa nói vừa tung một quyền vào đầu của Trần Đức. Đám nhóc bây giờ tính tình đều thô lỗ như vậy sao, không vừa ý nhau thì liền muốn ra tay đánh nhau. Trần Đức không hề né tránh, ngay lập tức tung ra một quyền đối kháng. Bốp! Một thanh âm nặng nề vang lên, nét mặt của thanh niên kia ngay lập tức thay đổi, miệng thì kêu rên ầm ĩ. Hự, a a a. Anh ta liên tục lắc lắc bàn tay. Một quyền của Trần Đức đánh thẳng vào nắm tay của anh ta đã khiến cho nắm tay của anh ta đau đớn vô cùng, năm ngón tay không thể nào dùng lực được nữa. Hai người còn lại hết sức kinh ngạc, cả hai đều tung ra một quyền, sao trình độ lại chênh lệch đến như thế? Anh Hạo, anh không sao chứ? Hai người đi đến bên cạnh thanh niên kia, phát hiện nắm tay của anh ta đã đỏ bừng như bị lửa đốt, nhịn không được phải liếc nhìn Trần Đức một cái. Sao? Hai người cũng muốn ra tay phải không? Trần Đức bình tĩnh không chút hoảng sợ hỏi. Trần Bát Hoang, anh đừng kiêu ngạo, các thành viên trong câu lạc bộ võ thuật đều là cao thủ, một người lại nói, nếu như có bản lĩnh thì tiếp tục đi theo chúng tôi. Ba người bọn họ không dám so tài với Trần Đức, cho nên ngay lập tức dẫn Trần Đức đến câu lạc bộ võ thuật, 5 phút sau bọn họ đã đến một phòng sinh hoạt rộng hơn mét vuông. Lúc này bên trong phòng sinh hoạt đã có hơn 100 người đứng chờ.
tất cả đều là sinh viên học viện thương mại si mê võ thuật, khi biết được tin Trần Đức thách thức câu lạc bộ võ thuật thì ai cũng nhanh chóng chạy đến xem thử. Ba cô gái Tống Ngữ Yên, Lâm Giao và Tô An Khê cũng đang ở đó, ai cũng tỏa sáng lấp lánh, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Cho dù Tô An Khê cũng không xinh đẹp đến như vậy nhưng vẫn có nhiều người chào đón cô ả bởi vì cô ả đi cùng với hai cô nàng kia. Tô An Khê mỉm cười đáp lại mọi người, còn Tống Ngữ Yên và Lâm Giao thì không để ý lắm. Chính giữa phòng sinh hoạt có một sân đấu nâng cao, đây là nơi tập luyện của các thành viên trong câu lạc bộ võ thuật, cả câu lạc bộ võ thuật chỉ có người. Hôm nay người đó đều đang có mặt ở đây, nhìn ai cũng oai phong bệ vệ, hơn nữa dường như ai cũng đang nổi nóng. Chỉ có duy nhất một người đang đứng trước mặt ba người Tống Ngữ Yên nói chuyện vui vẻ. Anh ta chính là anh lớn của câu lạc bộ võ thuật, Vương Hạo Minh. Vương Hạo Minh cũng là người có nền tảng gia đình tốt, anh ta đã tập luyện taekwondo từ khi còn học tiểu học, từng là nhà vô địch võ thuật trong học viện thương mại và đại diện cho học viện thương mại giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi taekwondo bên ngoài. Trưởng câu lạc bộ, anh nhất định phải dạy cho cái tên đó một bài học, Tô An Khê nói. Không thể để cho anh ta mang Ngữ Yên của chúng ta đi được. An Khê, cậu nói gì vậy? Tống Ngữ Yên nói, anh ta không thể nào theo đuổi tớ được. Ha ha, cho dù anh ta có theo đuổi được em hay không thì hôm nay anh nhất định cũng phải dạy cho anh ta một bài học, phải cho anh ta biết câu lạc bộ võ thuật không phải là nơi dễ dàng để cho anh ta khiêu khích. Vương Hạo Minh nói như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hơn nữa anh ta còn dám đánh người của câu lạc bộ võ thuật, chuyện này anh không thể bỏ qua được. Ồ. Không bỏ qua thì cậu tính làm gì? Đúng lúc này lại có một giọng nói truyền đến, Trần Đức chậm rãi bước vào phòng sinh hoạt, khi hơn 100 sinh viên nhìn thấy anh thì cũng tự giác lùi lại nhường đường. Vương Hạo Minh cũng như mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trần Đức. Vương Hạo Minh nói, anh chính là Trần Bát Hoang. Đúng, Trần Đức thản nhiên đáp lại. Chà, tôi không ngờ là anh thực sự dám đến đây. Điều đó cũng khiến cho tôi có chút hảo cảm với anh đó, Vương Hạo Minh nói, trên sân đấu lúc này có người anh em của tôi, nhưng để tránh cho người ta nói tôi lấy nhiều hiếp ít thì hôm nay người anh em kia của tôi cũng sẽ không ra tay. Anh chỉ cần đánh bại được tôi thì câu lạc bộ võ thuật sẽ giải tán. Vương Hạo Minh lớn giọng nói hết sức tự tin, dù sao thì anh ta cũng là một cao thủ taekwondo đai đỏ, không có thời gian dài khổ luyện thì anh ta cũng không thể có được thành tựu bậc đó. Đai đỏ chỉ đứng sau đai đen trong hệ thống phân loại của taekwondo. Trong học viện thương mại này, hiện tại không có sinh viên nào có thể trở thành đối thủ của anh ta. Nhưng cho dù nói như thế thì danh tiếng của anh ta cũng không bằng mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ. Trong câu lạc bộ bóng rổ toàn là dân nhà giàu đẹp trai, không biết có bao nhiêu cô gái yêu thích. Võ thuật ở thời đại này cho dù có giỏi cũng không thể nào nổi tiếng được. Hôm nay hiếm lắm mới xuất hiện hai hoa khôi giảng đường ở đây. Lại còn có thêm hơn 100 sinh viên khác đang theo dõi, trước mặt nhiều người như vậy thì chắc chắn anh ta cũng muốn thể hiện bản thân một phen. Tôi thì sao cũng được. Đánh một trận cũng là đánh mà đánh 20 trận cũng là đánh, những người này trong mắt của Trần Đức đều là trẻ con, thành thật mà nói, đánh nhau với bọn họ cũng khiến cho Trần Đức có chút xấu hổ. Chỉ là không còn cách nào khác, học viện thương mại là trường dành cho con nhà giàu, ở đây thật sự có quá nhiều chông gai. Mà anh còn phải luôn luôn ở bên cạnh hoa khôi trường học cả ngày trong 3 tháng tới, chắc chắn sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối. Cách duy nhất để tránh tiếp tục gặp rắc rối chính là phải trở nên nổi tiếng, phải để cho đám sinh viên này biết anh mạnh như thế nào thì anh mới có thể giảm bớt phần lớn rắc rối. Được. Mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều từ trên sân đấu bước xuống để Vương Hạo Minh một mình bước lên. Anh ta bước lên sân đấu và cởi áo khoác ngoài. Để lộ ra một bộ võ phục màu trắng rất ngầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.